Chương 36 ta cũng không biết, ta chưa từng luyện, trong tông môn cũng không gặp ai luyện rồi. Có điều, nhìn từ bộ dạng lần lần sờ sờ, mãi không chịu lấy ra, có lẽ là có chút giá trị. Triệu Đồng lắc đầu, nói lập lờ nước đôi. "Được, vậy ta sẽ đổi." Viên Minh suy nghĩ một chút rồi quyết định. "Tốt, vậy ta đây sẽ đưa luôn sách cho ngươi, vẫn quy định cũ, ngươi có thể xem một canh giờ, có thể ghi nhớ bao nhiêu. Mà thôi, cái tên nhà ngươi sẽ không có chuyện không nhớ được." Triệu đồng nói được nửa câu, lại nhớ tới bản lĩnh thấy qua không quên của viên minh. Viên minh nhận sách, tìm chỗ trống trải ngồi xếp bằng, cẩn thận lật xem. Triệu đồng cũng nâng cuốn sách trong tay lên, ngả người nằm lên ghế, cùng lật xem sách với hắn. Chư thân tẩu khí, linh pháp tiên hành, dĩ thân vi khí, dĩ pháp vi ngự. Chỉ mới thoáng nhìn nội dung trong sách, viên minh không khỏi sững sờ. Nguyên do là chữ để ghi chép công pháp vô ảnh bộ này không phải dùng chữ Nam Cương, mà là chữ trung nguyên, bảo sao triệu đồng kia lại nói mập mờ như vậy, chỉ e không phải y không muốn luyện, mà là bản thân y chưa chắc đã đọc hiểu được. Bên trong sách, ngoại trừ chữ viết, còn có 18 bức hình nữ tử che mặt, hoặc đi hoặc đứng, thân hình hoặc nghiêng trái, hoặc lắc phải, bộ dáng đưa tay nhấc chân có phần phiêu giật, kết hợp mỗi bức họa còn vẽ vô số dấu chân, nhìn qua có vẻ lộn xộn, nhưng để ý kỹ một chút lại không khỏi khiến người ta phải vỗ bàn tán dương. Những dấu chân này rậm rạp chẳng chịt, số lượng không dưới trăm ngàn, mới dùng chưa tới nửa canh giờ viên minh đã ghi nhớ kỹ hết toàn bộ nội dung trong sách có điều khi vừa khép sách vào hắn lại có chút tức giận triệu đồng vì sao ngươi lừa ta viên minh cau mày chất vấn ta lừa ngươi lúc nào triệu đồng ngồi thẳng người lên thắc mắc hỏi ngược lại vô ảnh bộ mà ngươi đưa ta là bản không đầy đủ nội dung bị thiếu viên minh nhíu mày nói không đầy đủ triệu đồng nghe thế lộ ra vẻ lúng túng rất hiển nhiên y đối với chuyện này cũng không nắm chắc không đầy đủ thì không đầy đủ, vô ảnh bộ này là trưởng lão đưa, ta lại xem không hiểu, ngươi sao có thể trách ta. Rất nhanh, y lên giơ hai tay lắc lắc, làm bộ chuyện này không liên quan đến ta. Viên minh dù có bất mãn, nhưng cũng không thể làm gì được. So với những tên đệ tử ký danh suốt ngày làm bộ cao cao tại thượng, triệu đồng đối với hắn đã xem như không tồi. Hắn cũng không thể đòi hỏi quá nhiều, dù sao bản thân hắn trả giá cũng không cao. Hơn nữa, vô ảnh bộ này dù chỉ là quyển thượng, nhưng từ nội dung trong phần tổng cương ghi lại mà nói, công pháp này đúng là không phải hàng nát, ít nhất cũng cao hơn địa thứ thuật nhiều. Mặt khác, sau khi tu luyện thân pháp này, không chỉ khi lúc đối chiến càng nắm chắc hơn, mà về phần tiềm hành truy tung cũng sẽ thuận tiện hơn nhiều, đặc biệt nếu gặp phải một số hung thú có tính cảnh giác cao, cũng dễ dàng theo dõi, tiếp cận. Viên Minh vốn định cáo từ rời đi, đã ôm quyền rồi, lại đột nhiên nhớ tới chuyện các cống bị tập kích, lập tức nói, phải rồi, ta còn có một chuyện muốn thỉnh giáo, triệu đồng thấy hắn không so đo chuyện vô ảnh bộ không đầy đủ liền vừa cười vừa đáp chuyện gì nói chút coi viên minh liền đem chuyện mà cáp cống đã trải qua cùng miêu tả quái vật lông dài kia ra kể một lượt triệu đồng im lặng ngồi nghe đoạn thả sách trong tay ra cho mày trầm tư người nói cái này ta cũng thực sự không biết là thứ gì chờ ta rảnh về hỏi các đồng môn xem sao một lát sau y lắc đầu đáp viên minh đành gật đầu đồng ý xong lập tức cáo từ rời đi hắn không nấn ná ở lại các mô cốc lâu mà lập tức bước thẳng ra khỏi cốc nhưng khi vừa ra khỏi cửa cốc liền thấy một thanh niên mặt sẹo dáng người lùn chắc cắm đầu bước tới viên huynh ta đến các mô cốc tìm ngươi nhiều lần hôm nay rốt cuộc cũng gặp được ngươi có còn cao trị thương đó không nhìn thấy viên minh thanh niên mặt sẹo lộ vẻ vui mừng xen lẫn sợ hãi nhiệt tình bước lên chào hỏi a à, là thổ lạc huynh à thật có lỗi gần đây trong tay không còn hàng tồn viên minh làm bộ bất đắc dĩ đáp bớt dùng bài này đi, lần trước ngươi từng hứa hẹn hai bình cao thuốc đó, không đưa đổ, hôm nay chớ mơ ra khỏi các mô cốc. Thổ lạc giang hai tay cản đường đằng trước, bộ dạng giặt một phường vô lại. Ngươi đây là... Được rồi, đây là ta vốn định lưu cho mình dùng, ngươi đã sốt ruột thế, vậy giao cho ngươi trước vậy. Viên minh lấy hai ống trúc đựng thuốc từ tay nải sau lưng ra, đưa tới. He he, thế này còn tạm được, đây là thù lao, đừng có nói ta lấy không của ngươi. Thổ lạc cười he he nói, đoạn lấy một cái túi nhỏ ra, ném tới viên minh mở túi ra liếc mắt nhìn rồi yên lặng thu lại hai người tiếp đó lại trò chuyện dăm ba câu xong mới cáo từ rời đi viên minh rời khỏi sơn cốc đi tới một mảnh rừng già rậm rạp tung người nhảy lên một cây đại thụ xong một lần nữa mở túi vải ra bên trong có một tấm da thú trên da ghi chi chít những chữ rất nhỏ ghi lại những chuyện mới phát sinh xung quanh vùng rừng núi này thổ lạc kia là một thành viên của một đoàn đội tên là thổ hùng hội một đoàn đội cỡ nhỏ với khoảng mười mấy, mấy người Khác với thanh lang bang, thổ hùng hội có phong cách hành xử rất ôn hòa. Thành viên đều dựa vào lực lượng tự thân để thu thập huyết thực, chưa bao giờ đi làm chuyện cướp bóc kẻ khác. Viên Minh quen biết thổ lạc từ khoảng 2 tháng trước, cũng từng cứu gã một lần. Thổ lạc làm người khá trung nghĩa, rất muốn báo đáp, đáng tiếc không đủ thực lực. Viên Minh thấy thổ lạc là người khéo đưa đẩy, giỏi giao thiệp, liền nhớ gã hỗ trợ thu thập tin tức về các nhóm thú nô trong rừng, để hắn kịp nắm rõ tình hình. Nhìn nội dung trên da thú, sắc mặt viên minh trở nên ngưng trọng, căn cứ theo tin tức mà thổ lạc cung cấp, thanh lang bang đã tìm được thi thể đám người ba âm, đồng thời xem xét tiền căn hậu quả, đoán ra hắn chính là hung thủ. Bên trong gia thú còn ghi, bang chủ thanh lang bang, ô bảo, còn treo thương một kiện thần binh nửa pháp khi cho kẻ tìm được chỗ viên minh trú chân. Nếu là như vậy, thời gian tới ta cũng không thể ra vào các mô cốc nữa, trong cốc nhiều người phức tạp, rất dễ để người hữu tâm chú ý. Viên minh đột nhiên nhớ tới một chuyện, quay người bước đi hắn đẩy tốc độ lên mức cao nhất, vòng một vòng lớn trong rừng. Sau khi xác định không có ai bám đuôi, mới trở về căn nhà gỗ của mình. Bên trong nhà gỗ, cáp cống đang nằm nghỉ ngờ. Đột nhiên y mở chừng hai mắt, dáng chống tay đứng lên, nắm chặt ra sói xanh, chuẩn bị kích phát phi mao thuật bất cứ lúc nào. Là ta! Tiếng viên minh ở ngoài cửa vang lên. Cáp cống nghe thế, mới thở phào một hơi, lần nữa ngồi xuống. Khoảng thời gian ta rời đi, không có ai tới đây chứ. Viên minh đẩy cửa bước vào, hỏi, Nơi này khá vắng vẻ, không có ai đến, ta điều tức tĩnh dưỡng được một phen. Ngược lại ngươi làm sao mặt mũi nghiêm trọng thế? Đã xảy ra chuyện gì? Cáp Cống nhìn Viên Minh một chút rồi hỏi. Thanh Lang Bang đã biết là ta giết ba âm, chúng đang khắp nơi treo thưởng tìm ta, nơi này e là không thể ở lâu, phải chuyển tới nơi kín đáo hơn để tránh đầu sóng ngọn gió. Viên Minh chậm rãi đáp, "Ba âm đúng là do ngươi giết, lá gan ngươi thật đúng là không nhỏ, nhưng gã là luyện khí tầng 3, thực lực so ra cũng không kém ô bảo bao nhiêu." Ngươi rốt cuộc là dùng thủ đoạn gì? Cáp cống kinh hãi thắc mắc. Chơi vài trò vặt mà thôi, không đáng nhắc tới. Cáp huynh tiếp đây tính làm gì? Thanh lang băng giờ đang giáo giết truy tìm ta, hẳn sẽ không chú ý ngươi quá. Ngươi định cùng ta rời đi, hay là đơn độc hành động? Viên minh đổi chủ đề, hỏi. Viên huynh cũng quá khinh thường cáp cống ta rồi. Người ô tôn bộ ta coi trọng ân nghĩa nhất, người khác tặng ta một, ta nhất định trả lại mười. Viên huynh lúc trước không ngại để lộ hành tung, ra tay cứu ta nếu ta lúc này lại bỏ đi ngày sau sao còn dám ngẩng đầu ưỡn ngực cầu nguyện với khuyển thần đại nhân cáp cống hư một tiếng mặt lộ vẻ tức giận là tại hạ lỡ lời xin cáp cống huynh chớ trách viên minh chắp tay nói hắn ở thập vạn đại sơn đã được một khoảng thời gian với phong thổ nam cương cũng có hiểu biết nhất định dân bản địa nam cương bị người trung nguyên gọi là dã nhân đa phần sống tập trung theo hình thức bộ lạc mỗi một bộ lạc đều có tập tục và tín ngưỡng riêng kỵ nhất là bị người khác xúc phạm viên huynh là người trung nguyên, không biết gì về ô tôn bộ ta, không cần phải thế, sau này đừng nói mấy câu kia nữa là được. Cáp cống thấy viên minh chân thành xin lỗi, thần sắc dịu đi, nói. Ta nhất định ghi nhớ, nếu cáp cống huynh đã quyết, vậy chúng ta mau rời đi, ở đây thêm một khắc là nguy hiểm thêm một phần. Viên minh đề nghị. Được, có điều ta giờ hành động khó khăn, di chuyển chỉ đành nhớ ngươi. Cáp cống đưa hai tay ra, nói. Viên Minh không nói gì, lập tức cõng cáp cống rời khỏi nhà gỗ, đi về phía hạp cốc. Nói về nơi an toàn, hiển nhiên là hạp cốc phía trước. Nơi đó vị trí vắng vẻ, không có hung thú gì, tự nhiên sẽ ít có phi mau thú nô lui tới. Trước mắt mà nói thì rất thích hợp để tĩnh dưỡng, cũng có thể tránh né thanh lang bang truy sát. Quan trọng nhất là, ở hạp cốc có đám sương mù kia, dù cả thanh lang bang tới tìm, hắn cũng có thể trốn vào trong sương mù ở đáy cốc, lúc ấy dù có nhiều người cũng vô dụng. Lấy thực lực hiện tại của viên minh, dù cõng theo cáp cống vẫn rất nhanh đã tới bờ bên này hạp cốc hắn không tìm chỗ khác đưa thẳng cáp cống tới động quật sinh sống trước đây trải qua thời gian ở chung dài như vậy viên minh đã đại khái hiểu được tâm tính cáp cống làm người thủ tín đáng để kết giao nơi này cũng không phải chỗ quan trọng gì để y biết cũng không phải vấn đề gì lớn không ngờ viên huynh ngươi còn có một chỗ ở thế này cáp cống nhìn động quật với điều kiện đầy đủ như thế không khỏi tấm tắc khen trước mắt tạm ở lại đây người thanh lang bang trong một chốc một lát sẽ không tìm nổi chỗ này đồ ăn Nước uống trong động cũng khá đầy đủ, ngươi an tâm ở đây tĩnh dưỡng đi. Viên Minh, nói. Cáp cống nhẹ gật đầu, khoanh chân ngồi xuống, vận công dưỡng thương. Viên Minh không ở lại đây tu luyện, mà đứng dậy đi ra bên ngoài, chỉ chốc lát đã tới một rừng cây yên tĩnh. Hắn đưa cáp cống tới đây, không chỉ vì tránh né thanh lang băng lùng bắt với để cáp cống có thể dưỡng thương, mà còn có một mục đích khác. Tình cảnh hiện giờ của hắn không được tốt lắm, nhất định phải dốc hết khả năng nâng thực lực bản thân lên thế mới có thể toàn thân trở ra khi gặp tình huống bất ngờ. Tăng tu vi không phải chuyện một sớm một chiều, suy nghĩ chút không khó để thấy được vô ảnh bộ vừa tới tay, chính là lựa chọn tốt nhất để mau chóng tăng thực lực lên. Có điều môn bộ pháp này huyền diệu khó lường, cần thời gian và không gian luyện tập, bên này Hạp Cốc vừa hẻo lánh vừa yên tĩnh, chính là một nơi vô cùng phù hợp. Viên Minh đứng yên tại chỗ, nhắm mắt cẩn thận nhớ lại một lượt những chữ viết và hình vẽ được ghi lại trong vô ảnh bộ, sau đó hít sâu một hơi, dồn khí xuống đan điền bước tới một bước tới bước thứ hai liền thở ra một hơi nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha vào lúc viên minh ra sức tập trung tu luyện bộ pháp trong các mô cốc vẫn như cũ người đến kẻ đi tương đối náo nhiệt trên một khoảng đất trống trong rừng rậm cách các mô cốc hơn 10 dặm bang chủ thanh lang bang ô bảo ngồi xếp bằng nhắm mắt hô hấp thổ nạp đột nhiên một hồi tiếng bước chân dồn dập vang lên rồi một một bóng người chạy nhanh tới tán bái chuyện thăm dò làm tới đâu rồi Ô bảo vẫn nhắm mới, mở miệng hỏi. Bang chủ, đúng như người dự liệu, viên minh trước đây không lâu quả nhiên tới các mô cốc, đáng tiếc chúng ta tới chậm một bước, để tiểu tử này chuồn mất. Tán bái không người đáp. Hừ, ngay cả ba âm cũng chúng độc thủ của hắn, người cho rằng chỉ bằng mấy người các ngươi, tới sớm thì có thể giữ hắn lại. Ô bảo mở lớn hai mắt, lạnh lùng chất vấn. Bang chủ bất giận, ta cũng không phải không thu hoạch được gì, tên viên minh kia sau khi vào cốc, từng có giao dịch với hai người. Tán bái vội nói thêm ô bảo chỉ nhìn tán bái không nói gì một trong hai người là đệ tử ký danh triệu đồng có phần tham tài sau khi nhét cho chút chỗ tốt nghe nói là chỉ bán cho viên minh một môn bộ pháp một người khác gọi là thổ lạc là người của thổ hùng hội chuyên lén lút bán tin tức ta đoán chừng rất có thể viên minh đã từ tên này mà biết được việc chúng ta truy sát hắn tán bái gượng cười nói tiếp hiểu rồi nghĩ hết mọi cách tìm chỗ viên minh dừng chân ta muốn đích thân chăm sóc hắn Mặt khác, với các thế lực khác, nhất là liệp cầu đường, nhấn mạnh một lần nữa là bắt viên minh chứ không được giết hắn, ta cần người sống. Ô bảo dặn dò xong liền nhắm mắt lại. Đã rõ, thuộc hạ cáo từ. Tán bái lên tiếng đáp, xong liền lui ra ngoài. Viên minh, người có thể dùng sức một mình chu sát ba âm, chỉ sợ đã không dưới luyện khí tầng 2, trên người ngươi rốt cuộc có bí mật gì. Ta trái lại muốn xem xem, đến cùng là tạo hóa gì, lại có thể để tu vi người tăng nhanh như vậy ô bảo lần nữa mở mắt ra ánh mắt lập lòe trong mảnh rừng cạnh động quật chú chân của viên minh một bóng người quỷ dị thoát ẩn thoát hiện giữa khung rừng khi thì ở bên trái chỉ chớp mắt sau đã qua bên phải lùm cây bụi cỏ trong rừng không có bất kỳ ảnh hưởng gì tới hắn bóng người quỷ dị cũng không chạm tới bất kỳ lá cây ngọn cỏ nào tựa hồ như đó không phải thân thể máu thịt vậy bóng người đột nhiên dừng lại đáp trên một tảng đá lớn hiện ra bóng dáng viên minh đang há miệng thở dốc trong mắt lộ vẻ mừng vui hắn về tới đây đã được ba ngày. Trong ba ngày này, viên minh không tu luyện cửu nguyên quyết, dành tất cả thời và tinh lực vào việc luyện tập vô ảnh bộ. Nơi đây dù kín đáo, nhưng thiên hạ nào có từng nào không lọt gió, khó đảm bảo người thanh lang bang sẽ không tìm tới, nhất định phải tận khả năng tăng thực lực lên. Hắn phát hiện bản thân rất có thiên phú tu luyện bộ pháp, chỉ dùng mấy ngày ngắn ngủi đã nhập môn vô ảnh bộ. Càng tu luyện, hắn càng trải nghiệm được sự huyền diệu của vô ảnh bộ pháp, một khi thi triển ra, người nhanh như gió, quả thực không hổ hai chữ vô ảnh. Hơn nữa bộ pháp này sở trường về di chuyển linh hoạt trong hoàn cảnh phức tạp, phức tạp, rất phù hợp với biến thân vượn trắng. Có điều việc thi triển vô ảnh bộ, không chỉ gây áp lực rất lớn lên người, hơn nữa còn rất tốn pháp lực, lấy toàn bộ pháp lực luyện khí tầng 3 của hắn hiện tại, dù cho không thôi động pháp thuật khác, cũng chỉ có thể kiên trì được 15 phút đồng hồ, muốn sử dụng bộ pháp này trong thời gian dài hơn, còn cần phải tiếp tục nâng cao tu vi, rèn luyện thân thể phi mao thú nô đã có thể có cơ hội lấy được bộ pháp thần diệu thế này không biết pháp thuật thần thông của những đệ tử bích la động kia sẽ còn lợi hại thế nào viên minh nhìn về phía sơn môn bích la động trong lòng bất giác sinh ra chút chờ mong viên minh lấy lại tinh thần khoanh chân ngồi xuống bắt đầu vận chuyển cử nguyên quyết tu luyện nhiều ngày như vậy hắn phát hiện ra cử nguyên quyết chẳng những có thể nhanh chóng tiếp dẫn linh khí thiên địa nhập thể tinh tiến pháp lực hơn nữa chỉ cần vận chuyển môn công pháp này lại có thể mau chóng khôi phục thể lực hắn có thể tu thành vô ảnh bộ trong thời gian ngắn như vậy cũng là nhờ vào năng lực khôi phục của cửu nguyên quyết viên minh rất nhanh đã khôi phục lại thể lực và pháp lực xong liền trở lại động quật cáp cống đang ngồi xếp bằng trong góc động quật trải qua mấy ngày an dưỡng vết thương trên bụng cáp cống đã liền miệng đóng vảy hoạt động hàng ngày đã không còn gặp trở ngại nhưng muốn khỏi hẳn thì còn cần một khoảng thời gian nữa y đưa hai tay nâng tấm da sói xanh lên miệng lẩm bẩm vẻ như đang thi triển thuật pháp nào đó không phải phi mao thuật chỗ bàn tay tiếp xúc với da sói xanh còn thế những tia sáng xanh lấp lóe. Đang làm gì đấy? Viên Minh tò mò hỏi. Cáp cống không trả lời hắn, mà tiếp tục tụng niệm nhịp nhàng, sau thời gian chọn một bữa cơm mới mở mắt ra, theo đó ánh sáng trên bàn tay cũng biến mất. Xin lỗi, ta mới rồi đang dựng dưỡng phi mau thú bì, quá trình này không thể gián đoạn. Cáp cống ái náy đáp. Không sao, nhưng dựng dưỡng phi mau thú bì là cái gì? Sao ta chưa từng nghe qua? Viên Minh cũng đã ngồi xuống tu luyện, mở mắt hỏi. Việc này nói tới có hơi phức tạp, phải bắt đầu nói từ phương pháp luyện chế những phi mau thú bì này. Cáp cống tựa như đang lựa chọn câu từ, im lặng một lúc mới mở miệng nói. Ngươi biết quá trình luyện chế phi mau thú bì. Xin rửa tay lắng nghe. Viên minh mắt sáng lên, hỏi. Ta cũng chỉ là nghe từ miệng một đệ tử bích la động, bay quay bán hàng trong các mô cốc. Bích la động đưa hung thú sống nguyên vào trong một tòa bí trận, theo sự vận chuyển của pháp trận. Tất cả xương cốt, máu thịt của hung thú sẽ đều hóa thành nguyên khí, luyện vào trong gia thú, nếu như quá trình không xảy ra lỗi, sẽ lập tức cho ra một tấm phi mao thú bì. Phi mao thú bì trong tay chúng ta, trông như một tấm da, kỳ thật lại ẩn chứa toàn bộ tinh hoa sinh mệnh mà hung thú sở hữu. Thú hồn. Viên Minh nghe những lời này, nhớ lại tình cảnh khi Lưu Hương cường hóa hai tấm da thú. Hắn lúc trước đã hoài nghi trong phi mao thú bì có ẩn chứa thú hồn, bây giờ xem ra quả là thế thật. Luyện hóa xương cốt, máu thịt hung thú thật ra cũng không có gì, thứ trọng yếu nhất bên trong phi mao thú bì chính là thú hồn viên huynh dùng phi mao thuật lâu như vậy hẳn là cũng ít nhiều cảm nhận được thú hồn bên trong nhỉ cáp cống tiếp tục nói phát giác một chút viên minh ậm ừ đáp nhưng những tấm phi mao thú bì này đã là vật chết thú hồn bên trong cũng liên tục từ từ suy yếu thế nên cái gọi là dựng dưỡng phi mao thú bì thực chất là dùng pháp lực ôn dưỡng ra thú ổn định thú hồn trong đó cáp cống bây giờ mới đi vào chuyện chính thú hồn suy yếu là xu thế không thể nào nghịch chuyển, vậy việc ổn định thú hồn bên trong rốt cuộc là có mục đích gì? Viên minh trước gật gật đầu, sau lại hỏi. Dựng dưỡng ra thú không chỉ có thể làm chậm lại việc thú hồn suy yếu, còn có thể khiến bản thân và phi mau thuật càng phù hợp hơn, từ đó điều khiển phi mau thuật biến thân càng tốt hơn. Vận khí tốt, còn có thể kích phát tiềm năng của thú hồn, thức tính một hai loại năng lực, đương nhiên đây chỉ là chuyện có thể gặp chứ không thể cầu, hơn nữa cần phải hao phí thời gian rất dài. Cáp cống giải thích, trong mắt thoáng hiện lên vẻ ước ao kích phát tiềm năng thú hồn thức tỉnh năng lực mới viên minh thầm nói trong lòng một câu đưa mắt nhìn qua cánh tay phải nhìn từ việc lưu hương thần bí chữa trị và kích phát năng lực gia thú trước đây mà nói theo một khía cạnh nào đó thì cũng là dựng dưỡng thú hồn hơn nữa hiệu quả còn vượt xa cái bí thuật dựng dưỡng trong lời cáp cống ngươi cảm thấy hứng thú với bí pháp dựng dưỡng gia thú sao thuật này ta cũng là ngẫu nhiên có được tặng người một bản này cáp cống thấy viên minh xuất thần tới ngây người nghĩ rằng hắn cảm thấy hứng thú với bí pháp này, liền lấy một tấm da thú với chi chít chữ bên trên, đưa tới. Vậy thì đa tạ cáp cống huynh. Viên minh quả thực có hứng thú nối thuật dựng dưỡng nên cũng không khách khí. Viên huynh cứu ta một mạng, bí thuật còn con, còn chưa có đủ. Cáp cống cười ha ha, chỉ điểm cho viên minh mấy câu tâm đắc về bí thuật dựng dưỡng này, xong liền tiếp tục nhắm mắt vận công. Viên minh phát hiện nội dung thuật dựng dưỡng này cũng không phức tạp. Nguyên lý cơ bản của nó là thông qua việc chuyển hóa pháp lực, trong người mình thành một loại năng lượng nào đó có tác dụng ôn dưỡng thần hồn, sau đó lại dùng thủ đoạn đặc thù rót vào trong da thú để ôn dưỡng thú hồn. Cái nữa là việc phi mau, thú bị mạnh yếu thế nào có liên quan mật thiết với việc thú hồn mạnh yếu, vui buồn ra sao? Sau khi đã tìm hiểu được sơ bộ nội dung, hắn lập tức vận chuyển cửu nguyên quyết, chậm rãi rót pháp lực vào trong da vượn, vận chuyển theo phương pháp ghi trong bí thuật, tức thì chỗ ra tay tiếp xúc với tấm da vượn nổi lên từng tia sáng trắng, y như các cống thi pháp lúc nãy viên minh thấy vậy thầm hài lòng tiếp tục vận chuyển pháp lực thời gian từng giờ trôi đi nhoáng cái đã qua nửa ngày hắn phát hiện cảm ứng giữa bản thân và tấm da vượn đúng là có tăng lên có điều mức độ tăng cường này thực sự rất có hạn muốn dựa vào cái này để đề thăng uy lực của phi mao thuật phải khổ tu hết năm này tới tháng nọ mới được hơn nữa việc này không chỉ tiêu hao không ít pháp lực mà còn ảnh hưởng đến việc tu luyện hàng ngày nữa lúc trước dùng lưu hương cường hóa da thú đều là để da thú tự động hấp thu hiện tại có thuật dựng dưỡng này nếu dùng thuật này thôi động luồng nhiệt lưu từ lưu hương dung nhập vào trong da vượn trắng có lẽ sẽ càng thêm hữu hiệu một ý tưởng đột nhiên hiện lên trong đầu hắn nói là làm ngay viên minh lặng yên đi đến một chỗ kín đáo bên ngoài động quật lấy lưu hương ra nâng trên tay một dòng nhiệt lưu từ trong lưu hương chảy ra viên minh vội vàng vận chuyển thuật dựng dưỡng nhằm dẫn dắt luồng nhiệt lưu này cẩn thận từng chút tụ vào cánh tay phải của hắn hy vọng thuật này hữu dụng hắn thầm cầu nguyện bấm đốt điểm tới rót luồng nhiệt lưu của lưu hương vào trong tấm da vượn da vượn trắng như bọt biển thấm nước, hấp thu toàn bộ luồng nhiệt lưu, tiếp đó không gió mà bay, rồi tự động thi triển phi mao thuật, bám lên người Viên Minh, hóa thành hình thái vượn trắng. Bên trên thân thể vượn trắng hiện ra từng đường vân màu trắng tỏa sáng chớp động, mà ảo ảnh hồn vượn kia cũng lần nữa hiện ra, có điều ngưng thực hơn trước khá nhiều. Bên cạnh đó, Viên Minh phát hiện liên hệ giữa hắn và da vượn càng sâu sắc hơn, tỉ mỉ tính toán, thì hiệu quả một lần này thôi đủ bằng hai tháng tu luyện thuật dựng dưỡng. Hắn nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại tiếp tục thôi động nhiệt lưu trong lưu hương, rót vào tấm da vượn, đường vân trên da vượn theo đó càng lúc càng phát sáng rực rỡ. Sau mấy chục lần liên tục nhận nhiệt lưu rót vào, cho dù có thuật dựng dưỡng hỗ trợ, tấm da vượn cũng không tiếp tục hấp thu nhiệt lưu nữa. Lúc này, đường vân trên da dượng trở nên thô to hơn rất nhiều, tỏa ánh sáng lấp lánh, đồng thời ảo ảnh vượn trắng cũng biến thành nửa hư nửa thực, phát ra từng tràng những tiếng gào giống hưng phấn. Mối liên hệ giữa viên minh với tấm da vượn trên người sâu sắc hơn rất nhiều, hắn có thể cảm nhận rõ ràng được yêu lực lưu động trong da vượn, thậm chí còn có thể phát giác yêu lực duy trì phi mao thuật đang như thủy ngân, không ngừng xâm nhập kinh mạch, lục phủ ngũ tạng, đan điền, thậm chí cả đầu óc hắn. Phi mao thuật xâm thực hóa ra là thế này. Hắn thu hồi lưu hương, hít mắt lại, biết cách mà yêu lực cắn trả bản thân, sau này tự nhiên cũng sẽ có thêm tự tin để ngăn cản. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Viên minh hóa thân vượn trắng, nhanh chóng vận động tay chân mấy lần, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc khó hiểu. Hắn có thể cảm nhận được mối liên kết, và độ tương thích giữa mình và gia thú đều được tăng cường, nhưng chẳng biết vì sao uy lực biến thân lại chưa gia tăng. Giữa lúc còn đang hoang mang, viên minh trượt cảm giác quanh người nóng lên, tiếp đó một luồng yêu lực cường đại từ bên trong tấm da vượn tuôn ra, như dòng nước xiết, phân tách chảy các vị trí trong cơ thể hắn. Theo đó, cơ thể đột nhiên vang lên một tiếng ầm. Sau một khắc, cơ thể hắn nhanh chóng phình to, cơ bắp cả người nhúc nhích, xương cốt phát ra tiếng nổ vang băng bang. bang biến hóa này đến nhanh, đi cũng nhanh, kéo dài trước sau chỉ khoảng 2, 3 nhịp thở. Hình thái vượn trắng thình lình cao thêm một thành, cơ bắp cũng lớn hơn một vòng, đồng thời móng vuốt ở hai tay càng thêm sắc bén. Viên Minh hít sâu một hơi, cảm nhận lực lượng trên dưới cơ thể mạnh hơn trước, trong lòng có chút hưng phấn. Hắn biến khéo thành vụ, lần mò tìm ra phương thức này, không ngờ lại có thể thực sự tăng uy năng hóa thân ra vượn trắng lên, nếu như có thời gian, hắn nhất định sẽ nghiên cứu kỹ càng một phen, dù sao thì trước mắt, đây cũng là chỗ dựa lớn nhất của hắn khi lâm trận chống địch. Viên minh giải trừ phi mau thuật, trở về động quật, rất nhanh sau đi lại đi ra, trên tay có thêm một tấm da thú màu đen, cũng chính là tấm da cóc nhặt được lúc trước. Thuật dựng dưỡng đã có hiệu quả với da vượn trắng, đối với da cóc hẳn cũng sẽ như vậy. Hắn lúc này thi triển phi mau thuật hóa thân hình thái cóc, lặp lại việc thôi động thuật dựng dưỡng, điều động nhiệt lưu xuất hiện bên trong lư hương, từ từ rót vào trong da cóc. Đúng như dự liệu, da cóc cũng có thể hấp thu nhiệt lưu, có điều nó chỉ dung nạp được năm sáu lần liền ngừng lại dù cho viên minh có cố gắng thế nào cũng không có phản ứng gì thêm nữa xem ra tiềm lực phát triển của mỗi tấm da thú là khác nhau tấm da cóc này thua xa vợn trắng viên minh thầm nghĩ qua thời gian mấy nhịp thở một cỗ yêu lực cường đại mà lạnh buốt từ trong da cóc truyền ra khiến trên dưới cả người viên minh xuất hiện cảm giác mát mẻ dị thường viên minh nhắm hai mắt cẩn thận cảm nhận trên mặt hiện lên ý cười thân mình hình thái cóc do hắn biến thân thành hiện tại không có tăng trưởng rõ ràng, nhưng lực lượng tứ chi lại tăng thêm không ít, lá phổi khép mở càng thêm hùng hồn hữu lực, thời gian nhịn thở ít nhất phải tăng lên gấp rưỡi. Có điều thứ làm hắn hưng phấn lại không phải mấy cái này, mà là việc biến thân cóc thức tỉnh được một năng lực mới. Hắn ép người thấp xuống, rót pháp lực vào cục u màu đen ở lưng, tức thì, những cục u màu đen kia nhúc nhích rồi đột nhiên biến lớn gấp bội. Phụt! Người mấy tia chất lỏng màu đen từ bên trong những cục u trên lưng phun ra, như mũi tên đánh lên một bụi cây trước mặt xèo xèo lá cây xanh tươi giữa nát với tốc độ mắt thường có thể thấy được vỏ cây cứng chắc cũng nhanh chóng nứt ra giống như bị dịch màu đen rút hết nước ở bên trong không đến nửa khắc đồng hồ một lùm cây tươi tốt tràn đầy sức sống đã hoàn toàn khô héo chỉ có mấy cây cành tráng kiện mới miễn cưỡng tồn tại những chỗ khác đều bị biến thành bùn đen dịch độc thật lợi hại phải chú ý mũi tên từ dịch độc cóc này mới được viên minh khẽ hít một hơi Nghĩ lại, luồng nhiệt khí từ trong lư hương tuôn ra này rốt cuộc là cái gì, lại có hiệu quả tầm bổ thú hồn rõ rệt như vậy. Viên minh giải trừ hóa thân, xoa xoa nhẹ ấn ký lư hương trên, đầu óc lại bắt đầu suy tính. Lư hương trước đây đã để ý thức của hắn phụ thể người khác, thậm chí có thể điều khiển hành vi, cử chỉ người đó, lúc này lại có thể cường hóa thú hồn bên trong phi mau thú bì, từ đó tăng cường uy năng gia thú. Mỗi lẫn nó đều có thể làm người ta kinh ngạc khó hiểu, hiển nhiên là một kiện dị bào bất xuất thế ngày sau nếu có hy vọng rời khỏi nơi này, nhất định phải suy nghĩ kỹ càng một chút. Khi viên minh lần nữa trở lại động quật, cáp cống đã ngừng dựng dưỡng, nhắm mắt nằm tĩnh dưỡng trên đống cỏ khô, bên cạnh là tấm da sói xanh. Viên minh liếc nhìn tấm da sói rồi ngồi xuống. Việc lưu hương có thể cường hóa da thú đã khá rõ ràng, khẳng định cũng sẽ có hiệu quả tương tự với da sói xanh, cáp cống xem như bằng hữu của hắn. Hai người trước mắt cũng coi như cùng chung khốn cảnh, nên giúp y cường hóa thứ này một hay không? có điều vì an toàn mà suy tính không thể để lộ bí mật của lư hương vậy nên dù có muốn giúp cáp cống một tay cũng không thể để y phát hiện đúng vào lúc này viên minh đột nhiên đứng lên vừa nghiêng tai lắng nghe lập tức sầm mặt cáp cống mau dậy đi sao thế cáp cống vẫn chưa ngủ say nghe vậy liền vội vàng ngồi dậy có người tới hơn nữa số lượng không ít viên minh trầm giọng nói là địch nhân trăng có cần chuồn gấp không cáp cống cả kinh vội nắm tấm da sói xanh bên cạnh không kịp viên minh lắc đầu nhoáng người cái đã xuất hiện ở cửa động xuyên qua một khe hở trên cửa nhìn về phía xa mười mấy bóng người xuất hiện trong tầm mắt nhanh chóng lao vụt tới chỉ mấy nhịp thở đã đến trước cửa động xếp thành hình cánh quạt bao vây bên ngoài người tới rõ ràng thuộc về hai thế lực có hai người cầm đầu một người là đại hán tóc đen bù xù với ba vết sẹo trên mặt mũi như mỏ ưng người kia là một đại hán tóc vàng thân hình mập lùn với đôi mắt đậu xanh là ô bảo bang chủ thanh lang bang và kim khôn của liệp cầu đường hai người bọn họ trước giờ đối địch làm sao lại đồng thời xuất hiện cáp cống cũng đi tới cửa động vừa nhìn thấy người bên ngoài liền dùng mình ớn lạnh viên minh không nói gì thần sắc có phần âm tình bất định hắn đương nhiên từng nghe qua liệp cầu đường tề danh với thanh lang bang nếu như người đến chỉ là thanh lang bang hắn tự tin có thể an toàn thoát ra nhưng nếu có thêm cả liệp cầu đường sự tình liền trở nên khó giải quyết hơn rất nhiều nhất là hiện tại cả hai kẻ cầm đầu lại đồng thời xuất hiện he he ô bảo bang chủ không phải ta chém gió ở cái thập vạn đại sơn này còn chưa có người mà liệp cầu đường chúng ta tìm không ra đại hán tóc vàng kim khôn cầm một cây xương thú nhỏ xỉa răng cười nói ô bảo nhìn động quật trước mắt hư lạnh một cái đưa hai tay kết ấn lòng bàn tay ong ong rung động bất thình lình có thêm một lôi cầu màu tím lớn bằng quả trứng chim bồ câu không ổn viên minh kinh hãi kéo cáp cống nhanh chóng lùi lại phía sau ô bảo vung tay phải lên lôi châu liền lóe cái rồi biến mất không thấy gì nữa sau thoáng chốc sau đó trong rừng hiện lên ánh sáng tím chói lòa đồng thời một tia xét màu tím thình lình xuất hiện xé gió bổ vào tảng đá lớn chỗ cửa động một tiếng nổ lớn ầm vang tảng đá khổng lồ cao hơn trượng theo tiếng nổ vỡ tung ra hóa thành vô số đá vụn bắn tung tóe ra bên ngoài kéo theo một mảng lớn bụi đất không ngờ tên ô bảo này thực sự tu thành lạc lôi thuật vẻ kiêng rẻ trong mắt kim khôn lóe lên rồi rất nhanh liền biến mất lạc lôi thuật giống như một thứ thuật, đều thuộc về pháp thuật. Ngàn vạn loại pháp thuật trong tu tiên giới, trung quy đều nằm trong phạm chủ ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Nhưng chuyện thế gian luôn có ngoại lệ, tu tiên giới có một số người, yêu thú với thiên phú dị bẩm, hoặc khi lớn lớn gặp biến cố lớn, từ đó có thể tu luyện, điều khiển lực lượng không thuộc về ngũ hành. Loại tình huống này, tu tiên giới gọi là linh căn biến dị. Linh căn biến dị có rất nhiều chủng loại, nổi danh có lôi linh căn, linh căn, độc linh căn, linh căn biến dị tốt xấu khó nói, biến dị theo hướng tốt sẽ làm linh căn mạnh lên, nếu biến dị theo hướng xấu, thậm chí sẽ làm tổn thương thân thể. Lôi linh căn thuộc về biến dị loại tốt, lôi thuộc tính nổi danh về lực phá hoại cường đại, thêm nữa là vì giữa trời đất sẽ sinh ra lôi điện chi lực, nên lôi linh căn tương đối khác với những loại linh căn biến dị khác, không hiếm mà trái lại còn khá phổ biến, kéo theo đó là không ít thần thông, pháp thuật lôi thuộc tính xuất hiện, lạc lôi thuật chính là một thuật pháp cấp khá thấp trong số đó tuy thấp nhưng nếu so sánh thì mấy loại ngũ hành pháp thuật kiểu một thứ thuật còn lâu mới sánh nổi ô bảo phất tay áo lên đầu ngón tay lờ mờ thấy có ánh sáng xanh chớp động tức thì một cơn gió lớn thình lình xuất hiện thổi tan bụi đất trước cửa hang tình cảnh trong động hiện ra rõ ràng viên minh không ẩn giấu hình tích mà thản nhiên đứng đó nhưng cáp cống vốn ở bên cạnh lại không thấy đâu ô bảo nhướng mày lúc vừa mới tới chỗ này gã rõ ràng nhìn thấy trong động có hai người bang chủ cẩn thận tên kia e rằng đang núp trong bóng tối viên minh làm ra bộ dạng này chỉ sợ là muốn dụ chúng ta đi vào hành động vội vàng khả năng cao sẽ bị tập kích tán bái đứng bên cạnh nhỏ giọng nói ô bảo thoáng gật đầu nhanh tới mức không thể nhận ra đồng thời đưa tay trái ra sau lưng tạo thế thủ thành viên thanh lang băng di chuyển chậm rãi từng bước vây chặt một bên cửa động trong đám người ô lỗ đưa mắt nhìn viên minh thần sắc có phần phức tạp miệng than nhẹ một tiếng ô bảo kim khôn nhị vị bang chủ là ngọn gió nào đưa hai vị đại nhân vật tới chỗ này vậy viên minh thu cử động của ô bảo và đám người thanh lang bang vào trong mắt bình tĩnh lên tiếng viên minh đã biết rồi còn cố hỏi người nhiều lần đối nghịch với thanh lang bang ta còn giết hại phó bang chủ ba âm của chúng ta tội ác tày trời ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói ta còn có thể để cho người được lưu lại toàn thây ô bảo lạnh lùng đáp viên minh và thanh lang bang đã vào thế không chết không thôi nên hắn cũng lười phản bác lúc này lại đưa mắt về phía kim khôn hỏi kim khôn bang chủ cũng đến để bắt ta viên mỗ tự vấn thấy chưa từng đắc tội liệp cầu đường ha ha ô bảo huynh và ta chính là bạn tri kỷ hắn mới ta đến đây ta tất nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn kim khôn đảo đôi mắt đậu xanh của mình vừa cười vừa nói hôm nay là tranh đấu giữa ta với thanh lang bang không can hệ gì người ngoài kim khôn bang chủ phải nghĩ cho kỹ có nên xen vào hay không viên mỗ cũng không phải dạng người rộng lượng gì viên minh liếc nhìn thành viên liệp cầu đường xung quanh chậm rãi nói a à, người đây là đang uy hiếp ta kim khôn bỗng nheo trong mắt lại ánh mắt trở nên lạnh lẽo chưa đến mức đó chỉ là lời khuyên mà thôi viên minh cười đáp quan hệ giữa liệp cầu đường và thanh lang bang thế nào hắn đã nghe được không ít từ chỗ thổ lạc hai đại bang phái minh tranh ám đấu tuyệt không có khả năng hòa thuận lấy tính cách của kim khôn trong lòng có tám phần là muốn tọa sơn quan hổ đấu lời vừa rồi của viên minh chính là muốn cho kim khôn một bậc thang nếu có thể khiến gã khoanh tay đứng nhìn cuộc chiến hôm nay hắn chưa hẳn không có cơ hội chiến thắng kim khôn nhìn chằm chằm viên minh híp đôi mắt đậu xanh lại cơ hồ chỉ hở một đường như sợi chỉ mảnh xong đột nhiên người ha ha he he viên minh người quả nhiên không đơn giản dưới tình hình này vẫn có thể gặp nguy không loạn thậm chí còn muốn chia rẽ chúng ta nói thật ta còn thực sự động tâm tư muốn thu người vào liệp cầu đường kim khôn cười lớn nói kim khôn người còn cần đồ hay không đây ô bảo nhíu mày chất vấn tất cả mọi người liệp cầu đường nghe lệnh vây chặt chỗ này cho lão tử dù cho là một con ruồi cũng tuyệt không cho thoát ra. Kim Khôn không kiên nhẫn phất tay, ra lệnh. Đám người liệp cầu đường lập từ tản ra bốn phía, tạo thành một nửa vòng tròn bao vây một phía khác của động quật, cùng người thanh lang bang chặn mọi lối thoát từ động quật, chặt chẽ đến giọt nước không lọt. Đúng vào lúc này, tán bái từ trong đám người đột nhiên lấy ra một cây nỏ, trên đó lắp sẵn ba mũi tên màu xanh lục, nhắm thẳng về phía viên minh rồi bóp cò. Tiếng xe gió chói tai vang lên, ba mũi tên hóa thành ba bóng mờ xanh bắn vọt về phía những bộ phận yếu hại trên ngực viên minh viên minh thi triển vô ảnh bộ chỉ thoáng lắc lư người một chút đã lập tức lướt ngang nửa trượng dễ dàng tránh thoát đòn tập kích của tán bái ba mũi tên màu lục đánh lên vách động phía sau hắn xong nhất loạt nổ tung ra kéo theo một mảng lớn khói mù màu lục nhanh chóng lan tràn ra khắp xung quanh có độc viên minh lập tức nín thở vung tay xua ngay tiếp đó một viên trâu màu xám bắn ra rơi xuống mặt đất cạnh cửa động một tiếng phốc trầm nhẹ vang lên, theo đó, một đám khói mù lớn thình lình nổi lên, trong nháy mắt lan ra khắp động quật, đồng thời tràn ra cả bên ngoài, khiến người ta không thể trông rõ tình hình trong động, nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chò mèo, ô bảo khẽ hừ một tiếng, trên ngón tay lại tỏa ánh sáng xanh, định lần nữa gọi gió lớn để thổi tan khói mù. Nhưng đúng lúc này, mặt đất dưới chân gã bỗng nhiên nứt vỡ, để lộ một cây gai gỗ đang cấp tốc trồi lên cao. Ô bảo dùng mình, cuống quýt nhảy qua một bên, tránh thoát cây gai trong đường tơ kẽ tóc, tuy né được nhưng hành động gọi gió của gã cũng vì thế mà bị gián đoạn. Không chờ hai nhóm người ô bảo và kim khôn kịp có phản ứng gì, lại một viên châu màu đen từ trong động, xuyên qua làn xương bay ra, rớt trên mặt đất. Một đám khói mù lớn nữa lại cuồn cuộn tỏa ra, kết hợp với khói mù tràn ra từ trong động, bao phủ hết cả một khu vực lớn. Trong động quật, viên minh lấy tay mũi, đi tới trước vách đá ở sâu trong động, đoạn ra sức đẩy, vách đá từ từ chuyển động, để lộ ra một thông đạo tối om, đồng thời, cũng có thể thấy rõ phần vách đá bị đẩy thực chất chính là một tảng đá, đã được cắt gọt. Viên Minh đưa người vào bên trong, xong lập tức đẩy tảng đá lớn về chỗ cũ, rồi nhanh chóng chạy về phía cửa sau động quật. Hắn đã sớm tính đến trường hợp người thanh lang băng tìm đến, từ đó lên sẵn kế hoạch phòng bị, những hành động vừa rồi chỉ là kế hoãn binh, đợi khi bọn người ô bỏ bên ngoài phát giác ra điểm khác thường, bọn hắn đã sớm chạy xa chạy chưa được bao xa bóng dáng cáp cống liền xuất hiện ở đằng trước cầm trong tay một khối huynh thạch màu trắng tỏa ánh sáng mờ mờ tựa như đang đứng chờ hắn viên huynh không ngờ động quật của ngươi lại còn có lối ra khác bội phục cáp cống khen ngợi bây giờ không phải lúc nói chuyện chạy mau viên minh kéo cáp cống chạy về phía trước hai người ở trong động quật tối như hũ nút hết rẽ lại ngoặt chạy gần một khắc đồng hồ mới đến được cửa sau động viên minh lập tức thi triển phi mau thuật hóa thành hình thái vượn trắng đánh ra một quyền, ầm ầm đập nát tảng đá lớn chặn cửa sau động quật. Hai người nối đuôi nhau lao ảo ra, đang định chạy về phía xa, mặt đất đột nhiên bừng lên những dải sáng màu vàng, hình thành một tấm lưới lớn, ập vào thân thể hai người. Viên Minh giật mình, tụ toàn toàn bộ pháp lực xuống chân khiến hai chân vốn cực kỳ tráng kiện chỉ, trong nháy mắt lại to thêm ba thành, từng khối cơ nổi lên cuồn cuộn. Viên Minh mãnh liệt dẫm hai chân xuống đất. Ầm. Ừ. Mặt đất dưới chân nổ tung, tạo ra một cái hố nông đồng thời cả người viên minh bắn vọt lên trời thoát ra ngay trước khi tấm võng màu vàng kịp khép lại cáp cống lại chạy không kịp bị tấm võng trùm lấy không thể cựa quậy phù phù viên minh rơi xuống chỗ cách đó hơn một trượng thoáng dùng mình lật tay rút thanh ngư kiếm ra bổ về phía tấm lưới hai lưỡi đao màu vàng kim từ bên cạnh bắn tới chém về phía hai chân hắn viên minh vội vàng thu tay thi triển vô ảnh bộ cấp tốc lướt ngang qua mấy trượng vất vả lắm mới tránh khỏi cảnh bị kim nhận chém chúng. Bảy tám cái bóng từ trong mảnh rừng xung quanh vọt ra, vây kín hắn lại, gã cầm đầu là một dị thú hình người đầu nhọn thân béo, đôi mắt tí hí, sau lưng còn mọc ra một cái đuôi nhỏ dài màu vàng kim, nhìn qua giống như một con chuột lớn hình người. Con chuột lớn này có da lông lộ màu vàng tối, lông trên phần lưng rất dài, hơn nữa sợi nào sợi nấy dựng đứng y như lông nhím, hai chân trước cũng mang màu vàng kim nhạt, móng vuốt như mũi khoan thép sắc bén he he, coi ta là kẻ ăn chay sao? Ta đã nhận đơn này, tất nhiên đã tìm hiểu rõ ràng mọi thứ về người. Người lại không đi hỏi một chút xem kim gia ta là ai. Chuột lớn hình người thản nhiên lên tiếng, nghe giọng nói rõ ràng là kim khôn. Viên minh không khỏi nhướng mày. Những phi mau thú nô vây quanh này, nếu luận đơn đã độc đấu thì hắn không để vào mắt. Nhưng khi chúng tập, tập trung lại một chỗ thì tuyệt không thể khinh thường. Cộng thêm kim khôn tọa chấn, việc phá vây sẽ vô cùng khó khăn. Viên minh đưa mắt đảo một vòng, Đoạn nhìn về phía Cáp Cống đang bị tấm lưới chói chặt cứng, trong khi đó, đám người Kim Khôn lại không ai đi để ý tới y, chỉ chăm chăm tập trung quan sát Viên Minh. Hắn và Cáp Cống dù bèo nước gặp nhau, nhưng đã từng cùng nhau trải qua hoạn nạn, coi như một trong không nhiều bạn bè của hắn ở Thập Vạn Đại Sơn này, nếu không phải cùng đường mặt lộ, hắn cũng không muốn bỏ mặc đối phương. "Viên huynh, cứ mặc ta, tự mình chạy đi." Cáp Cống lộ vẻ bi thương, lớn tiếng hô, "Đi, hôm nay các ngươi ai cũng không đi được." tiếng ô bảo vừa vang lên, lại thấy bảy, tám bóng người từ xa vọt tới. Ô bảo cũng đã thi triển phi mau thuật, hóa thành một con sói xanh cao lớn. Sói xanh này so với các cống sử dụng phi mao thuật biến thân khá giống nhau, có điều hình thể rõ ràng lớn hơn một vòng, thân cao gần hai trương, chỉ cần đứng yên tại chỗ thôi cũng tạo cho người ta áp lực không nhỏ. Kỳ lạ nhất là, đỉnh đầu sói này thình lình mọc ra một cái sừng nhọn màu tím, trên đó còn mang theo những đường vân lôi điện như vân lá. Mắt thấy cảnh này, nội tâm viên minh trùng xuống, chóp mũi không khỏi lấm tấm mồ hôi lạnh. Hiển nhiên lần này hắn đã tính sai rồi. Tuy cục diện trước mắt vô cùng bất lợi với hắn, viên minh vẫn không hề có ý định đầu hàng, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, hòng từ trong tình cảnh trước mắt tìm ra được kế thoát thân. Tiểu tử, nếu ngươi còn thủ đoạn gì cứ trổ hết ra đi, nếu không, lập tức ngoan ngoãn buông tay chịu trói. Ta tạm thời có thể lưu lại cho người một mạng. Ô bảo thấy viên minh không nhúc nhích, lạnh giọng quát. Viên minh nghe thấy thầm giật mình, Ô Bảo hiện giờ cơ hồ nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng lại không vội giết mình, hẳn là còn có mưu đồ khác với mình. Kim Khôn tóm nó lại. Ô Bảo thấy Viên Minh vẫn không động đậy, liền quát lớn. Quát cái gì mà quát, Kim Khôn ta cũng không phải thủ hạ của ngươi. Kim Khôn chừng đôi mặt đậu xanh, vặc lại. Gã tuy nói vậy, nhưng vẫn phất tay ra hiệu cho thủ hạ áp sát Viên Minh. Viên Minh chậm rãi lui về phía sau, thở sâu rồi vung tay lên. Hai viên đạn khói rời tay, chia hai bên trái phải, đánh xuống mặt đất một tiếng bùm vang lên, khói mù dày đặc cuồn cuộn tỏa ra, bao phủ không gian mấy chục trượng xung quanh. Ta còn tưởng ngươi có thủ đoạn áp dương gì, hóa ta vẫn là cái trò mèo này. Ô bảo cười khinh thường, tiếp đó ánh sáng xanh từ trên hai vuốt sói bừng lên, xung quanh lần nữa xuất hiện gió lớn, mạnh hơn trước rất nhiều, chỉ thoáng chốc đã thổi tan khói mù. Viên minh thử cơ nhoáng người một cái, hóa thành một bóng trắng vọt qua hướng bên cạnh. Trước mắt cứ chạy rồi mới tính, còn về cắp cống, hắn thực sự bất lực hai tên phi mau thú nô trông thấy viên minh lướt nhanh tới, mặt thoáng hiện ra vẻ bối rối, sau đó lại lập tức chấn định, liên thủ nghênh đón. Cút ra! Viên minh vung mạnh hai tay, kéo theo lực lượng khủng bố như thủy triều đập tới. Cánh tay hai phi mau thú nô lập tức bị đánh gãy, thân thể cao lớn cũng bị đánh văng ra ngoài, miệng không ngừng kêu rên. Viu viu! Từng mũi tên xanh lục từ phía trước phóng tới, nhao nhao bắn tới chỗ trước người viên minh rồi nổ tung, tạo ra một mảng khói mù màu lục lớn, khiến hắn không thể không dừng bước. Nhưng ngay tiếp đó, viên minh thi triển vô ảnh bộ tới cực hạn, cả người bỗng nhiên mở đi, nhoáng cái đã tránh thoát những mũi tên còn lại, đụng vào đám phi mau thú nô đang nhào tới. Khói mù xung quanh bị thổi tan đi quá nửa, ô bảo và kim khôn cũng nhìn thấy chỗ viên minh, liền đồng loạt đánh tới. Trái tim viên minh nhất thời đập nhanh hơn, song quyền mãnh liệt đánh ra, đồng thời vùng ngực bụng chợt có ánh sáng trắng bừng lên tức thì cánh tay thứ ba cũng xuất hiện rồi lập tức đánh thẳng về đám phi mau, thú nô cản đường. Bốp bốp, ba tên phi mau thú nô bị đánh bay. Nhưng tiếp đó lại có thêm càng nhiều tên nhào tới, cơ bản là đánh không thẳng nổi. Trong khi đó, ô bảo và kim khôn hai tên lại như hình với bóng, liên tục ở bên cạnh lược trận. Có điều hai tên này tựa hồ đang lo lắng điều gì đó nên không có ra tay. Viên minh càng đánh càng kinh hãi, càng hiểu rõ bản thân mình cơ bản không có cơ hội thoát thân, hơn nữa bất luận là pháp lực hay thể lực đều bắt đầu ra tốc tiêu hao, nếu cứ tiếp tục thế này chắc chắn sẽ bị bào mòn đến chết. Hắn không hề cho rằng ô bảo sẽ thật để lại mạng cho hắn, cho dù gã có mưu đồ gì khác với hắn thì sau khi đạt được mục đích, hắn sẽ vẫn chỉ có đường chết. Nhưng đúng vào thời khắc này, một tiếng soạt từ rừng cây cạnh đó vang lên, tiếp đó, một cái bóng trắng cao lớn lướt nhanh tới, một đường sông thẳng vào giữa vòng vây. Hai tên phi mau thú nô không kịp né, bị nó đụng văng ra ngoài, miệng phun máu tươi, ngã lăn ra đất không gượng dậy nổi. Tất cả chú ý, có viện binh. Tán bái hét lớn, nhắm tên nỏ trong tay về trước, bắn ba cây tên màu lục về phía bóng trắng. Mọi người ở đây đều là dạng thân kinh bách chiến, ba tên phi mau thú nô ở gần đó liền bỏ qua viên minh, quay lại vây đánh bóng trắng. Bóng trắng cao lớn cơ bản không thèm để ý cái khác, cứ phóng thẳng vào phía trong, đồng thời hai tay nó bỗng nhòe đi. Bên trong tiếng xe gió, ba tên phi mau thú nô vây đánh đều miệng phun máu tươi, bay ngược về sau, đập người vào cây rừng không rõ sống chết, mà ba cây tên cũng bị bẻ gãy, rơi trên mặt đất. Thứ không biết sống chết từ đâu tới, mau nhận lấy cái chết cho Kim ra. Kim Khôn giận tím mặt, bỏ qua viên minh, đánh thẳng về phía bóng trắng. Trong số ba tên mới bị trong thương, có một gã là thành viên liệp cầu đường, tên gọi Signa. Gã này thức tỉnh năng lực về khứu giác, việc thanh lang bang và liệp cầu đường có thể dễ dàng tìm được đồng thời chặn đường lui của viên minh, có thể nói là nhờ hết vào thủ đoạn của gã. Ô bảo nhìn tình hình, do dự một chút rồi cũng đổi mục tiêu, nhào về phía bóng trắng. Cái sừng màu tím, trên trán hắn nổi lên từng sợi từng tia lôi quang kèm tiếng sấm nổ đi đùng. Từ đó, từng luồng hồ quang điện phóng ra ngoài, lượn lờ khắp người gã khiến cả gã nhất thời người xét, hung hăng sông tới chỗ bóng trắng. Trong khi đó, ánh sáng màu vàng kim trên người kim khôn bừng sáng lên, đồng thời những sợi lông vàng trên sống lưng dựng thẳng đứng. Rào rào, một mảng lớn lông vàng rời người phóng đi, tựa như mưa tên rội về phía bóng trắng. Bóng trắng cao lớn vẫn như cũ, không thèm quan tâm hai gã mà tiếp tục chạy vào phía trong vòng vây, đồng thời vung cánh tay lên. Một tiếng rầm vang lên, ô bảo và kim khôn cùng bị đánh văng ra ngoài, như diều đứt dây bay bốn, năm trượng rồi nặng nề rớt xuống đất. Có điều thực lực của ô bảo hơn rất nhiều đám phi mau thú nô vừa rồi bước chân của bóng trắng vì thế không khỏi lào đảo, lần đầu tiên ngừng lại. Mọi người ở đây giờ phút này mới nhìn rõ hình dạng của bóng trắng, đó là một sinh vật kỳ dị có hình dáng như một con vượn già lông trắng, thân mình cao tới hai trượng, toàn thân mọc đầy lông trắng, hai mắt đỏ ngầu, ngón tay mọc ra những chiếc móng sắc nhọn, lúc nói nhách miệng để lộ ra hàm răng răng nhọn tỏa hào quang màu trắng, mọc so le sen kẽ nhau. Đây là quái vật gì? Cả đám ở đây đều kinh hãi. Viên Minh cũng lộ vẻ kinh ngạc đảo mắt lui về phía sau đồng thời lắc tay một cái một tiếng bục nhỏ vang lên lại một quả đạn khói nổ tung kéo theo khói mù đặc tràn ra bao phủ hết mọi thứ xung quanh cẩn thận ngăn hắn lại đám người vây quanh viên minh vội vàng đuổi tới hòng tiếp tục dây dưa kéo chân viên minh nhưng bóng dáng viên minh đã sớm biến mất trong khói mù không biết đi nơi nào gào quái vật lông trắng tựa như bị hành động ngăn cản của kim khôn và ô bảo chọc giận ngửa đầu điên cuồng gào giống đoạn nhào tới hai gã đánh giết ta và kim khôn đối phó quái vật lông trắng này, các người đuổi theo viên minh cho ta. Ô bảo vội vàng tập trung nghênh chiến, miệng không quên quát ra lệnh. Nhưng lời gã còn chưa dứt, mấy quả đạn khói lại chẳng biết từ chỗ nào bay tới, rơi xuống các nơi trên chiến trường. Bùm bùm bùm, một mảng khói mù bốc lên, bao phủ toàn bộ tất cả mọi người ở đây vào bên trong, tức thì không ai còn nhìn rõ được bất cứ thứ gì. Hiện trường trong lúc nhất thời trở nên khá hỗn loạn truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé ở trung tâm vòng vây cáp cống bị tấm lưới lớn màu vàng quây kín mở lớn hai mắt nhìn kịch biến nối nhau xảy ra xung quanh trong lòng cũng thấy vô cùng tò mò về sự xuất hiện bất ngờ của bóng trắng vào thời khắc này một bóng người từ trong khói mù lướt tới bất ngờ lại chính là viên minh trong hình thái vượn trắng thanh ngư kiếm trong tay hắn lập tức hóa thành một vệt mờ màu xanh hung hăng chém lên trên tấm lưới màu vàng Thanh ngư vốn đã sắc bén, sau khi được rót pháp lực vào thì càng thêm bén nhọn. Tấm lưới lớn lập tức bị nó chém rách một lỗ. "Sao ngươi lại tới, không phải đã bảo ngươi đi trước rồi sao?" Cáp Cống trông thấy Viên Minh, hạ giọng nói vội, ngậm miệng. Viên Minh tiếp tục huy kiếm chém xuống, cánh tay vượn thứ ba ở giữa ngực bụng hắn cũng hung hăng chụp lên tấm lưới. Xoẹt một tiếng, tấm lưới cuối cùng cũng bị xé rách toang, cáp cống theo đó lăn ra ngoài. "Đi." Viên Minh lập tức ôm cáp cống giải bước chạy ra phía ngoài, vòng vây xung quanh vô cùng hỗn loạn, công thêm khói mù tràn ngập giúp hai người viên minh dễ dàng đột phá từng tầng, từng tầng phong tỏa, nhoáng cái đã sắp chạy ra khỏi vòng vây. Bất thình lình, một bóng người xuất hiện phía trước, không ngờ chính là Ô Lỗ. Ô Lỗ? Viên Minh nhíu mày, thanh ngư kiếm trong tay lập tức tỏa ánh sáng lạnh lẽo rồi chém thẳng xuống đầu đối phương. Khói mù xung quanh sẽ tan đi rất nhanh, không thể trì hoãn ở đây dù chỉ một khắc, nhất định phải tốc chiến tốc thẳng ô lỗ lộ vẻ mặt phức tạp, né qua một bên nhường đường cho hắn. Sự kinh ngạc hiện lên trong mắt viên minh, nhưng hắn không dừng lại mà nhanh chóng nứt ra khỏi vùng khói mù. Không ổn, viên minh trốn rồi. Vừa ra khỏi vòng vây, bóng dáng hai người viên minh liền lộ rõ, lập tức bị một gã phi mau thú nô cảnh giới bên ngoài trông thấy. Viên minh không hề bận tâm, chỉ chăm chú bỏ chạy về hạp cốc mù xương hướng nam. Hắn lấy thân thể vượn trắng thi triển vô ảnh bộ tới cực hạn, dù phải mang theo một người nhưng tốc độ vẫn cực nhanh, chỉ chớp mắt đã mất hút trong rừng rậm, một bóng người cũng đột nhiên thoát ly chiến trường, chính là quái vật màu trắng kia. Nó không hề do dự mà lập tức đuổi theo hướng mà hai người viên minh vừa thoát đi. Bọn người Ô Bảo, Kim Khôn cũng nhanh chóng thoát khỏi vùng khói mù, thần sắc tên nào cũng khó coi. Bọn chúng tỉ mỉ lên kế hoạch vây bắt gần như vạn vô nhất thất, không ngờ lại bị một con quái vật lông trắng chẳng biết từ đâu chui ra. Phá hỏng. Khục, cái này cũng không trách ta được, ta thực sự đã giúp ngươi chặn chúng lại. Nhưng có trời mới biết từ đâu lại xuất hiện thứ kia." Kim Khôn nhún nhún vai, giang hai tay ra. "Ngươi không bắt được, vậy ta cũng không thể trao thưởng." Ô Bảo sầm mặt, nói, "Vừa rồi ngươi cũng thấy thực lực quái vật lông trắng kia rồi, chỉ sợ chỉ ta ngươi liên thủ mới miễn cưỡng ứng phó được, Kim Khôn ta dù tham nhưng cũng sẽ không đem tính mạng các huynh để đi đánh cược." Kim Khôn liếm bờ môi khô khốc, cười lạnh đáp, "Bắt được người, ngoài chỗ đã hứa lúc trước, ta còn đáp tạ thêm thứ khác, nhưng nhất định phải bắt sống cho ta." ô bảo trầm giọng nói không biết vì sao ngươi để tâm tiểu tử kia như vậy liệp cầu đường ta trước không can dự nữa sau này còn gặp lại chúng ta đi kim khôn nói xong lại sai thủ hạ cõng mấy tên bị thương lên đoạn quay người rời đi viên minh trốn hướng nào rồi ô bảo nhìn đám người liệp cầu đường từng bước rơi đi hai mắt đỏ lên hiển nhiên đã bên bờ nổi giận lạnh giọng quát hỏi ta hình như lờ mờ thấy là chạy về hướng đó vừa rồi quái vật lông trắng cũng đuổi theo phía đó Ô lô chỉ đại một phía bên hướng đông. Đuổi theo. Ô bảo ra lệnh, xong dẫn đầu đuổi theo hướng đông. Đám người còn lại cũng vội vàng bám theo. Hai đám người nối nhau rời đi, hiện trường lần nữa rơi vào tĩnh lặng. Nhưng đúng lúc này, từ một cành cây to bằng cánh tay trẻ em trên một gốc đại thụ gần đó, một tiếng soạt nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy vang lên. Tiếp đó, một con mèo bạc ưu nhã cất bước đi ra. Nó liếm lắp thân mình xong, lần nữa ngẩng đầu lên, đưa đôi con người màu vàng kim, hổ phách nhìn về phía nam sau đó nó nhẹ nhàng tung mình nhảy lên đáp xuống một cây khác cạnh đó tiếp lại nhảy thêm mấy lần chỉ thoáng chốc đã biến mất ở phía xa viên minh biến thành vượn trắng cõng cắp cống dốc sức chạy về phía hạp cốc mù xương nhìn sương mù trắng phía trước càng lúc ràng dày trái tim viên minh mới thả lỏng một chút chỉ cần đi vào trong hạp cốc cơ bản liền an toàn viên huynh cẩn thận cáp cống đang được viên minh cõng trên lưng đột nhiên kinh hô một bóng trắng từ phía sau vô thanh vô tức nhanh chóng đuổi đến không ngờ nó còn nhanh hơn viên minh, chỉ mấy nhịp thở đã tới ngay sau lưng hắn, đồng thời vung nắm đấm đánh thẳng xuống đầu cáp cống. Viên minh vội vàng trầm người xuống, lăn sang bên cạnh. Nhưng tốc độ của quái vật lông trắng quá nhanh khiến hắn không thể hoàn toàn tránh thoát, bả vai trái bị đánh trúng, cả người bay ngang ra ngoài, còn cáp cống trên lưng hắn cũng bị hất văng ra. Viên minh chỉ cảm thấy xương vai trái đau nhức dữ dội, nửa người run lên, một ngụ máu nóng trào ngược lên cổ họng bị hắn cứng rắn nuốt trở lại quái vật lông trắng lại không để ý viên minh mà hóa thành một giải bóng trắng lao thẳng về phía cáp cống xem kiếm viên minh thấy không kịp tới cứu viện lập tức thôi động xúc nguyên tý khiến cánh tay phải chỉ chớp mắt đã to thêm một vòng ném thanh ngư kiếm đi vù vù thanh ngư kiếm kéo theo một dãy tàn ảnh lạnh lẽo nhanh như điện chớp chỉ nháy mắt đã tới trước người quái vật lông trắng quái vật lông trắng huy quyền đánh về phía thanh ngư kiếm thân hình vẫn tiếp tục lao tới hướng cũ chỉ nghe một tiếng keng lớn vang lên, thanh ngư kiếm bị đánh bay ra. Trong khi đó, da lông mặt ngoài nắm đấm của quái vật lông trắng, cũng bị kiếm cắt một vết sâu tới tận xương. Bị lực lượng xúc nguyên tí ẩn bên trong thanh ngư kiếm tác động, thân hình quái vật lông trắng thoáng lắc lư một cái. Không đợi quái vật này ổn định thân hình, mặt đất dưới chân nó đã ẩm ẩm nứt vỡ. Tiếp đó một cây gai gỗ trồi lên, tuy không thể đâm xuyên bàn chân nó, nhưng cũng khiến cơ thể vốn bất ổn của nó lào đảo một chút, suýt nữa ngã xuống. Viên Minh thừa cơ thi triển vô ảnh bộ, nhoáng cái lại xuất hiện bên cạnh cắp cống, duỗi tay nắm lấy người y, đoạn tung người nhảy lên một cây đại thụ gần đó, thoăn thoát leo lên cao. Viên Huynh, đa tạ ngươi lại cứu ta một mạng. Cáp cống mở khoang miệng đầy máu tươi, gắng gượng cười nói. Lần này nếu chúng ta có thể chạy thoát, giữ được cái mạng rồi cảm tạ ta sau đi. Viên Minh nói một câu, xong tức tốc mang y nhảy ra xa. Hắn không mang theo cáp cống, nhảy vào hạp cốc bởi quái vật lông trắng đã đuổi tới quá gần giờ phút này vào hạp cốc chẳng những không thể dứt ra khỏi đối phương trái lại ở chỗ bằng phẳng thế này hai người tuyệt đối không có đường sống chỉ ở trong rừng rậm quen thuộc bọn hắn mới có chút hy vọng sống sót quái vật lông trắng ổn định thân hình hai mắt đỏ ngầu gầm lên giận dữ đoạn bất chấp vết thương lập tức hóa thành một cái bóng mờ màu trắng đuổi theo quái vật này linh hoạt dị thường dễ dàng leo lên cây đại thụ tiếp đó liên tục nhảy từ cây này qua cây khác không hề chậm hơn viên minh chút nào cáp cống ta phát hiện, mục tiêu từ đó tới giờ của quái vật kia hình như luôn là ngươi, ngươi trước đây từng gặp nó. Viên minh tăng tốc độ lên tới cực hạn, miễn cưỡng kéo, giãn khoảng cách với quái vật lông trắng một chút, gấp giọng hỏi. Cáp cống không đáp, trên mặt lộ vẻ mất tự nhiên. Vù. Một đoạn thân cây to lớn từ phía sau phóng tới, đánh về hướng lưng viên minh, không ngờ lại là quái vật lông trắng kia chém đứt một đoạn thân cây rồi ném tới. Viên minh nhún người, bắn vọt qua một bên, vất vả lắm mới tránh bị thân cây tập kích nhưng chỉ một khắc trì hoãn thôi khoảng cách song phương đã bị rút ngắn không ít cáp cống có lời gì mau nói chậm chút nữa chúng ta sẽ bị đuổi kịp ta khả năng không đánh lại quái vật kia viên minh trầm giọng nói trong mắt cáp cống lộ ra vẻ do dự cuối cùng cũng hạ quyết tâm mở miệng đáp viên huynh yên tâm ta biết vì sao nó tập kích cũng biết cách lui địch trong khi nói chuyện y lấy từ trong ngực áo ra một bình ngọc khẽ lắc một viên trâu nhỏ màu đỏ máu từ trong bình lăn ra tỏa mùi tanh máu nồng nặc dị thường cáp cống lại không tỏ ra lo lắng, vung tay lên, ném viên châu màu đỏ máu ra xa. Quái vật lông trắng hú lên một tiếng quái dị, lập tức bỏ qua hai người, đuổi theo viên châu kia. Viên minh thấy cảnh này thì thất kinh, nhưng cũng không nói thì thêm, quay người chạy về phía hạp cốc, tiếp đó không chút do dự nhảy vào sương mù mờ mịt, rơi xuống đáy cốc. Viên minh không dừng lại mà tiếp tục chạy tới chỗ sâu trong hạp cốc, cứ thế chạy liền hai, ba dặm mới dừng lại. Chỗ này sương mù dày đặc, đám người ô bảo cũng có thể truy tìm, trước mắt hẳn là an toàn hắn đặt cáp cống xuống bấm nhiệm pháp quyết giải trừ phi mao thuật đặt mông ngồi phịch xuống đất miệng thở hổn hển liên tục kịch chiến mấy trận pháp lực của hắn cạn thấy đáy thể lực cũng bị tiêu hao gần như không còn giờ muốn chạy cũng chạy không nổi nữa hôm nay đều nhờ viên huynh ta lại nợ ngươi một mạng cáp cống chậm rãi nói đám ô bảo kia vốn vì ta mà tới nói cái gì thiếu nợ có điều quái vật lông trắng kia lai lịch thế nào cớ gì lại muốn truy sát người còn nữa viên châu màu máu là thứ gì viên minh thở dốc một hồi mới dần dần khôi phục khí tức lên tiếng hỏi việc này kể ra rất dài dòng viên châu kia tên là huyết hoàn chỉ cơ thể hung thú cấp một bậc cao mới có thể ngưng kết có thể nói là tinh hoa khí huyết cả người cáp cống giải thích hung thú cấp một bậc cao ngươi làm sao giết được viên minh có phần chấn kinh lấy thực lực hiện giờ của hắn cũng không dám đi đụng vào hung thú cấp một bậc cao ta nào có bản lĩnh đó lúc trước ngẫu nhiên gặp được một con hung thú bậc cao bị trọng thương sắp chết may mắn lấy được viên huyết hoàn kia từ trên người nó tiếp đó liền bị quái vật lông trắng kia để mắt tới cáp cống cười khổ đáp quái vật lông trắng kia thực lực cường đại người làm thế nào mà chạy thoát viên minh vẫn có chút khó tin truy hỏi lúc đó quái vật kia trên người bị thương bên người ta lại có một tấm phù chú loại giam cầm từ đó mới có thể may mắn thoát thân không ngờ trải qua lâu như vậy mà nó vẫn còn đuổi theo cáp cống thở dài thì ra là như vậy có điều lần này coi như nhân họa đắc phúc nếu không có quái vật kia tới quấy rồi ta ngươi e là sẽ rơi vào trong tay đám ô bảo bây giờ dù ngươi đã ném huyết hoàn đi nhưng cũng không thể nào đảm bảo quái vật sẽ không đuổi theo nữa tranh thủ thời gian khôi phục một chút viên minh gật gật đầu đồng thời chạy qua một góc khoanh chân ngồi xuống bắt đầu vận công điều tức cáp cống bị quái vật lông trắng kia đánh một quyền ảnh hưởng tới vết thương làm bây giờ trên dưới cả người không chỗ nào không đau lúc này cũng tranh thủ khoanh chân ngồi xuống, vận công trị thương. Nửa canh giờ sau, viên minh mở mắt ra trước. Dưới sự trợ giúp của cử nguyên quyết, pháp lực của hắn đã hoàn toàn khôi phục, thể lực cũng gần đủ đầy. Không gian xung quanh một mảnh yên tĩnh, không xuất hiện gì bất thường, xem ra quái vật lông trắng kia quá nửa là được huyết hoàn liền bỏ đi, không tiếp tục đuổi theo nữa. Viên minh nhìn các cống vẫn đang nhắm mắt điều tức, không lên tiếng quấy dày, ngẩng đầu nhìn về phía trên hạp cốc hắn không phải đang lo chuyện đám ô bảo sẽ đuổi tới, bởi hạp cốc này rất rộng, chưa kể thanh lang bang và liệp cầu đường cộng lại cũng chỉ có quy mô mấy chục người, mà dù có gấp bội thì việc tìm bọn hắn vẫn khó như lên trời. Viên minh là đang nghĩ tới thanh ngư kiếm của hắn, nó bị bỏ lại ở nơi đó khi tranh đấu với quái vật lông trắng khi trước. Kiếm này là một kiện nửa pháp khí, vô cùng sắc bén, cứ vậy bỏ đi thì quá đáng tiếc. Nhưng bây giờ lên trên tìm sẽ gia tăng nguy cơ bị bại lộ. Bỏ đi, một thanh bảo kiếm thôi mà, sau khi liên tục cân nhắc, viên minh cuối cùng quyết định bỏ đi ý nghĩa mạo hiểm đi nhặt thanh ngư kiếm về, khoanh chân ngồi xuống. Biến thân vượn trắng của hắn ở trong phi mao thuật rất phổ biến, nhưng gia thú sau khi trải qua ba lần tiến hóa, tự thấy không kém hơn bất kỳ phi mao thú bì nào, so với ô bảo hay kim khôn cũng không hề thua kém chút nào. Có điều nếu so tu vi, hắn vẫn thấp hơn một bậc. Nếu tu vi có, thể tiến thêm một bước, đạt tới luyện khí tầng 4, khi gặp lại đám ô bảo, chắc chắn sẽ không phải chật vật như hôm nay viên minh lấy lại bình tĩnh bắt đầu nhắm mắt tu luyện từ từ tiến vào trạng trái vật ngã lưỡng vong trong khi viên minh và cáp cống ở trong cốc thành thơi tu luyện ô bảo lại phát động toàn thể thanh lang băng điên cuồng tìm kiếm bọn hắn chỉ là biết tìm nơi nào gã đoán viên minh có thể đã trốn vào trong hạp cốc mù xương từng phái người xuống tìm kiếm nhưng diện tích hạp cốc quá lớn sương mù đầy trời tìm mấy ngày lại chẳng kiếm được chút manh mối nào thời thời gian trôi đi viên minh như bốc hơi khỏi nhân gian chưa từng tái xuất hiện, bên trong thanh lang băng bắt đầu có người phần nàn. Dĩ nhiên rồi, dù sao mỗi tháng bọn họ còn phải nộp lên huyết thực. Ô bảo vẫn luôn ghim chuyện trên người viên minh có thể tồn tại bí mật, nhưng dù không cam lòng thì với tình cảnh này, cũng đành phải bất đắc dĩ từ bỏ. Chỉ là, việc viên minh bị hai thế lực thanh lang bang và liệp cầu đường bao vây, đánh chặn mà vẫn có thể toàn thân thoát ra trước đó nhanh chóng lan truyền, công thêm việc hắn chưa từng xuất hiện lại, cái tên viên minh trong lúc nhất thời vang dội cả khu vực này, trở thành đề tài truyền miệng của các phi mao thú nô. Thời gian trôi qua, nháy mắt lại qua nửa năm. Trong một sơn động bí ẩn dưới đáy hạp cốc, Viên Minh ngồi xếp bằng, trên mặt có ánh huỳnh quang chớp động. Trong ngoài sơn động, không thấy bóng dáng cáp cống. Sương mù màu trắng bên ngoài sơn động đột nhiên như nước sôi, cuồn cuộn chảy vào trong động, linh khí thiên địa xung quanh cũng bị dẫn động, hội tụ về phía sơn động. Tình cảnh linh khí hội tụ diễn ra liên tục trong một khắc đồng hồ mới ngừng. Trong sơn động, trên dưới cả người viên minh bị một tầng huỳnh quang bao phủ nhìn qua toàn thân rực rỡ hẳn lên hắn vận chuyển cử nguyên quyết tức thì một cỗ pháp lực chấn động cường hãn tỏa ra mạnh gấp bội so với trước đây viên minh mở hai mắt ra thần sắc tràn ngập vẻ mừng vui 13 tầng của cảnh giới luyện khí tầng 1 tới tầng 3 chỉ là cơ sở chỉ khí đạt tới tầng 4 mới được xem là tiểu thành mất thời gian nửa năm để tu luyện từ tầng 3 lên tầng 4 luyện khí tính ra chậm hơn trước khá nhiều nhưng viên minh lại không hề cảm thấy bất mãn, theo tu vi dần tăng tiến. Thời gian cần để đột phá cũng tăng lên rất nhiều, từ luyện khí tầng 3 về sau, thời gian cần để tăng lên một tầng sẽ phải lấy năm để tính. Hắn chỉ dùng nửa năm đã đột phát luyện khí tầng 4, đều là nhờ vào sự tinh diệu của cửu nguyên quyết. Tốc độ này đã là cực nhanh, hơn nữa quá trình tu luyện cũng phải liên tục, mà mỗi tháng còn phải âm thầm xuất cốc đi đổi lấy thuốc giải. Viên minh vận chuyển cửu nguyên quyết, ổn định cảnh giới một chút, song không thể chờ đợi thêm, lập tức đi ra ngoài động, thi triển phi mau thuật, hóa thành hình thái vượn trắng. Vượn trắng nhìn qua không thay đổi gì mấy so với trước đây, nhưng viên minh có thể cảm nhận được rất rõ lực lượng nhục thân lại lần nữa bạo tăng, khi giơ tay nhấc chân đều có một cỗ lực lượng lớn lan tỏa ra. Hắn nhặt một tảng đá từ dưới đất lên rồi bóp nhẹ. Răng rắc, tảng đá cứng rắn theo tiếng vỡ nát, hóa thành một chùm bột đá, từ kẽ tay hắn chảy xuống, trong mắt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc pha lẫn vui mừng hắn vốn cho tăng theo tu vi tăng lên, hiệu quả của phi mao thuật đối với việc gia tăng lực lượng bản thân sẽ dần giảm bớt như với hình thể, nhưng da vượn trắng tựa hồ không phải vậy, hiệu quả gia tăng lực lượng không những không giảm mà còn tăng. Hắn trở lại sơn động, lấy túi quần áo ra, bên trong túi có một thanh kiếm cắm nghiêng, cũng chính là thanh ngư kiếm. Kiếm này khá có duyên với hắn, ngày ấy đại chiến một trận với quái vật lông trắng, thanh ngư kiếm bị thất lạc trong núi rừng, hắn lại lo sẽ bị đám người ô bảo truy ra tung tích nên không đi tìm lại vốn cho rằng kiếm này mất chắc rồi. Nào ai biết được, về sau hắn trong lúc đi ra ngoài tìm kiếm đồ ăn thức uống, ngẫu nhiên qua nơi đó, phát hiện thanh ngư kiếm vẫn im lìm nằm giữa núi rừng. Viên Minh leo lên phía trên, rất nhanh đã tới đỉnh vách núi. Hắn đi tới một cây đại thụ gần đó, lấy một ống trúc từ trong một hốc nhỏ trên rễ cây ra, chỉ thấy trong ống trúc đựng một tấm da thú. Viên Minh mở tấm da thú ra, thấy ngay trên đó có chi chít những chữ nhỏ ghi lại tình hình thập vạn đại sơn gần đây thứ này chính là do cáp cống để lại. Cáp cống sau khi nhập cốc không bao lâu liền khỏi bệnh rời đi, viên minh vì muốn kịp thời nắm bắt tình hình thập vạn đại sơn, nên lại dùng cách như trước đó, nhớ cáp cống mỗi tháng mang tin tức để lại ở chỗ này. Nhìn tin tức trên miếng da thú, ánh mắt viên minh lạnh đi mấy phần. Bề ngoài thì thanh lang bang không còn treo thưởng truy bắt hắn nữa, thực tế ô bảo vẫn chưa từ bỏ, hơn nữa còn âm thầm treo thưởng lớn hơn trước không ít. Nhưng hắn giờ đã khác xưa, chỉ xét tu vi đã có thể so kè với ô bảo dĩ nhiên không phải sợ. Trừ cái, đó ra, nội bộ thập vạn đại sơn vẫn xem như bình ổn, không xảy ra chuyện gì đặc biệt. Viên Minh thu tấm da thú lại, lấy ra một miếng khăn vuông che khuôn mặt lại, cất bước đi về phía cáp mô cốc. Lúc trước hắn có nhờ cáp cống đi tìm triệu đồng cầu mua một món đồ, từ đó tới giờ đã qua hai tháng, hẳn là triệu đồng đã chuẩn bị xong xuôi món đồ đó rồi. Trên đường đi, viên minh vô thức thôi động vô ảnh bộ. Theo tu vi và pháp lực tăng lên, vô ảnh bộ mà hắn thi triển cũng càng thêm thuần thục tự nhiên, dễ dàng thu phát. Đi được nửa đường, rừng cây bên cạnh chợt có tiếng soạt vang lên, một con thỏ xám to béo nhảy ra, hốt hoảng chạy trốn. Viên Minh vừa bế quan dòng giã ba ngày ba đêm để đột phá bình cảnh, một giọt nước cũng không uống, hiện tại bụng khá đói, liền bấm niệm pháp quyết điểm một cái vào hư không. Dưới chân con thỏ đang chạy đột nhiên có ánh sáng xanh lóe lên, tiếp đó một cây gai gỗ thình lình xuất hiện, chuẩn xác xuyên qua người con thỏ, đâm ra sau lưng thỏ sám kêu chít chít thảm thiết, dãy dụ mấy cái rồi nhanh chóng bất động. hắn đứng dậy, bước tới lấy thi thể thỏ sám ra, đang định lột ra thì đột nhiên ngừng động tác lại, ánh mắt rơi vào khoảng giữa cằm và chi trước con thỏ, nơi đó dính không ít máu, toát ra màu đỏ thẫm, nhưng đấy chắc chắn không phải máu của con thỏ này. từ trong vết máu động, viên minh lấy ra một sợi lông dài mềm màu đỏ lừa, nhìn kỹ rõ ràng là tóc người. sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng, đứng lên, bước lại hướng mà con thỏ vừa nhảy ra, ban đầu không phát hiện được đi nhưng khi thêm một quãng ngắn, liền ngửi thấy mùi máu tanh từ đằng trước truyền tới. Viên Minh lần theo hướng phát ra mùi máu bước tới, rất nhanh tới được chỗ một sơn cốc. Rẽ đám hoa cỏ tươi tốt ở cửa cốc ra, sắc mặt hắn chợt biến đổi. Chỉ thấy trong sơn cốc có mấy bộ thi thể nằm ngổn ngang, hơn nữa cùng là phi mao thú nô, thân thể kẻ nào kẻ nấy đều bị chia thành mấy khúc, tử trạng thảm không nỡ nhìn. Phi mao thú bì của những người này cũng bị xé rách thành nhiều mảnh, hoàn toàn hư hỏng. Viên Minh nhíu chặt chàng mày, sau khi tiến vào thập vạn đại sơn, hắn cũng coi như quen nhìn thấy cảnh chém giết tanh máu. Nhưng hành vi phân thây hung tàn như vậy thì mới thấy lần đầu, phi mau thú nô e là không ai đi làm vậy, có điều nhìn cũng không giống như hung thú làm. Hắn cố nén cảm giác buồn nôn, tra xét rõ ràng những thi thể này một phen, tiếc là không phát hiện được gì. Viên minh không tiếp tục ở lại đây mà nhanh chóng rời đi. Hắn lúc này không còn bụng dạ nghĩ chuyện ăn uống, tiếp tục lên đường, chẳng mấy chốc đã đến các mô cốc, có điều cáp mô cốc ngày thường khá náo nhiệt, giờ phút này lại im ắng, có vẻ khá quỷ dị. Viên Minh vừa đi vừa băn khoăn đưa mắt nhìn bốn phía, chỉ thấy mấy gian nhà đá mà đám đệ tử ký danh bích la động, dùng làm chỗ buôn bán trước đây đều đóng cửa, cả sơn cốc không một bóng người. Hắn mau chóng bước tới trước cửa căn nhà đá mà triệu đồng dùng trước đây, phát hiện ở đây cũng như vậy, tiếp tục là cảnh người không phòng chống. Hẳn là đã có chuyện gì đó xảy ra. Viên Minh giờ cầm, lẩm bẩm tự hỏi. Tin tức mà cáp cống, đưa cho hắn đã nói tình hình thập vạn đại sơn gần đây không có gì dị thường xem ra các mô cốc xảy ra kịch biến cỡ này là chuyện mới gần đây viên minh im lắng đứng một lát khi đang định quay người rời đi đột nhiên nghĩ tới một chuyện xong liền cất bước đi tới chỗ hẻo lánh phía sau gian nhà đá vươn tay thỏ vào kẽ hở giữa hai tảng đá lớn hắn rất nhanh đã rút tay ra trong lòng bàn tay có thêm một miếng da thú viên minh cùng triệu đồng từng giao dịch nhiều lần nên khá quen thuộc chỗ này chính là nơi để hai người để lại lời nhắn cho đối phương phương thức dùng thư để giao lưu với thổ lạc cáp cống cũng chính là học từ chỗ triệu đồng viên minh mở tấm ra thú ra nội dung ghi trên đó không nhiều chỉ thoáng cái đã đọc hết căn cứ lời nhắn mà triệu đồng để lại đóng cửa cáp mô cốc là yêu cầu từ bích la động có vẻ như trong thập vạn đại sơn đã xảy ra biến cố nào đó triệu đồng còn dặn viên minh phải cẩn thận hắn thu tấm ra thú lại trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh thi thể đứt rời mới thấy khi nãy không biết cái chết của những phi mao thú nô kia và biến cố trước mắt này có quan hệ gì hay không? Viên Minh không dừng lại lâu trong các mô cốc, rất nhanh đã quay người rời đi, một đường đi thẳng về nơi ở dưới hạp cốc mù sương, dự tính củng cố cảnh giới thêm chút. Tu vi của hắn tăng lên nhưng bản thân cũng không dám mù quáng tự đại, biến cố xảy ra trong thập vạn đại sơn khiến Bích La Động cũng phải xem trọng, hắn tự nhiên càng không dám coi thường. Năm ngày sau đó, Viên Minh lại lần nữa ra khỏi động phủ, trèo lên hạp cốc, tiến về phía tảng đá mốc giới cũng không phải hắn muốn ra ngoài săn thú, mà hôm nay là hạn giao nộp tinh huyết. Viên Minh rất nhanh liền tới chỗ tảng đá mốc giới, phát hiện Ô Lỗ cũng đã đến. Ô Lỗ, từ khi chia tay tới giờ không vấn đề gì chứ? Viên Minh lên tiếng chào. "Còn tốt, Viên Minh huynh gần đây thế nào?" Ô Lỗ cười hỏi, cũng tạm tạm. Viên Minh mỉm cười đáp, thái độ thân thiện hơn trước đấy mấy phần. Thanh Lang Bang dù đã rút nhân thủ về, không còn tổ chức truy tìm hắn với quy mô lớn nhưng mâu thuẫn giữa hai bên còn chưa hóa giải hiện tại trải qua mấy tháng mà thanh lang bang chưa từng mai phục quanh chỗ mốc giới này chuyện này cùng ô lỗ có liên quan rất lớn ô lỗ huynh ta mấy ngày có đi đến các mô cốc nơi đó không một bóng người thăm dò nhiều bên xong mới nghe được rằng trong thập vạn đại sơn phát sinh dị biến dẫn tới các mô cốc bị phong cấm thanh lang bang tin tức nhạy bén không biết có phải vậy không viên minh hỏi tiếp đây thập vạn đại sơn sẽ phát sinh biến cố gì chúng ta cũng không rõ ô lỗ thở dài như có điều suy nghĩ lắc đầu đáp trong khi hai người đang ta một câu ngươi một câu trò chuyện hô hòa trưởng lão cưỡi cự cư ưng từ phía xa vùn vụt lao tới đáp xuống chỗ cạnh cột mốc bái kiến hô hòa trưởng lão viên minh và ô lỗ vội vàng đứng dậy thi lễ hai người các ngươi đều ở chỗ này rất tốt có một chuyện muốn thông báo với các ngươi hô hòa trưởng lão nhảy từ trên người cự ưng xuống nói ngay mời hô hòa trưởng lão căn dặn hai người viên minh cung kính đáp Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ba ngày sau, tông môn có một nhóm đệ tử muốn tới thập vạn đại sơn tiến hành thí luyện. Phi mau thú nô các ngươi phải dốc sức phối hợp cho tốt. Hô hòa trưởng lão lạnh nhạt nói. Viên Minh và ô lỗ nghe thế liền liếc mắt nhìn nhau, xong lại không khỏi hai mặt nhìn nhau. Không biết thí luyện lần này nội dung cụ thể thế nào ạ? Ô lỗ sau một thoáng do dự, lên tiếng hỏi. Các ngươi giờ không cần phải biết, chỉ cần nhớ kỹ, ba ngày sau tập hợp ở đây, rõ chưa? hô hòa trưởng lão dùng ngữ điệu không thể cự tuyệt ra lệnh. Rõ. Ô lỗ cúi đầu đáp, viên minh thì có phần uể oải gật gật đầu. Ta biết các ngươi đang lo lắng gì, loại thí luyện này có tông môn là chuyện rất bình thường, có điều không phải lần nào cũng có cơ hội cho các ngươi thể hiện. Nghe kỹ, thí luyện lần này kết thúc, xem biểu hiện của các ngươi, có thể lấy được một đến 300 phần huyết thực tích lũy vượt định mức, nếu có người lập được công tích lớn, không loại trừ khả năng có thể được nhận thẳng vào tông môn, trở thành đệ tử ký danh hô hòa trưởng lão nhìn hai người một chút rồi nói thêm ô lỗ vừa nghe được mấy lời này hô hấp liền trở nên gấp gáp còn viên minh cũng sáng mắt lên ta nói đến thế thôi chớ có bỏ lỡ cơ duyên hô hòa trưởng lão hờ hứng nói vâng hai người đồng thanh đáp thanh âm tức thì to lớn hơn nhiều tiếp đó hô hòa trưởng lão thu thú huyết của hai người ban cho thuốc giải thắng này rồi lại vội vàng nhảy lên cự ưng vỗ cánh bay đi việc này khiến cho viên minh vốn đang định bẩm với lão chuyện về những xác chết trong sơn cốc đành lặng im ngay sau đó ô lỗ lên tiếng cáo từ viên minh xong cũng lập tức quay người rời đi dáng vẻ rất vội vàng thân hình nhoáng cái đã biến mất ở phía xa xa viên minh không ở lại đây lâu nhanh chóng cất bước đi về phía hạp cốc trong đầu suy nghĩ chuyện đệ tử thí luyện mà hô hòa trưởng lão vừa nhắc thần sắc dần trở nên ngưng trọng thí luyện này thoạt nghe có vẻ như một cơ duyên không tồi với đám phi mao thú nô ở thập vạn đại sơn nhưng tỉ mỉ cân nhắc lại thấy có chút bất thường cái gọi là đệ tử trong lời hô hòa trưởng lão hiển nhiên là nói đệ tử ký danh, những người này luận tu vi, thiên phú đều hơn xa những phi mao thú nô ở tầng chót như bọn hắn, thế nên giá trị duy nhất của phi mao thú nô đối với bọn họ, đơn giản chính là quen thuộc thập vạn đại sơn, có thể chỉ đường cho bọn họ. Hắn cũng không cho rằng tông môn chỉ vèn vẹn sai đám phi mao, thú nô bọn hắn đi làm trợ thủ, hoa tiêu, xong là có thể lập tức nhận được phần thưởng là một lượng huyết thực không nhỏ. Sự tình hẳn không đơn giản như vậy tốt nhất là bản thân nên cẩn thận hơn chút. Hắn thầm khuyên bảo chính mình. Ba ngày sau, bên cạnh tảng đá mốc giới. Sáng sớm, từng bóng người từ bốn phương tám hướng tụ tập về, không đợi mặt trời lên hết, đã có hơn ba người tập hợp tại đây. Những người này có người lộ vẻ hơi hưng phấn, có kẻ tỏ ra kích động, lại có người mặt mũi mờ mịt, tựa như chẳng biết vì sao bị yêu cầu tập trung ở chỗ này. Sau khi viên minh đến chưa được bao lâu, cáp cống liền tiến đến cạnh hắn. Nghe nói chưa, lần này hình như tông môn phái một nhóm đệ tử ký danh đến đây lịch luyện cáp cống nhỏ giọng nói bọn chúng đến lịch luyện thì cứ lịch luyện đi còn cần chúng ta phối hợp làm gì viên minh nghi hoặc hỏi cái này còn phải hỏi sao những gia hỏa ngày thường chỉ biết ở trong tông môn sống an nhàn sung sướng làm sao biết thập vạn đại sơn hung hiểm thế nào khẳng định là để chúng ta đi theo hỗ trợ cáp cống trợn mắt đáp giống kiểu vương công quý tộc ra ngoài săn bắn muốn dẫn theo ít tùy tùng viên minh hỏi tiếp nói tùy tùng dễ nghe quá, ưng khuyển chó săn mới chuẩn. Cáp cống lắc đầu, đáp. Đang khi nói chuyện, một tiểu đội với khoảng hơn chục người cùng để trần thân trên, kết bạn mà tới. Cả nhóm này vây quanh một nam tử cao lớn, tóc tai bù xù, gương mặt hung ác, cũng chính là ô bảo của thanh lang bang. Bọn chúng tới, xong liền nhao nhao đưa mắt nhìn sang phía viên minh và cáp cống, trong mắt tràn ngập vẻ phẫn nộ. Viên minh vẫn giữ thần sắc như thường, không e rè đối mặt, trong mắt không có nửa phần sợ hãi, cái gì đến sẽ đến, tránh cũng không thoát ha. Cáp cống giật giật khóe miệng, nói. Vừa dứt lời, lại có một đội ngũ chừng 10 người nữa tới, cầm đầu tự nhiên là kim khôn của liệp cầu đường. Ánh mắt vừa chạm nhau, sắc mặt kim khôn cũng không khỏi trở nên khó coi. Lần trước cùng thanh lang băng hợp tác nhắm vào viên minh và cáp cống, không những để hai người chạy thoát, còn khiến mấy tên thủ hạ bị thương không nhẹ. Đối với hai thế lực này, đặc biệt là ô bảo, bọn họ chưa từng bỏ qua viên minh, chỉ là chưa gặp được thời cơ thích hợp. Một khi có cơ hội, gã chắc chắn sẽ ra tay không chút do dự. Kim Khôn đưa cặp mắt tí hí liên tục đảo qua người viên minh rồi tới cáp cống, đồng thời nói với ô bảo, nếu ngươi vẫn còn ý đó, chi bằng thừa dịp hô hòa trưởng lão chưa tới, chúng ta lại nhân thủ đầy đủ, hiện tại không phải là thời cơ tốt sao. Ta tự có sắp xếp, người chớ có làm rộn. Viên minh lần này chắc chắc phải chết, tiếp đấy là cáp cống, để đó từ từ chơi chết hắn. Ô bảo liếm môi, cười lạnh nói, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Kim Khôn nghe thế liền gật đầu, cười nói. Cáp cống nhìn bộ dạng cấu kết làm việc xấu của hai gã, lông mày không khỏi nhíu lại, trong khi viên minh lại chẳng có vẻ gì là quan tâm. Đúng lúc này, một tiếng hót lớn từ trên trời đột nhiên truyền tới. Một bóng dâm thật lớn che khuất ánh mặt trời lướt tới, đáp xuống phía bên này. Mọi người ngẩng đầu lên nhìn, lập tức thấy ngay hô hòa trưởng lão cưỡi tọa kỵ cư ưng bay đến, sau lưng lão còn có bốn người bộ dáng lạ lẫm đang đứng. Sau khi chim ưng đáp xuống, hô hòa trưởng lão nhảy xuống trước, bốn người kia cũng lục tục nhảy xuống theo. Trong số bốn người này, kẻ đầu tiên nhảy xuống là một nam tử dâu ngắn, mặt mũi thô kệch, dáng người khôi ngô cường tráng để bộ tạo bào dài màu đen trên người căng phồng lên, sau lưng gã treo một thanh đại phủ màu đen, nhìn qua là biết không phải kẻ dễ trêu. Theo sát phía sau là một nữ tử dung mạo thường thường không có gì lạ, vóc người nửa nang. Phục trang trên người nàng này gần như không có gì biệt so với nam tử dâu ngắn, tựa như là được may cùng một kiểu, đến cả hoa văn hình đầu thú chỗ ngực áo cũng giống nhau như đúc. Viên Minh cẩn thận quan sát, phát hiện dưới hoa văn hình đầu thú còn có một hàng chữ nhỏ, viết ngự thú đường. Nữ tử này dù dung mạo bình thường nhưng dáng người quả thực nóng bỏng, khi nhảy từ trên lưng ưng xuống, trước ngực như giấu hai con thỏ ngọc trắng muốt, không ngừng nhảy nhót, khiến đám phi mau thú nô chẳng biết đã bao lâu, rồi không gặp nữ nhân nhìn đến muốn rớt cả trong mắt ra. Nữ tử này lại như chẳng hề để ý ánh mặt càn rỡ của bọn họ, thậm chí còn ướn ngực, tạo thế xinh đẹp đứng cạnh nam tử dâu ngắn. Phía sau nàng ta là một nam thanh niên thân thể gầy gò, người vận áo bò xanh, trên mặt mang nụ cười ngại ngùng, ánh mắt thủy chung chăm chăm nhìn một tấc vuông đất trước chân mình. Áo bào trên người y tuy có màu khác hai người trước, nhưng cách may lại giống nhau, chỗ ngực áo có một hoa văn hình đan lô, phía dưới theo chữ nam cương, nội dung là luyện lô đường. Người cuối cùng là một cô gái, thân vận một bộ váy ngắn màu đỏ lừa, kiểu dáng khác hẳn ba người trước, ở dưới hoa văn chỗ ngực có ghi mấy chữ hỏa luyện đường. Nàng này ngũ quan thanh lệ, dung mạo đỉnh cấp, đặc biệt là đôi mắt hạnh kia, linh khí giặt rào, phối hợp với một thân y sam gọn gàng, phác họa hoàn mỹ thân thể linh lung của nàng, trông vừa hoạt bát xinh đẹp, lại gọn gàng lão luyện. Nàng vừa xuất hiện, lập tức có quá nửa ánh mắt những người xung quanh vốn đang đặt trên người nữ tử nóng bỏng kia bị thu hút qua đây. Có điều khác với nữ tử nóng bỏng kia, nàng đối với những ánh mắt cản rỡ này thì vô cùng bất mãn một tay đè lên cây trường tiên cuộn bên hông trừng mắt nhìn một lượt đám người xung quanh nhóm phi mao thú nô bị ánh mắt sắc bén của nàng quét qua thì nhao nhao cúi đầu viên minh nhìn chằm chằm ba chữ hỏa luyện đường trên ngực áo nàng thoáng có chút xuất thần nhớ tới chuyện nghe được từ chỗ triệu đồng rằng hỏa luyện đường chính là một chi chuyên luyện chế pháp khí trong tông môn triệu đồng lúc ấy còn nói sẽ tìm người hỏi thăm một chút xem có sư huynh nào trong hỏa luyện đường có thể giúp khắc họa trận văn cho thanh ngư kiếm hay không kết quả như trâu đất xuống biển, chẳng thấy tin tức gì. Bốp! Đúng lúc này, một tiếng xe gió đột nhiên đánh tới. Viên minh vô thức né qua một bên, đồng thời thấy bóng roi lóe lên cạnh người rồi lập tức rụt trở lại. Hắn lộ vẻ vô cùng khó hiểu, tựa như chẳng hiểu cô nàng này vì sao lại đột nhiên ra tay với hắn. Nữ, tử váy đỏ thấy ánh mắt rời khỏi ngực mình, cũng lười so đo, nhanh chóng cuộn cây trường tiên lại, treo ở bên hông. Cái tính tình chó má gì đây? Viên minh nhếch miệng, lòng thầm chửi thề một câu. Hô hòa trưởng lão đối với việc này hoàn toàn không để tâm, chỉ khi thấy nữ tử kia không còn so đo, mới lên tiếng nói, mấy vị, phi mau thú nô trong tay ta đều ở nơi này, các ngươi có thể thoải mái lựa chọn, dù điều toàn bộ đi cũng được. Cả đám phi mau thú nô nghe vậy càng thêm mơ mơ hồ hồ, bởi lão thậm chí còn chẳng giải thích nửa chữ với bọn họ. Hô hòa trưởng lão, chỉ là tìm một người dẫn đường, một hai tên là đủ, không cần nhiều như vậy đâu. Nữ tử váy đỏ kia lên tiếng đáp ngay trần uyển sư tỷ hay là mang thêm mấy người nữa đi nếu thực sự gặp phải nguy hiểm nhiều người cũng có cái đệm thanh niên gầy gò mặc áo bò xanh kia nhìn về phía nữ tử váy đỏ mở lời đề nghị cái gì gọi là đệm không phải chính là người chết thay a à? viên minh nghe thế trong lòng vô cùng khó chịu những phi mao thú nô khác đa phần đều lộ vẻ không vui chỉ là không dám phản đối gì ba đạt có chúng ta ở đây người lo lắng cái gì nhiệm vụ lần này của chúng ta đám phi mau thú nô kia mang một hai tên với mười tên tám tên có gì khác nhau? Đại hán dâu ngắn kia nhách miệng cười, khinh khi nói. Cái này nói thế nào nhỉ, chính là mang nhiều người, trái lại còn vướng tay vướng chân. Nữ tử nóng bỏng kia cũng lên tiếng phụ họa, thanh âm dịu dàng đáng yêu, giọng điệu rõ ràng là ghét bỏ. Nhưng lại nghe được nhịp tim đám phi mau thú nô loạn nhịp một hồi, ai cũng chỉ hận không thể đi theo nàng. Khôn đồ, ương thiền, lần lịch luyện này không phải trò đùa, tự các ngươi nghĩ cho kỹ đi. Hô hỏa trưởng lão nhắc nhở. Trưởng lão không cần lo lắng, chuyện lịch luyện vốn là của chúng ta, có lý nào lại nhờ hết vào phi mau thú nô đi dò đường. Đại hán dâu ngắn tên khôn đồ khoát tay, bộ dạng như chẳng hề để tâm. Tiếp đó, gã lại như tùy tiện chỉ vào đám người. Ngươi, ngươi, hai người các ngươi đi theo chúng ta. Gã nhìn như tiện tay chỉ, ánh mắt mọi người nhao nhao tập trung lên người hai kẻ may mắn được chọn. Ô bảo nhách miệng cười, nhìn về phía viên minh. Viên minh thì không khỏi nhíu nhíu mày, Viên huynh, ta thấy cái này cũng không phải chuyện tốt gì đâu. Cáp cống có chút lo lắng nói. Hai người bị khôn đổ chọn, không ai khác, chính là ô bảo và viên minh. Viên minh, ô bảo, ra khỏi hàng. Hô hòa trưởng lão lập tức lớn tiếng ra lệnh. Ô bảo rời khỏi đội ngũ trước, trên mặt đầy vẻ vinh quang tự hào, trong khi đó viên minh lại cao mày, bước ra sau một nhịp. Hai người có thái độ hoàn toàn khác biệt. Những phi mau thú nô còn lại thấy thế, kẻ nào kẻ nấy than thở không thôi, vô cùng hâm mộ, chọn xong rồi, các ngươi lên đường ngay đi. Hô hòa trưởng lão lại nói, đa tạ, nữ tử váy đỏ Trần Uyển ôn quyền, lên tiếng cảm ơn. Ba người còn lại cũng lên tiếng cáo từ, xong lập tức dẫn theo ô bảo và viên minh cùng xuất phát, đi về phía thập vạn Đại Sơn. Trong thời gian này, các người vẫn phải tiếp tục đi săn, một khi gặp được đệ tử ký danh, nếu được triệu hoán thì không được kháng cự, kẻ trái lệnh. Tin là các ngươi sẽ không trái lệnh. Hô hòa trưởng lão chốt xong một câu liền ra lệnh cho mọi người giải tán mấy đệ tử ký danh đi trước bước chân khá nhanh hai người viên minh và ô bảo vội vàng chạy theo trông giống tùy tùng chứ không phải người dẫn đường có điều đợi khi đi xuyên qua hạp cốc chính thức tiến vào khu vực hung thú hoạt động mấy người kia liền ngừng lại trần uyển lấy một tấm bản đồ bằng da thú từ trong ngực áo ra đặt lên một tảng đá mở ra rồi gọi hai người viên minh tới hỏi hai người các người có ai từng qua chỗ này chưa nàng đưa ngón tay bút măng trắng bóc của mình chỉ vào một bồn địa ở sâu trong thập vạn đại sơn Ô bảo nhìn kỹ một lúc, trong mắt lộ vẻ mờ mịt khó hiểu. Những phi mau thú nô bọn họ trước giờ đều là tới chỗ nào hay chỗ đó, nhiều nhất cũng chỉ là nhớ sơ sơ lộ trình quay về, giờ đưa thứ như bản đồ này cho gã xem, gã cũng xem không nổi. Ngược lại, viên minh lại cao mày, cẩn thận xem bản đồ, lộ vẻ trầm ngâm. Nhìn có hiểu không? Trần Uyển hỏi. Ô bảo lộ vẻ khó xử, bất đắc dĩ lắc đầu, có điều khi nhìn bộ dạng của viên minh, trong lòng không khỏi thầm mắng, giả bộ cái quái gì chứ, Trần Uyển sư muội, ta dẫn bọn chúng theo là để chúng lo ít việc vặt, ngươi thực sự nghĩ rằng bọn chúng có thể giúp một tay sao? Không đổ nhách miệng cười, lắc đầu nói. Chúng ta hiện đang ở cửa vào hạp cốc, cũng chính là chỗ này. Ta xa nhất từng tới mảnh từ Trúc Lâm này, từ đó tới chỗ ngươi hỏi còn cách ít nhất hai ngày đường. Lời khôn đồ vừa dứt, tiếng viên minh liền vang lên. Nghe lời này, Trần Uyển vốn không còn hy vọng gì liền sáng mắt lên, tiếp tục hỏi, đoạn đường đăng trước này, chính là đến tử trúc lâm mà ngươi nói, phải mất bao lâu mới tới. Tránh đại bộ phận hung thú, tận lực không để xảy ra chiến đấu kéo dài mà nói, năm ngày là có thể tới. Viên Minh đáp. Trong khi nói chuyện, hắn, ngẩng đầu, đưa mắt nhìn trách ra ngoài, lại thấy gã đệ tử luyện lô đường tên Ba Đạt kia đang đưa mắt nhìn xuống, như có như không nhìn vào chân ngọc thon dài của Trần Uyển. Tên nhãi này trông có vẻ rụt rè, không ngờ cũng chẳng phải người thành thật ha. Nếu là cưỡi linh thú, không cần tới năm ngày, Khôn đồ mở miệng nói, dứt lời, gã đưa tay vỗ túi linh thú bên hông, tức thì từ miệng túi có một quầng sáng xanh bay ra, rơi xuống chỗ cách đó không xa. Từ đó, một con sói lớn thân dài hai trượng xuất hiện. Sói này bắp thịt toàn thân chắc nịch, trong hai mắt hiện lên màu đỏ nhạt hơi tối, ở giữa mi tâm mọc lên một túm lông trắng dài, hai bên mép thình lình lộ ra hai cái răng nanh dài sắc nhọn, trông vừa hung ác lại uy mãnh. Trần Uyển sư muội, sói của ta chính là hung thú cấp một bậc cao không chỉ có tốc độ cực nhanh, mà còn chạy rất êm ái thoải mái, chỉ bằng ngươi với ta cưỡi chung đi. Khôn đồ tươi cười mời mọc. Nghe mấy lời này, không đợi Trần Uyển mở miệng đáp lời, chàng mày ương thiền, cô nàng nóng bỏng cùng đi ra từ ngự thú đường với khôn đồ, đã cao lại, hiển nhiên là vô cùng bất mãn với hành động lấy lòng của sư huynh khôn đồ. Đa tạ ý tốt của sư huynh, nhưng mà không cần, ta có linh thú của mình. Trần Uyển thần sắc bình tĩnh, lạnh nhạt từ chối. Dứt lời, nàng đưa tay vỗ túi linh thú bên hông, lập tức lại thấy ánh sáng xanh bay ra, hóa thành một con tê giác da xanh dài hơn một trượng. So với con sói xanh kia, tê giác da xanh này có hình thể nhỏ hơn khá nhiều, nhưng trên phần đầu, cổ lại đều được bọc một lớp giáp kim loại, trên lưng còn đặt ghế ngồi bằng da dạng yên ngựa, nhìn là biết ngay ngồi rất thoải mái dễ chịu. Thì ra linh thú của sư muội lại được sắp xếp cẩn thận như vậy, ngược lại là sư huynh ta lỗ mãng. Khôn đồ thấy thế, có vẻ chẳng hề bận tâm, trái lại còn chủ động xin lỗi một tiếng. Ngay sau đó, Ương Thiền cũng vỗ túi linh thú, gọi ra một con đại mãng màu đỏ lửa dài khoảng 7 trượng, xong tung mình nhảy lên đại mãng, nghiêng người nằm xuống. Con đại mãng màu đỏ lửa lập tức dướn người lên, đỡ lấy thân hình yểu điệu của nàng. Ba Đạt cũng lập tức gọi linh thú của mình ra. Đó là một con lợn rừng cực lớn, hình thể bộ dáng tuy không thể so với ba con trước, nhưng hai cái nanh trắng dài như trường kích của nó vẫn khiến người nhìn biết đó, không phải hung thú bình thường. Khôn đồ sư huynh, hai chúng ta là nữ tử, không tiện mang bọn chúng theo. Vậy ngươi với ba đạt sư đệ mỗi người mang theo một người, vậy được không? Trần Uyển thoáng nhìn qua viên minh và ô bảo, nói. Khôn đồ nghe thế liền nhíu mày, ba đạt cũng ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt đầy vẻ chối từ. Sư muội, bọn chúng chỉ là phi mau thú nô ti tiện, sao xứng cười linh thú của sư huynh ta? Ương thiền không ngờ lại phá lệ tức giận, lập tức mở miệng của trách. Chúng ta cần bọn họ dẫn đường, không dùng linh thú mang đi tốc độ sẽ chậm đi nhiều được không bằng mất trần uyển từ tốn nói đại nhân nói phải thú cưỡi dạng linh thú này chúng ta không xứng ô bỏ kinh hoàng vội vàng lên tiếng lúc này ba đạt cũng mở miệng nói trần uyển sư tỷ bọn chúng là phi mau thú nô thi triển phi mao thuật xong chạy hẳn cũng không thua linh thú bao nhiêu không cần quá lo lắng nghe xong lời này trần uyển cũng đành thôi chỉ quay đầu nhìn về phía viên minh hỏi ngươi có thể theo kịp không Viên Minh không muốn nấn ná ở chỗ này nữa, liền gật đầu. Hắn dù có chút hâm mộ linh thú của mấy đệ tử ký danh này, nhưng trong lòng quan trọng hơn vẫn là làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ, tận khả năng thu được thêm nhiều phần thưởng huyết thực. Vậy được rồi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát. Trần Uyển nói, Viên Minh làm người dẫn đường, trước tiên thi triển phi mau thuật, hóa thành vượn trắng rồi phòng lên, đi về phía sâu trong rừng. Ta ở phía sau đoạn hậu, để phòng bất chắc. Khôn đồ liếc mắt nhìn những người khác, đồng thời nói. Trần Uyển không chút do dự, lập tức thúc tê rác ra xanh đuổi theo. Ba đạt theo sát phía sau, ương thiên cũng nhanh chóng bám theo. Đợi bóng dáng mắt người đi khuất tầm mắt, khôn đồ mới ngồi lên thú cưỡi sói xanh, đưa mắt nhìn ô bảo. Tên viên minh này nhìn qua không giống thằng ngốc, có thể thu về dưới trứng không? Khôn đồ lên tiếng hỏi. Ô bảo nghe vậy, thầm dùng mình, vội đáp, chủ nhân, gia hỏa này vô cùng kiêu ngạo, không phải dạng có thể ở dưới người, Lúc trước ta từng thử chào mời, hắn không những không chịu, còn giết người của chúng ta. Bỏ đi, chỉ là thú nô mà thôi, muốn có thì còn nhiều, rất nhiều. Lần này ta sẽ giúp ngươi loại bỏ hắn. Có điều về sau đổ các ngươi dâng lên mỗi tháng, phải tăng thêm một thành. Khôn đổ nghe thế, khẽ nhíu mày, lập tức nói: đa tạ chủ nhân. Ô bảo vội vàng bái tạ. Ta bồi dưỡng thanh lang bang và liệp cầu đường các ngươi, là để các ngươi làm việc cho ta, chứ không phải gây phiền phức cho ta. Loại chuyện như thế này lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, về sau nếu như mà có, vị trí của ngươi và Kim khôn liền, để cho người khác ngồi đi. Khôn đồ nói xong, lập tức điều khiển sói xanh chạy như bay. Ô bảo liên tục gật đầu, sau lưng đầy mồ hôi lạnh, song cũng vội vàng thi triển phi mau thuật, hóa thành một gã người sói lông xanh, chạy như điên đuổi theo. Buổi đêm, trời cuối thu, quanh một đống lửa cháy hừng hực giữa rừng, bốn người khôn đồ đang ngồi quê tròn, ăn thịt vừa nướng chín bốn con linh thú lần lượt nằm sau lưng chủ nhân, hình thành một vòng bảo hộ đặc thù, bọc bọn họ ở trung tâm. Hai phi mao thú nô, viên minh và ô bảo, tự nhiên không có tư cách ở chung với bọn họ, được sắp xếp ở mãi tít ra bên ngoài canh gác. Gió đêm phơ phất, viên minh một thân một mình ngồi xếp bằng trên một gốc cây, nhắm mắt khoanh chân, đả tọa tu luyện. Khu vực này hắn rất thông thuộc, ở đây vốn có một con thần lằn vảy xanh trú ngụ, vào tháng trước đã bị hắn giết chết, trong nhất thời sẽ không có hung thú khác tới đây lập địa bàn hơn nữa còn có bốn con linh thú thủ hộ, kỳ thật cơ bản không cần tới bọn hắn phải canh chừng. Đúng lúc này, tai viên minh đột nhiên khẽ động, hai mắt mở lớn, nhìn về khoảng tăm tối trong rừng, thình lình lại thấy một bóng đen thoăn thoát nhảy qua lại giữa các lùm cây. Hắn lập tức chờ mình nhảy xuống, đuổi theo hướng bóng đen kia. Nhưng khi hắn chưa chạy được mấy bước, đã lập tức thấy bóng đen đằng trước đột nhiên ngừng lại, rồi bất ngờ quay đầu nhìn về phía hắn. Viên minh giật nảy mình, lập từng dừng bước, giữ thế rằng co, chỉ thấy thứ kia có thân cáo gần 8 thước, hình dạng không khác gì con người, toàn thân mọc đầy lông, thậm chí trên mặt cũng thấy có, thoạt nhìn giống như một con vượn giả lông trắng đứng thẳng. Nhưng cả hai trong mắt nó lại chỉ là một màu đỏ tươi, trong đêm tối phản xạ ra những tia sáng khát máu, viên minh trông thấy mà lạnh sống lưng. Đúng lúc này, sau lưng viên minh lại có một hồi những tiếng ồn ào truyền đến. Hỏng bét, bị giáp công. Viên minh thầm dùng mình, nhất thời cảm thấy tình cảnh không ổn. Ở bên kia, chính lúc này một giọng nữ vang lên ngay tiếp đó mấy bóng người từ phía sau vọt đến bước tới cạnh viên minh thì ra là mấy người trần uyển viên minh nhẹ nhàng thở ra nhưng khi quay lại nhìn về phía quái vật vừa rồi lại phát hiện đằng trước trống không không còn thấy bóng dáng nó nữa người ở đây làm gì trần uyển vừa nhìn thấy viên minh liền hỏi ngay ta gác đêm ở bên ngoài phát hiện một quái vật lông dài hình người liền đuổi theo viên minh thành thật trả lời quái vật kia đâu nghe xong câu trả lời khôn đồ không những không sợ trái lại còn vui mừng lập tức hỏi trần uyển và ương thiền cũng sáng mắt lên tập trung nhìn về phía viên minh bộ dáng có phần kinh hỉ chạy rồi mới vừa rồi còn ở ngay phía trước sau khi các ngươi đuổi tới thì thứ đó liền chạy mất viên minh chớp chớp mắt đáp chạy đi hướng nào khôn đồ hỏi dồn viên minh cũng không có để ý xem quái vật kia cuối cùng chạy hướng nào đánh tiện tay chỉ đại một bên rồi nói hình như là phía này khôn đồ không chút trần chờ tức tốc đuổi theo linh thú sói xanh của gã cũng vọt qua đầu mọi người nhanh chóng chạy theo chủ nhân của nó ương thiền cũng lập tức đuổi theo không thi triển phi mao thuật cũng dám tùy tiện đuổi theo nhân tiêu người muốn chết sao trần uyển của trách viên minh một câu xong liền mau chóng đuổi theo hai người kia ba đặt cười lợn rừng lông đen cười với viên minh một tiếng rồi lập tức bám sau nhóm trần uyển nhân tiêu là cái gì viên minh không chút quan tâm lời của trách của trần uyển có điều đối với nhân tiêu mà nàng nhắc tới trong lòng lại có chút hứng thú truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé xem ra chuyện tông môn lịch luyện của đám người này tựa hồ có liên quan gì đó với nhân tiêu kia viên minh suy nghĩ một chút rồi cũng đi theo một đám người tìm kiếm suốt một đêm cuối cùng lại không thu hoạch được gì này thú nô kia ngươi có thật nhìn thấy nhân tiêu không lúc trời vừa hừng đông nhóm người dừng việc tìm kiếm khôn đồ có vẻ không vui nhìn viên minh hỏi nhân tiêu nào viên minh ra vẻ khó hiểu hỏi lại chính là quái vật ngươi tả hôm qua khôn đồ giận dữ đáp nếu ta không thấy quái vật kia làm sao có thể tả ra được viên minh vặn lại một câu liền chặn họng khôn đồ khiến gã có muốn nổi giận cũng không có cớ mà nổi giận theo tình báo tông môn cho biết nhân tiêu lý ra không nên hoạt động ở chỗ này ha ba đặt lên tiếng có lẽ tình hình có thay đổi tin tức mà phía hành chấp đường cung cấp cũng không nhất định chính xác Trần Uyển góp lời. Viên Minh do dự một lát, xong mới lên tiếng. Nếu nhân tiêu mà các ngươi nói chính là quái vật ta gặp tối qua, thế thì vào thời điểm năm ngoái, đã có người gặp được. Ngươi nói cái gì? Năm ngoái? Ở đâu? Trần Uyển vội vàng hỏi, mấy người khác cũng đưa mắt nhìn qua với biểu cảm khác nhau. Viên Minh lập tức đem chuyện các cống bị tập kích ra, thuật lại một lần cho bọn họ nghe. Việc này sao có thể? Ương Thiền tỏ vẻ khó có thể tin. Khôn đồ quay đầu nhìn ô bảo, thấy gã khẽ làm động tác gật đầu mà nếu không nhìn kỹ sẽ không thể nhận ra xem như xác nhận lời viên minh nói nếu đúng như vậy thời gian hoạt động của nhân tiêu kia phải sớm hơn thông tin tông môn đưa cho chúng ta phạm vi hoạt động cũng rộng hơn chuyện này không phải tin tức tốt lành gì trần uyển nghe vậy thần sắc không khỏi có chút ngưng trọng chuyện này có nên báo cáo với tông môn không ba đặt hỏi dò báo cáo sao phải báo cáo tin tức này chỉ chúng ta biết chẳng phải càng tốt sao khôn đồ hỏi ngược lại không báo cáo, những đồng môn khác rất có thể sẽ bị tập kích bất ngờ. Trần Uyển phân tích. Trần Uyển sư muội, chưa có quên, lần lịch luyện này có thể liên quan trực tiếp tới việc chúng ta có thể thuận lợi trở thành đệ tử nội môn hay không. Một khi chúng ta quay về báo tin, không chỉ bị chỉ hoãn hành trình, còn sẽ bị người khác nhanh chân tới trước. Khôn đồ trầm ngâm nói. Gã không trực tiếp phản bác lời Trần Uyển, nhưng lại khiến cho mặt nàng phải đổi sắc. Thấy Trần Uyển không nói gì thêm, khôn đồ nhếch mép, nở nụ cười ruồi, tiếp đó nhóm người giảm cước bộ lại một mặt tìm kiếm nhân tiên một mặt tranh thủ đi đường nhưng tốn thêm hai ngày so với dự kiến bọn họ vẫn chưa thể gặp được nhân tiêu ẩm ẩm một tiếng sấm nổ rền vang một tia sét sáng trăng lóe lên giữa không trung trong tích tắc xé đôi màn trời tối đen như mực từng giọt mưa tí tách rơi xuống khiến rừng núi vốn tĩnh mịch dở phủ đầy tiếng mưa mùi đất pha mùi cỏ cây tràn ngập trong không khí khôn đồ ngẩng đầu nhìn những đụn mây đen như nằm lơ lửng sát ngọn cây điều khiến sói xanh đi tới cạnh Trần Uyển. Sư muội, nhìn trời mây này, xem ra trận mưa hẳn là không nhỏ, sắc trời cũng đã muộn, chi bằng chúng ta tìm một chỗ tạm trú chân, đợt mưa tạnh rồi lại tiếp tục thế đường. Gã lên tiếng hỏi, viên minh, gần đây có chỗ nào thích hợp để trú mưa không? Trần Uyển đưa mắt nhìn viên minh, hỏi. Một đường đi tới, nàng đã có chút tín nhiệm khả năng dẫn đường của viên minh. Dưới sự chỉ dẫn của viên minh, bọn họ mấy ngày nay dù chưa thể tìm được nhân tiêu, nhưng trên đường cũng chưa từng bị hung thú tập kích, có thể nói là tận dụng thời gian triệt để. Mấy người khôn đồ và ương thiên dù vẫn xem thường tên phi mau thú nô này, những cũng vô thức ném ánh mắt thăm dò qua phía hắn. Khu vực này ta chưa đến bao giờ, chỉ có thể đi xem một chút. Viên Minh đáp. Trần Uyển nghe thế, cũng không có gì thất vọng, khẽ gật đầu rồi tiếp tục lên đường. Đi chừng hơn 10 phút nữa, tiếng sấm sét trên trời càng dày, mưa rơi cũng càng lúc càng lớn. Sắc trời trong núi rừng đã tối om, bốn phía đều là sương mù mờ ảo, không gian một mảnh đen ngòm, nhiệt độ cũng hạ xuống càng lúc càng thấp. Đúng lúc này, viên minh nhìn thấy giữa khoảng rừng phía trước thình lình xuất hiện một mảng lớn màu tối đen, hắn lau nước mưa trên mặt, ngưng thần nhìn kỹ một lúc, trong lúc đó, một tia sét đánh xuống, chiếu tỏ khắp bốn phương. Bên kia hình như có một căn nhà, viên minh chỉ vào mảng bóng đen kia, hô lên. Nói đoạn, hắn liền dẫn nhóm người nhanh chóng tiến về phía bên kia gần đến nơi, hắn mới nhìn ra, đó rõ ràng là một tòa kiến trúc rát nát. Tường tòa kiến trúc này có nửa phần dưới là dùng đá xếp lên, nửa phần trên là dùng gạch nung xây thành, lớp chát bên ngoài bong chóc nghiêm trọng. Trên tường thấy chi chít những vết chóc cùng lỗ thủng lớn nhỏ không đều. Kiểu dáng nhà này, nhìn qua giống như thần miếu cung phụng của đám dã nhân. Ô bảo, kẻ vốn như vô hình giữa đội ngũ lại đột nhiên mở miệng lên tiếng. Thần miếu không có cửa lớn, chỉ có một một cái cửa tò vò trống không. Bên trong tối như hũ nút, không nhìn ra bất cứ thứ gì. Viên Minh đưa tay vào vạt áo, đang định lấy hỏa chiết tử ra chiếu sáng, bên tai chợt nghe có tiếng phừng phừng vang lên, ngay tiếp đó có một đám lửa to bằng nắm tay lơ lửng bay vào trong thần miếu. Hỏa cầu thuật. Viên Minh vô thức quay đầu nhìn lại, phát hiện người thi thuật chính là Trần Uyển. Tiếp ngay sau đó, lại là một hồi những tiếng phừng phừng vang lên, rồi liên tiếp ba bốn quả cầu lửa bay vào trong thần chiếu, soi tỏ không gian bên trong. Viên Minh đi vào thần miếu thấy ngay bên trong trống không, gần như chẳng bày biện gì. Sàn miếu, trên tường đều phủ một lớp bụi dày, khiến nó trông có vẻ hoang vu, đổ nát. Quay người lại, hắn nhìn thấy một một tòa thần đàn cao ba thước, phía trên thình lình có một pho tượng thần bằng đất sét. Tượng thần này so với tượng thần bình thường thì hoàn toàn khác biệt, lưng hổ eo sói, hai đầu bốn tay, nhìn chẳng những không có chút uy nghiêm nào, trái lại còn có vẻ âm hiểm quỷ quyệt. Viên minh nhìn kỹ lại, liền thấy hai cái đầu trên vai nó chẳng có đầu nào là đầu người, mà lại là một cái đầu hồ ly và một cái đầu sói hoang. Tượng thần cũng hư hại rất nghiêm trọng, khắp nơi trên thân đều có thể thấy lộ ra khung gỗ và cỏ khô, đoán chừng cũng bị bỏ hoang rất lâu rồi. Cũng được, cũng, được. Nóc nhà không bị thủng, đêm này liền nghỉ tạm ở đây đi. Ba đạt nhìn ngó một lượt xong, hiển nhiên có vẻ rất hài lòng với chỗ này. Ô bảo, ngươi ra ngoài kiếm ít thịt mang về. Viên minh, ngươi phụ trách gom củi đốt lửa. Ô bảo vội vàng lên tiếng dạ vâng rồi nhanh chóng chạy ra ngoài viên minh cũng nhận lệnh ra ngoài nhặt củi mang về nhóm qua không bao lâu hai đống lửa được dựng lên trong thần miếu một đống là nhóm đệ tử ký danh ngồi quanh một đống là hai người ô bảo và viên minh ngồi đối diện nhau ô bảo đang tận tâm tận lực nướng con lợn rừng mới mang về trên đống lửa viên minh thì nhắm mắt nghỉ ngơi không nói nửa lời lúc này khôn đồ đột nhiên nhìn về phía viên minh mở miệng ra lệnh viên minh nửa đêm trước do người canh gác đi ra ngoài xem viên minh nghe vậy liền mở mắt đứng dậy đi ra ngoài ngoài trời mưa vẫn rơi tí tách, tiếng sấm đi đùng thỉnh thoảng vang lên, chiếu sáng màn đêm tăm tối. Viên Minh đi ra ngoài cổng tò vò, dựa lưng vào tường. Mái hiên trên đầu vừa thấp vừa ngắn, cơ bản không che hết được nước mưa, chỉ sau chốc lát, người hắn đã ướt hết một mảng lớn. Gió núi rét mất thổi qua người, dù là viên minh cũng cảm thấy lạnh thấu xương, chút cảm giác buồn ngủ mới xuất hiện kia liền tan biến, chỉ có thể chừng mắt nhìn màn đêm đen kịt giữa núi rừng. Tiếng trò chuyện của mấy người trần uyển từ trong thần miều truyền ra, Viên Minh cũng vảnh tai lắng nghe, rất nhanh đã nghe được đại khái. Thì ra, đệ tử ký danh tiến vào thập vạn đại sơn, lần này cũng không chỉ có mấy người trần uyển, mà cả tông môn có hơn 100 đệ tử ký danh cùng tham gia thí luyện. Mà mục tiêu thí luyện của bọn họ, chính là săn giết nhân tiêu. Nghe từ lời của khôn đồ, biểu hiện của bọn họ trong lần thí luyện này, hình như còn liên quan tới việc có thể hay không, được trưởng lão trong môn nhìn chúng, từ đó có thể trở thành đệ tử thân truyền của mấy trưởng lão này, cũng chính là đệ tử nội môn viên minh dù không rõ ràng lắm nhưng cũng đoán được đây nhất định là vinh hạnh đặc biệt to lớn nếu không cũng không đến mức mấy người này không ngại gặp phải nguy hiểm tiến vào thập vạn đại sơn trong màn mưa đêm u tối không cách nào nhìn thấy mặt trăng khó mà tính toán thời gian viên minh bỗng ngửi thấy mùi thịt đậm đà từ trong thần miếu bay ra lập tức chu chu mũi quay đầu nhìn vào bên trong chỉ thấy mấy người khôn đồ ngồi vây quanh một chỗ vẫn đang trò chuyện còn trên đống lửa trước người ô bảo con lợn rừng đã được nướng tới toàn thân vàng ruộng tỏa ánh sáng loang loáng, đồng thời mỡ lợn chảy ra kéo theo những tiếng xèo xèo, khiến người ta thèm chảy nước miếng. Không ngờ tay nghề của gia hỏa này đúng là không tệ. Viên Minh cũng không nhịn được thầm tán thưởng. Nhưng đúng lúc này, hắn chợt phát hiện chán ô bảo lấm tấm mồ hôi, thần tình trên mặt có chút căng thẳng, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn lướt qua mấy người khôn đồ phía bên kia. Ngay khi hắn còn đang kinh ngạc khó hiểu, vì sao gia hỏa này lại lén lén lút lút như vậy, ô bảo lại bất ngờ quay đầu nhìn về phía hắn. Viên Minh lập tức quay người, đưa lưng về phía cửa miếu, làm bộ như đang nghiêm túc gác đêm. Sau khi ngưng lại một nhịp thở, viên minh bỗng nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác, thấy ngay được ô bảo đang run rẩy lấy từ ngực áo ra một bình sứ nhỏ, mở nắp bình, đoạn nhanh chóng đổ chất lỏng bên trong lên trên người con lợn rừng. Hắn đây là muốn làm gì? Viên minh thầm nghi hoặc, hắn nhăn mũi lại, cẩn thận ngửi ngửi, cũng không phát hiện ra được mùi gì bất thường, kết hợp với bộ dáng lấm la lấm lét của ô bảo, hắn có thể khẳng định ngay đó không phải là gia vị, trong lòng càng thêm nghi hoặc không phải là đang hạ độc chứ? Viên Minh cao mày tự hỏi. Đúng lúc này, ánh mắt ô bảo lại quay lại, nhìn về phía Viên Minh. Viên Minh đã phát hiện từ trước, sớm quay người qua, đồng thời vô số suy nghĩ quay cuồng nổi lên trong đầu. Gia hỏa ô bảo nào coi như gan lớn cỡ nào, cũng không dám hạ độc mấy đệ tử ký danh này ha. Trừ khi hắn không muốn sống nữa, Viên Minh nhanh chóng quay đầu lại. Nhưng rất hiển nhiên, kẻ có thể kéo bè kết cánh thành lập băng đảng, trở thành thủ lĩnh chắc chắn sẽ không có chuyện vô duyên vô cớ lại muốn chết viên minh cao mày khi đang định xoay người báo cáo việc này tiếng báo động trong lòng bỗng điên cuồng vang lên đúng thế tên ô bảo kia không thể có chuyện không muốn sống hắn sở dĩ dám làm như thế khẳng định phía sau có người sai khiến như vậy người này ánh mắt viên minh đảo quanh một hồi cuối cùng rơi trên người khôn đồ đây là muốn tạo nội đấu viên minh thầm nghi hoặc có thể khiến bọn chúng bỏ lắm tâm tư đi hạ độc như vậy khẳng định không phải là muốn ra tay với mình Ba đạt và Ương Thiển lại trông như tùy tùng, như vậy cũng không khó đoán ra ai là người mà Khôn Đồ muốn đối phó. Không đợi Viên Minh kịp suy tính kỹ càng, tiếng Ô Bảo chợt vang lên, "Bẩm các vị đại nhân, thịt lợn rừng đã được nướng chín, mời các vị thưởng thức." Mang qua đây. "Khôn Đồ," lớn tiếng ra lệnh. Ô Bảo lập tức đem cả tảng thịt lợn rừng đã được nướng chín qua, trước mặt mấy người Khôn Đồ. Khôn Đồ lấy một thanh dao găm ra, nhẹ nhàng vạch mấy đường trên khối thịt. Cả khối thịt theo đó nứt ra từng mảng chia thành bảy tám khối trần uyển sư muội thịt này nhìn cũng không tệ ngươi ăn thử chút đi gã trước tiên lấy một miếng thịt lưng ra đưa cho trần uyển trần uyển không tiện chối từ liền nhận lấy những người khác cũng tự động lấy phần thịt cho mình rồi ngấu nghiến ăn lúc này khôn đồ bỗng nghĩ tới điều gì lên tiếng nói với ô bảo cầm cho viên minh một miếng chủ đại nhân thưởng cho ngươi ô bảo không chút do dự hai tay nâng một khối thịt chân giò lớn đi tới bên người viên minh Viên Minh bình tĩnh nhận lấy, cảm ơn qua loa một tiếng, nếu không phải đã biết thịt này có vấn đề, hắn thực sự có thể bị thiện ý bất ngờ của khôn đồ, và ô bảo làm cho cảm động. Nếm thử đi. Ô bảo cười giả lại nhìn hắn, nói. Viên Minh cắn một miếng, nhai nuốt rồi hàm hồ đáp, mùi vị không tệ. Ô bảo thấy thế mới quay người đi vào thần miếu. Viên Minh lập tức nhổ miếng thịt trong miệng ra, xong há miệng để một ngũ nước mưa vào miệng mới thôi. Tiếng tán thưởng từ trong thần miếu thỉnh thoảng lại vọng ra, Đến ngay Trần Uyển cũng cảm thấy tay nghề ô bảo không tệ chút nào. Có điều rất nhanh sau đó, viên minh liền nghe thấy bên trong có tiếng động vang lên, nghe như có người ngã xuống. Ngay tiếp đó, lại nghe tiếng khôn đồ giả vờ giả vịt hỏi thăm, Trần Uyển sư muội, ngươi làm sao vậy, sư muội? Viên minh nghe động tĩnh bên trong, lòng thầm khinh bỉ, đồng thời nhân khi có tiếng sấm rền, ném chỗ thịt được xé ra đi, chỉ cầm khúc xương không trong tay, đồng thời dựa tường nằm ngã xuống, làm bộ như bị trúng độc. Trong miếu, khôn đồ vẫn đang liên tục trần uyển nhưng trần uyển đã nhắm nghiền hai mắt lông mi khẽ động hoàn toàn hôn mê được rồi đừng có gọi nữa ngất rồi đấy ương thiền lúc này đang khoanh tay trước bộ ngực đồ sộ liếc mắt nhìn trần uyển một chút song không nhịn được nói he he tiểu nương bì này bình thường dựa vào con mái già giữ con của hỏa luyện đường không thèm để ta vào mặt hôm nay rơi vào tay ta đảm bảo để ngươi biết cái gì gọi là cực lạc nhân gian khôn đồ cười ta nói giọng đầy vẻ đắc ý Khôn đồ sư huynh, cái kia. Thuốc này rất mạnh, khi dùng không dám dùng quá nhiều, ngài tranh thủ thời gian, đừng để nửa đường à tỉnh dậy thì phiền phức. Ba đạt từ bên cạnh bước lên trước, vừa nói vừa đưa mắt nhìn trộm Trần Uyển đang nằm trên mặt đất. Được rồi, chút tâm tư kia của ngươi ta làm sao không biết. Yên tâm đi, đợi ta hưởng dụng xong, sẽ không quên chia cho ngươi một chén canh, ha ha. Khôn đồ cười ha ha, đáp. Ương ừ thiền nhìn hai gã một lượt, khinh thường mắng, đám nam nhân các ngươi, chẳng có kẻ nào tốt, khôn đồ nghe thế có vẻ không vui nhìn lại ạ à? ương thiền thấy thế lập tức đổi mặt tươi cười nói thêm nam nhân không hư nữ nhân không yêu cũng tại con danh trần uyển này không hiểu phong tình nàng cũng vì không trải việc đời mới như thế một khi ăn tủy biết vị rồi dù có là phi mau thú nô này chỉ sợ nàng cũng tự mình nhào vào ô bảo nghe ương thiền nhắc tới mình vội vàng cúi đầu không dám nhìn lén trần uyển nữa ô bảo chúng ta đã sắp đặt mục tiêu viên minh đã không còn tác dụng gì Ngươi bây giờ lập tức lôi hắn đi xử lý, tránh rắc rối sau này." Khôn Đồ cúi người, đưa tay sờ khuôn mặt Trần Uyển, lại chợt nhớ tới một chuyện, liền quay đầu ra lệnh. "Vâng, chủ nhân." Ô Bảo nghe thế, lập tức cất bước đi ra ngoài. "Lôi ra xa chút rồi xử lý, đừng để mùi máu tươi bay vào làm hỏng nhã hứng của ta." Khôn Đồ lên tiếng nhắc thêm. "Vâng." Ô Bảo đi đến ngoài cửa, liếc mắt nhìn Viên Minh có quáp ngã trên đất, nhếch miệng cười đắc chí. Gã cúi người tóm lấy hai cánh tay Viên Minh, kéo hắn vào trong màn mưa, đi tới khoảng tăm tối trong rừng núi. Khôn đồ nhẹ nhàng vỗ về gương mặt Trần Uyển, bóp nhẹ như cưng nựng một chút, đoạn cười tủm tỉm nói, gương mặt thật xinh đẹp nha, chật chật, ta cũng không muốn thế này, chỉ trách ngươi quá không biết điều. Nói đoạn, hắn cầm cổ áo Trần Uyển kéo một cái xuống dưới, váy áo màu đỏ nhất thời bị kéo đến cổ áo mở rộng, để lộ nội sấn tiểu y bên trong cùng một mảng da thịt trắng nõn nà. Đang khi mê muội ngắm nhìn, khôn đồ chợt nghe sau lưng có tiếng ừng ực vang lên quay lại thì thấy ba đạt đang đưa hai mắt nhìn đăm đăm nhịn không được nuốt nước miếng một cái ương thiền liếc mắt nhìn gã trong lòng càng thêm xem thường khôn đồ cũng cảm thấy bị hai người vây xem như thế đúng là không được thoải mái lắm gã liền đưa tay sờ lên một cái túi màu xanh bên hông trên túi có thêu một đoàn phù văn kỳ lạ nhoáng cái liền thấy ánh sáng lóe lên chỉ tích tắc sau đó một bộ giường chiếu kèm màn trướng thêu hoa thình lình xuất hiện trong thần miếu khôn đồ sư huynh người có túi chữ vật rồi Ương Thiền thấy thế, đầu tiên là sững sờ, xong lập tức phản ứng kịp, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chằm cái túi. Bên hông gã, kinh ngạc kêu lên. Trước khi đi chuyến này, mông sơn trưởng lão đã ban thưởng. Khôn đồ có vẻ khá đắc ý, khoe khoang. Có thể được mông sơn trưởng lão thưởng thức như vậy, lần này trở về, nghĩ tới chuyện ngươi trở thành đệ tử nội môn hẳn là 10 phần chắc chín. Ương thiền đáp với vẻ vô cùng hâm mộ. Khôn đồ nhếch nhách miệng, không đáp nhưng trong lòng lại thầm oán thán, lão già kia mấy năm nay không biết đã nhờ ta mà vớt được bao nhiêu lợi lộc, sớm nên để ta trở thành đệ tử nội môn mới phải. Khôn đồ sư huynh, đừng nói nhiều vậy nữa, ngài tranh thủ thời gian đi. Ba đạt ở bên cạnh nôn nóng dục Khôn đồ cười lạnh, phủ phục người xuống bế Trần Uyển ném vào trong màn trướng. Đáy mắt ương thiền lóe lên một tia phẫn hận, lắc mông đi ra cửa thần miếu, còn ba đạt vẫn lưu luyến ngồi xuống cạnh đống lửa. Bên ngoài thần miếu, gió mưa tăm tối, sấm nổ đi đùng trong núi rừng, chỗ cách xa thần miếu hơn trăm trượng, ô bảo cả người ướt đẫm, kéo viên minh đi tới một hố trũng, tiện tay ném hắn vào rồi lấy một thanh đao ngắn từ chỗ ngực ra. Nhìn ra hỏa khiến gã ghi hận hồi lâu, giờ phút này lại đang nằm sụi lơi như đống bùn nhão, khóe miệng gã cong lên vẽ ra một nụ cười, xong lập tức cúi người đưa mũi đao nhắm ngay trái tim hắn, bộ dạng như muốn đâm ngay tới. Gã không hề để ý được rằng, thanh trưởng kiếm mà viên minh luôn đeo sau lưng kia, không biết đã được hắn tháo xuống, nắm trong tay từ bao giờ xẹt xẹt một tia sáng sáng chói lóe lên lưỡi đao của ô bò phản xạ một luồng sáng vừa vặn chiếu lên khuôn mặt viên minh gã kinh hãi phát hiện viên minh ở dưới ánh đao như tuyết kia lại đang mở mắt hơn nữa còn đang nhìn hắn mỉm cười không chờ gã kịp phản ứng dưới chân đột nhiên truyền tới một cảm giác đau đớn kéo dài chỉ thấy một cây gai gỗ bất ngờ từ dưới đất trồi lên xuyên thẳng qua bàn chân gã mũi gai thậm chí đâm luôn vào phần bụng dưới đang theo thế bị ép xuống thấp của gã Ô Bảo cố nén cảm giác đau đớn thấu tim, lập tức cắm đoản đao trong tay xuống, mưu đồ một đao đoạt mạng Viên Minh. Nhưng một khi Viên Minh đã sớm phòng bị, làm sao có thể cho gã cơ hội? Một tay Viên Minh sớm thò ra, tóm chặt cổ tay gã, một tay khác cầm kiếm vung lên. Thân kiếm kéo theo một đường sáng xanh, lóe lên trên cổ Ô Bảo. Chỉ trong tích tắc, huyết quang phun ra ngoài, một cái đầu lâu bị chém bay lên, lăn lông lốc ra ngoài. Ai, lần này không muốn nhúng tay cũng không được. Viên Minh lui về sau, ngồi trên mặt đất trơn trượt lạnh lẽo đưa tay lau nước mưa lẫn máu loãng trên mặt xuyên qua màn mưa và bóng cây dày đặc hắn nhìn thấy ánh sáng le lói từ thần miếu bên kia xong chậm rãi đứng dậy vẩy sạch máu trên trường kiếm đoạn nâng kiếm đi về phía đó sau khi trở lại thần miếu viên minh không lỗ mãng sông tới mà cẩn thận bò lên nóc nhà xuyên qua kẽ hở trên mái ngói viên minh nhìn thấy chiếc giường tinh xảo không hợp với không gian xung quanh kia thấy ương thiền đang hờn rỗi ngồi ở cửa ra vào cũng thấy ba đặt bộ dạng đê hèn ngồi bên đống lửa trên giường áo ngoài của trần uyển đã bị cởi ra hết nội sấn tiểu y che không nổi thân thể như tuyết như ngọc để lộ ra da thịt nõn nà như đang tỏa sáng nhìn tới quả thực kiều diễm một con gió thổi tới xốc một mảnh màn trứng lên viên minh thấy ngay khôn đồ đang cưỡi trên đôi chân thon dài của trần uyển tay bưng váy đỏ của nàng rồi vụt đầu vào ra sức hít lấy hít để tên khốn này dâm tiện quá viên minh thấy thế không nhịn được lưng nổi da gà hắn lúc này lại có chút do dự. Qua quan sát mấy ngày nay, hắn phát hiện tu vi mấy người khôn đồ đều không yếu, tối thiểu đều từ luyện khí tầng 4 trở lên, dù là một đấu một thì hắn cũng không thể chắc thắng, đừng nói tới phải một đấu ba. Nhưng nếu hắn bỏ mặc không quản, không nói tới lương tâm có cắn rứt hay không, chỉ bằng vào chuyện hắn giết ô bảo thôi, đám người khôn đồ cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Không phải bởi cái mạng ô bảo, mà bởi hắn đã tận mắt chứng kiến những việc này. Chỉ có thể như thế đôi mắt hắn lóe sáng, sự do dự bị thay bởi vẻ quyết tâm. Ngay thời khắc bàn tay khôn đồ sắp chạm vào thân thể mềm mại của Trần Uyển, mặt đất chỗ giữa hai đống lửa bỗng có một cây gai màu xanh phá đất trồi lên, thiếu chút nữa lật tung hai đống lửa. Hoa lửa bắn tung tóe lên trên giường, chỉ nháy mắt đã đốt cháy màn lụa, phừng một tiếng thôi, lửa lớn đã bao trùm khắp giường. Từ bên trong đám lửa, tiếng giống giận dữ của khôn đồ truyền ra. Nháy mắt tiếp theo, một vòng phong nhận từ giữa giường tức tốc khoách trương, thổi quét khắp bốn phương tám hướng, một hồi những âm thanh hỗn loạn vang lên, theo đó ngọn lửa bao phủ cái giường bị gió lớn quét bay ra, đồng thời cả bốn cọc màn và màn trường trang trí cùng bị phong nhận cắt đứt, bắn tung tóe khắp xung quanh. Phong nhận càn quét khiến tàn lửa trên mặt đất cũng bị thổi bay, nhất thời cả thần miếu rơi vào tối tăm. Khốn khiếp, ba đạt, ngươi đang dở trò quỷ gì? Khôn đồ cởi trần, vẫn nộ quát. Dù động tĩnh lớn, như vậy nhưng Trần Uyển vẫn không tỉnh lại. Khôn đồ sư huynh, ta không làm gì cả. Ba đạt vội vàng kêu oan, Ương Thiền không đợi bị hỏi, cũng lập tức lên tiếng phủ nhận, cũng không phải ta, ta cũng chẳng làm gì hết. Đúng lúc này, một tiếng sấm vang lên. Trên nóc căn thần miếu cũ nát, vô số viên ngói ảo ạt rơi xuống, để lại một lỗ thủng lớn trên mái nhà. Một bóng trắng khôi ngô cao lớn, từ lỗ thủng nặng nề đáp xuống, dùng thế thái sơn áp đỉnh, đập thẳng về phía khôn đồ đang ngồi trên giường. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khôn đồ chưa rõ tình hình, không dám tùy tiện đối cứng, chỉ có thể tung người nhảy ra, đáp xuống chỗ cạnh ương thiên. Thân ảnh màu trắng nện xuống giường ngà, lập tức đánh sập giường chiếu, đoạn nghiêng đầu qua phía khác, nhìn ba đạt ở gần nhần, há cái miệng to như chậu máu ra gào thét một tiếng đầy vẻ điên cuồng. Gào, ba đạt trợn trừng mắt, thấy được hình dạng đại khái của bóng trắng kia. Đó là một thứ có vẻ ngoài giống người nhưng không phải người, cả người mọc đầy lông trắng, ngũ quan mơ hồ nhìn không rõ. Nhân tiêu, là nhân tiêu. Gã lập tức hoảng sợ la toáng lên lời còn chưa nói hết gã đã cuống quít bật dậy chân không ngừng bước chạy lách qua bên cạnh khôn đồ và ương thiền lao ra bên ngoài ương thiền vốn không cảm thấy sợ lắm thấy gã vừa la vừa trốn như vậy lập tức cũng manh nha xuất hiện thoái ý có điều còn chưa kịp đi đã bị khôn đổ tóm cánh tay giữ lại sợ cái gì đừng quên chúng ta tới đây để làm gì khôn đổ giận dữ gầm lên với ạ ương thiền lúc này mới phản ứng kịp nhớ ra mục đích của bọn họ vốn là đi tìm và săn giết nhân tiêu hừ đều do thứ hèn nhát ba đạt kia hại ta giật này cả người. Ương thiền khinh thường mắng một câu, xong liền ổn định tâm thần. Vượn trắng do viên minh thi triển phi mao thuật hóa thành, thấy bọn chúng không bị dọa lui, thầm thở giải tiếc núi, nhưng hắn không hề trùn bước mà lần nữa nhảy lên, vung hai nắm tay nện mạnh xuống đất. Một tiếng ầm vang lên, nền thần miếu chấn động dữ dội, mặt đất dưới chân khôn đồ và ương thiền cũng lập tức nứt vỡ, kéo theo vô số đất đá bắn lên. Gần như cùng lúc, những vết dạn trên cột đá cạnh hai người nhất cũng nhanh chóng lan tràn, mở rộng, rồi theo một tiếng âm liền vỡ vụn ra, kéo theo nửa phần nóc nhà đổ sụp xuống, vô số mảnh ngói cùng bụi đất cũng rào rào chút xuống. Hai người ương thiền vội vàng lui về sau, bước lùi cho tới khi ra hẳn khỏi thần miếu. Giữa màn bụi đất mịt mờ, viên minh ôm ngọc thể đang nằm của Trần Uyển, sửa sang qua loa quần áo của nàng một chút, xong lập tức tung người nhảy lên trên nóc nhà. Mắt thấy có cơ hội chạy trốn, viên minh dĩ nhiên không dám chỉ hoãn. Nhưng khi hắn vừa xông qua nóc nhà, cảm nhận được nước mưa rớt lên người, bỗng phát hiện trên đỉnh đầu có một bóng đen xuất hiện che nước mưa rơi xuống viên minh ngửa đầu nhìn lên gặp ngay một cặp đèn lồng màu xanh đen tỏa sáng giữa trời đêm ở phần rìa quầng sáng yếu ớt màu xanh lục kia còn thấy có từng miếng vảy hình thoi màu đỏ thẫm không chờ hắn nhìn cho rõ một chàng những tiếng xì xì vang lên đồng thời mảng bóng đen kia nhanh chóng hạ xuống để lộ ra một cái đầu rắn cực lớn đang há cái miệng to như chậu máu cắn thẳng xuống phía viên minh linh thú của ương thiền Viên Minh ngưng người, vung tay đấm lên một quyền. Một tiếng bốp trầm đục vang lên, con đại mãng màu đỏ lửa bị đấm cho thụt đầu lại, đồng thời thân ảnh Viên Minh cũng rơi từ trên không xuống. Hai người vừa mới rơi xuống đất, từ chỗ xa xa trong màn mưa bên ngoài chợt có tiếng gào của ba đạt vang lên, Khôn Đồ đội trưởng, ô bảo chết rồi, không thấy thú nô no tên Viên Minh kia đâu. Khôn Đồ nghe thế liền bừng tỉnh. Mắc lửa rồi, bên trong không phải nhân tiêu gì cả, là tên phi mau thú nô kia gã gầm lên giận dữ, lập tức vỗ túi linh thú bên hông. Một luồng sáng xanh từ trong túi bay ra, theo đó, một con sói xanh cao to, mình dài hai trượng thình lình xuất hiện. Không chờ khôn đổ ra lệnh, sói xanh đã lắc lắc đám lông bờm, gồng cơ bắp toàn thân nổi lên, đồng thời cặp mắt đỏ sậm của nó lóe lên ánh sáng mờ mờ, há miệng hướng phía thần miếu gào một tiếng vang trời. Gào! Theo tiếng gào điên cuồng này, một đợt cuồng phong từ trong miệng sói điên cuồng phóng tới, tạo ra vô số phong nhận tỏa ánh sáng xanh cắt nát màn mưa, hình thành những luồng khí xoáy mà mắt thường cũng có thể thấy được, đập thẳng vào ngôi miếu đổ nát. Trong tiếng ầm ầm, đá vụn cùng mảnh ngói bay tứ tung, vọt vào trong thần miếu. Viên Minh cảm nhận được cỗ lực lượng cuồng bạo kia, chỉ có thể vội vàng lách người, lao qua núp sau bức tượng thần kỳ quái ở bên cạnh để tránh né. Chuỗi phong nhận cuồng bạo kia càn quét thổi qua, đập thẳng lên vách tường còn chưa đổ phía sau miếu, đục ra một lỗ hồng lớn trên bức tường lung lay sắp đổ. Viên Minh nhìn lỗ hổng trên vách tường phía sau, khoảnh khắc vừa định trốn đi, lại thấy ngay một quầng sáng màu xanh đen đang cấp tốc từ trong màn đêm bên ngoài lao về phía bên này. Sau khi biết được trong miếu không phải nhân tiêu, mà chỉ chỉ là một phi mao thú nô, ba đạt tức thì không còn sợ hãi nữa, cũng ngợi linh thú của mình ra. Con lợn rừng với đám lông đen dày cứng rợn người kia cả người tỏa ánh sáng đen, tung bốn chân lao như điên về phía Viên Minh, trên hai cái nanh sắc nhọn của nó còn tỏa ánh sáng óng ánh, trông như có bôi độc. Viên Minh thấy thế, tức thì áp một bàn tay lên trên mặt đất, đồng thời pháp lực trong đan điền phun trào, truyền thẳng xuống dưới mặt đất. Mộc thứ thuật bất ngờ phát động. Chỉ thấy ở chỗ mặt đất cách hắn hơn hai trượng, đất đá đột nhiên nứt tung ra, đồng thời ba cây gai gỗ màu xanh to cỡ đùi bò trồi lên, rồi như ba cây cọc buộc ngựa đâm xéo tới nghênh đón lợn rừng lông đen. Một tiếng rầm vang lên. Lợn rừng lông đen húc thẳng lên gai gỗ màu xanh, tức thì một vòi máu tươi từ trên người nó bắn tóe lên nhưng ba cây gai gỗ cũng bị hút cho hoàn toàn vỡ nát mà tốc độ của nó cũng chỉ chậm lại một chút không hề ngừng thế đánh tới viên minh cảm thấy nội tâm trùng xuống vội vàng lăn người qua bên cạnh sườn tránh né mấy linh thú của đám đệ tử ký danh này trông không khác mấy so với hung thú mà hắn săn giết hàng ngày thực tế chiến lực lại cách nhau trời vực cơ bản không phải thứ hắn có thể dễ dàng đối phó chưa nói còn chủ nhân của bọn chúng mỗi kẻ đều đường đường chính chính là đệ tử bích la động có thể học tập các loại bí thuật công pháp của tông môn trong lòng viên minh chợt cảm thấy có chút hối hận, không nên nóng đầu xuất thủ vội vã để bản thân cơ hồ rơi vào tuyệt cảnh, ít nhất cũng nên tìm thời cơ thích hợp hơn. Một tiếng ầm thật lớn vang lên, con lợn rừng ngang ngửa khúc tới kia vừa đâm thẳng, lên bức tượng hung thần hình dáng cổ quái kia, khiến cho bức tượng đất xét đổ sụp, vỡ ra tung tóe, đến ngay cả cái bệ đỡ tượng cũng bị kéo văng ra ngoài. Và chạm kịch liệt khiến lợn lòi cũng thấy hơi choáng, nó lắc lắc đầu, phân biệt phương hướng một rồi lại bất thình lình lao đến chỗ viên minh còn mãng xà màu đỏ lửa ở phía trên cũng há miệng ra, bổ xuống phía hắn. Thân bị hãm ở giữa vòng vây, viên minh tức tốc đảo mắt nhìn quanh hòng tìm ra một lối thoát, đúng lúc này, hắn phát hiện ở phía dưới bức tượng thần mới bị con lợn lòi hút đổ kia, thình linh xuất hiện một cái cửa động tối om. Tâm trí hắn quay cuồng suy tính chốc lát, rồi lập tức đưa ra quyết định. Chỉ thấy hắn triệt hồi phi mao thuật, đưa hai tay ôm ngang người Trần Uyển, vọt người tới trước, tránh thoát đòn tấn công của đại mãng rồi lao thẳng về phía con lợn lòi ngay khi song phương sắp va chạm, hắn bỗng hạ thấp trọng tâm, lợi dụng ưu thế hình thể, đổ người trượt qua khoảng trống dưới bụng con lợn lòi, lao tới cửa động phía bên kia. Viên Minh đưa mắt nhìn sâu vào không gian đằng sau cửa động, chỉ thấy bên trong tối như hũ nút, có một cơn gió lạnh lẽo từ bên trong thổi ra, còn lại cơ bản nhìn không ra là sâu bao nhiêu. Cẩu nô bộc còn không khoanh tay chịu chói, tiếng khôn đồ trượt truyền đến, gã cũng đã dẫn theo linh thú sói xanh vọt vào. Viên Minh không còn thời gian suy nghĩ lập tức ôm Trần Uyển, thả người nhảy xuống cửa động. Sau khi rơi được khoảng 3, 4 trượng, hắn đáp người lên trên một bờ dốc, tiếp đó không tự chủ phi tốc trượt nghiêng xuống phía dưới. Khôn đổ thấy thế liền vội vàng lao qua, sau khi tới rồi kiểm tra kích thước cửa động một hồi, gã liền quay qua gọi ương thiền, mau. Sai hỏa mãng của ngươi đi vào, hôm nay nhất định phải giết bọn chúng, nếu không đợi khi quay lại tông môn, chúng ta sẽ rất thảm. Ương thiền mặt mũi căng thẳng, không chút do dự, lập tức điều khiển hỏa mãng chui vào trong động quật trừ khi bọn họ mạo hiểm đích thân đuổi theo nếu không thì linh thú duy nhất có thể chui vào động này cũng chỉ có con hỏa mãng kia mà thôi bên trong động quật cũng không bằng phẳng khắp nơi đều có đá nhô ra viên minh ở trong va đập tứ phía cả người đầy những vết thương trồng chất nhưng không dám dừng lại nửa khắc lúc này hắn chọt nghe sau lưng có tiếng động truyền đến lập tức cảm thấy không ổn ngay sau đó một tiếng gào thét từ phía sau truyền đến chỉ thấy con hỏa mãng kia đã đuổi theo hơn nữa còn đột nhiên há miệng máu phun ra một luồng lửa tạo thành một đợt sóng lửa lan tràn khắp động quật viên minh chỉ cảm thấy nhiệt đột bốn phía bỗng tăng cao thầm dùng mình chỉ có thể nhanh chóng thôi động mộc thứ thuật tạo ra ba cây gai gỗ to lớn ở phía sau hòng ngăn cản sóng lửa lửa đỏ hừng hực len qua khe hở cạnh gãy gỗ ào ạt phóng tới ngọn lửa liếm lên lưng thiêu đốt dữ dội khiến hắn đau rát tới độ muốn ngưng thở phanh tiếng cành cây bị đụng gãy từ sau lưng chuyển đến đồng nghĩa con hỏa mãng vẫn đang tiếp tục truy đuổi hắn chỉ sau chốc lát cái miệng to như chậu máu của nó đã tới sát ngay sau lưng Viên Minh, cảm giác được nhiệt độ cực cao từ trong miệng nó tỏa ra, Viên Minh dùng một tay nắm thật chặt trường kiếm, dự định làm hành động chống cự cuối cùng. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm nhận được thân thể mềm mại trong ngực khẽ động, tựa như Trần Uyển sắp tỉnh lại. Này, không muốn chết thì mau mau nghĩ cách đi. Viên Minh lớn tiếng gọi. Trần Uyển lúc này đầu óc mê man, đồng tử mở mịt mơ mang, có điều khi thấy tình cảnh phía sau thì con người khẽ co lại vô thức đưa tay sờ trong tay áo, xong ném thứ gì đó về phía cái miệng máu ở đằng sau. View chỉ thấy một viên đạn kim loại lớn bằng hạt đào bay ra, đồng thời đường vân trên vỏ đạn thình lình có ánh lửa sáng lên, bên trong nhìn như có vô số chấm lửa chớp động, nhoáng cái đã chui vào trong miệng hỏa mãng. Chớp mắt tiếp theo, Trần Uyển co cả người lại, rút vào trong ngực viên minh. Viên minh còn chưa kịp phản ứng, sau lưng đã nghe có tiếng nổ ầm ầm vang lên. Một đoàn lửa cháy hừng hừng sau lưng hắn đột nhiên vỡ tung, xé cái đầu con hỏa mãng thành bảy, tám phần, đồng thời sóng lửa nóng dẫy thoáng xung kích lên lưng viên minh, đẩy hắn trượt như tên bắn xuống dưới. Sóng lửa bạo tạc phía sau nhanh chóng tuôn tới cả hai đầu trên dưới hang động, lực trùng kích cường đại không ngừng tác động khiến động quật trong nháy mắt liên tiếp sụp đổ. Đất đá rơi xuống phủ kín động quật, những miếng đất, mảnh đá vụn hóa thành dòng lũ cuồn cuộn chảy xuống, truy kích hai người viên minh. Hỗn hợp lực trùng kích cường đại và tiếng nổ lớn ở trong không gian đóng kín phát huy ra dao động cộng hưởng mạnh nhất, sóng xung kích từ đó vừa tác động tới viên minh liền khiến thức hải của hắn chấn động mặt mũi tối sầm lập tức ngất đi trần uyển trong ngực hắn cũng không khá hơn chút nào dưới tác động của sóng xung kích lại lần nữa rơi vào hôn mê không biết qua bao lâu trong sơn động tăm tối viên minh khá vất vả mới mở được hai mắt ra chỉ cảm thấy mắt vừa đau vừa nhức vô thức muốn đưa tay lên dây một chút lại đột nhiên cảm thấy phần cổ truyền lên cảm giác lạnh muốt không muốn chết thì chớ lộn xộn Lúc này, một giọng nữ thanh thúy mà lạnh lẽo vang lên. Trần Uyển, sư tỷ, viên minh ngập ngừng kêu. Ta cho người một cơ hội để giải thích, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trần Uyển hỏi, nàng còn nhớ rõ tình cảnh mình ở trong thần miếu, ăn thịt và nói chuyện với mấy người khôn đồ. Sau đó bản thân hình như rất mệt mỏi rồi thiếp đi. Trong lúc ngủ mê, nàng tự hồ còn mơ thấy mình chiến đấu với một hung thú. Đợi khi nàng tỉnh lại, lại phát hiện bản thân không ngờ lại đang nằm trong ngực tên phi mau thú nô này, ngất đi giữa động quật tĩnh lặng tăm tối. Viên Minh ra sức chừng mắt nhìn, kết quả ánh mắt vẫn lờ mờ, đầu óc cũng u ám chưa tỉnh táo lại. Người bị mấy người khôn đồ hợp mưu ám hại, bọn chúng cho người ăn thịt có tầm độc, ý đồ chờ sau khi mê man sẽ khinh bạc ngươi, là ta cứu ngươi. Viên Minh sắp xếp câu từ một chút rồi nói. Người với ta không thân chẳng quen, sao lại cứu ta? Trần Uyển rõ ràng không tin, giữ giữ thứ lạnh băng trong tay lên trước. Vì diệt khẩu, bọn chúng còn muốn giết cả ta, ta cũng là bất đắc dĩ. Viên Minh giải thích ngắn gọn. Trần Uyển nghe thế liền cau mày lại. Nàng luôn biết rõ chuyện khôn đồ tâm tia mình, lần này lại được phân vào cùng tổ với gã khiến nàng cảm thấy rất mâu thuẫn, nhưng nàng nghĩ sao cũng không ngờ, gã lại dám dùng thủ đoạn hạ lưu với mình. Người nói dối, khôn đồ có thể giết ngươi diệt khẩu, thậm chí còn có thể giết luôn cả ương thiền và ba đạt để bịt miệng. Trần Uyển vẫn giữ sắc mặt lạnh lùng như cũ, có điều giọng điệu lại thoáng thả lỏng một chút. Một người ngoài như ta cũng nhìn ra được, Vương thiền ghen tị với ngươi, ba đạt thì vô cùng thèm muốn ngươi, bọn chúng là hợp tác đối phó ngươi, nếu không, ngươi cho rằng thuốc có thể chuốc ngươi mê man là từ đâu đến. Viên Minh cười lạnh, hỏi ngược lại. Trần Uyển nghe thế, trong lòng nhất thời cảm thấy nặng nề. Còn có con hỏa mãng đuổi theo chúng ta ở trong động quật, ngươi nghĩ rằng nó tới cứu ngươi. Nó tới để bịt miệng ngươi đó. Viên Minh bổ sung thêm. Nghe tới đây, Trần Uyển vội vàng sờ trong tay áo, phát hiện đúng là thiếu một miếng xích hỏa lôi, lúc này mới tỉnh ngộ nhận ra, hóa ra đó không phải là nằm mơ, mà là chuyện xảy ra với mình ở hiện thực. Đối với lời của Viên Minh, nàng tuy vẫn còn bán tín bán nghi, nhưng vẫn thu thanh trủy thủ gác trên cổ hắn lại. Trần Uyển xoa xoa mi tâm đau nhức, nhấc tay vung lên, tức thì trước người hiện ra một đoàn hỏa quang. Hỏa quang ngưng tụ thành hỏa cầu nằm lơ lửng giữa không trung, chiếu sáng bốn phía, Viên Minh lúc này mới nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh phát hiện bọn họ lúc này đang ở trong một động đá vôi to lớn dưới mặt đất bốn phía xung quanh vừa lạnh lẽo lại ẩm ướt ở trên đỉnh đầu còn có những cây thạch nhũ mọc rủ xuống từ thạch nhũ liên tục có nước động tí tách rơi ở phía đối diện hắn trần uyển trong bộ váy đỏ tóc tai có phần lộn xộn mặt dính nhiều vết bẩn quần áo cũng không chỉnh tề trông có chút nhách nhác lại có mấy phần tội nghiệp đáng thương khiến người nhìn sinh lòng cảm mến hắn chỉ liếc nhìn rồi vội vàng rời mắt đi trần uyển vô thức nắm chặt quần áo trên người lại có điều áo ngoài đã bị khôn đồ xé rách nên nàng có làm thế nào cũng không đưa nó về hình dáng ban đầu được nàng đưa mắt nhìn lên người viên minh ở phía đối diện chàng mày không khỏi nhíu lại chỉ thấy khắp nơi trên người hắn là những vết chảy sức thâm tím tuy máu không còn chảy mà đã đông lại kết thành vảy nhưng khi nhìn vào vẫn cảm thấy có chút giật mình người bị thương trần uyển nói viên minh nghe thế mới đưa mắt nhìn quanh thân mình thấy quần áo chỗ cánh tay và đùi đều đã bị mày rách xong lại khẽ nghiêng đầu qua nhìn về phía bà vai nhưng vừa khẽ động cảm giác đau đớn dữ dội lập tức xộc lên đầu khiến hắn đau đến nhe răng trợn mắt không chỉ thế sau lưng còn truyền tới cảm giác bỏng rát tựa hồ bị thương nghiêm trọng hơn so với những chỗ khác trên người ngươi xoay người qua đây ta xem một chút trần uyển thấy thế liền đề nghị viên minh do dự một chút cuối cũng vẫn chịu đau xoay người qua chỉ tích tắc sau khi nhìn thấy lưng viên minh trần uyển lập tức trợn tròn hai mắt không khỏi đưa tay che miệng chỉ thấy nơi đó đen xì một mảng, gần như toàn bộ da lưng đều bị cháy đen, chỗ hai bả vai lộ cả xương trắng hiếu ra ngoài, hiển nhiên là bị thương rất nghiêm trọng. Hắn làm sao chịu được vết thương nặng như vậy? Trần Uyển không nhịn được thầm thắc mắc. Lại xem xét trên người mình, ngoại trừ quần áo hơi sộc sạch, tay chân bị chảy chút ra thì không còn vết thương nào khác, nàng không khỏi nghĩ, hắn vì bảo vệ ta mới bị thương nặng như vậy. Viên Minh tất nhiên không biết nàng đang nghĩ gì, trong lòng nghi hoặc hỏi thăm, ổn không? Sau lưng người bị bỏng rất nặng, bằng khí huyết tự thân rất khó khôi phục nhanh chóng ngươi đừng nhúc nhích ta bôi thuốc cho ngươi trần uyển giật mình hoàn hồn thoáng dừng một chút rồi nói không cần ta viên minh theo bản năng muốn cự tuyệt nhưng khi vừa định quay người lại hắn liền nghe người sau lưng nghiêm khắc nói không được nhúc nhích viên minh không khỏi ngẩn ra thực sự dừng động tác lại ngay sau đó hắn liền nghe được tiếng nhổ nút nắp bình tiếp đấy trên lưng lại bất thình lình truyền ra một trận đau nhất kịch liệt khiến hắn không nhịn được gầm nhẹ một tiếng a Viên Minh cưỡng ép đè tiếng gầm của mình xuống, cảm giác bỏng rát sau lưng kia chỉ duy trì thêm 3, 4 nhịp thở rồi rất nhanh biến thành một cảm giác lạnh băng kỳ dị, tiếp đó bắt có chút ngứa ngáy. Hắn có thể cảm giác được cô gái sau lưng thao tác rất tỉ mỉ, rắc thuốc bột lên từng vết thương một. Lúc này, hòa cầu trong không khí bỗng tắt phụt, động tác của Trần Uyển theo đó cũng ngừng lại. Dược lực của Ngọc Bình tán rất nhanh, tối đa nửa ngày là mọi vết thương trên người ngươi đều có thể đóng vảy, còn muốn khôi phục như trước phải mất thêm ba ngày. Tiếng Trần Uyển từ trong bóng tối truyền tới. "Đa tạ." Viên Minh lên tiếng cảm ơn. Hắn hơi hoạt động một chút, phát hiện cảm giác đau đớn sau lưng đã giảm đi rất nhiều, liền lấy tấm da vượn trắng buộc ở bên hông ra, choàng lên trên người. Trong bóng tối, hai người ai cũng không nói gì thêm, không gian nhất thời trở nên tĩnh lặng. Sau một lát, Viên Minh phá vỡ im lặng, mở miệng đề nghị, "Nơi này không nên ở lâu, chúng ta phải nghĩ cách ra ngoài." Lời hắn vừa dứt, một quả cầu lửa lại nữa sáng lên, phừng phừng bốc cháy sông thẳng lên trên không trung đập thẳng vào mái động quật dưới lòng đất bắn tóe ra một chùm hoa lửa trước khi ngươi tỉnh lại ta đã kiểm tra qua chúng ta là từ trên một thụ động rơi xuống có điều chỗ bẻ góc của thụ động đã sụp đổ muốn theo đường cũ quay về là chuyện không thể nào viên minh ngửa đầu liếc nhìn đoạn gắng gượng đứng người lên hơi lảo đảo một chút nói vậy thì tìm đường khác dứt lời hắn bắt đầu quan sát hai bên trái phải nơi này là một hàm động do nước ngầm sói mòn tạo ra vào mùa nước nổi hẳn sẽ bị nước sông nhấn chìm ta đã xem qua hai bên đều không có lối ra trần uyển thở dài nói viên minh nghe vậy liền đi tới phía trước mấy chục bước quả nhiên thấy một dòng sông ngầm chảy ngang qua trước mặt thế nước nhẹ nhàng nhìn không rõ nông sâu hắn duỗi tay sửa xuống lập tức cảm giác lạnh giá thấu xương lúc này trần uyển cũng đi tới bên cạnh có điều sau khi thoáng nhìn lại đột nhiên cao mày nói lúc trước ta tới kiểm tra nước sông dâng lên thì ngấn nước còn chưa tới mức này sao mới qua chưa bao lâu đã dâng lên nhiều như vậy. Hiện tại tuy không phải mùa nước nổi, nhưng có thể trận mưa chút xuống hôm qua không nhỏ, mực nước của dòng nước ngầm cũng sẽ dâng lên, cái này cũng không kỳ quái gì, chỉ là không biết sẽ dâng lên bao nhiêu. Viên Minh trầm ngâm nói. Nói đoạn, hắn bước tới trước vách đá phía bên cạnh, quan sát trên dưới một hồi, bất giác co mày. Sao thế? Trần Uyển phát hiện biến hóa trên mặt hắn, liền hỏi. Ngươi xem, trên vách đá có vết tích ngấn nước rất rõ, phía trên tương đối khô giáo, mọc rêu xanh phía dưới thì ẩm ướt chân trượt hơn rất nhiều từ đó có thể thấy chỗ này gần đây hẳn là thường xuyên bị nước nhấn chìm viên minh phân tích trần uyển quan sát ngấn nước cao hơn một trượng kia mặt mày không khỏi hơi biến sắc thế nước còn tiếp tục dâng lên sớm muộn gì cùng nhấn chìm chỗ này chúng ta không thể ngồi chờ chết phải nghĩ cách thoát ra viên minh tiếp tục nói làm sao thoát nơi này cơ bản không có đường ra trần uyển uể oải đáp trên đất không có thì có thể đi dưới nước sông ngầm dưới đất này nhất định có lối ra. Viên Minh nhìn về phía Trần Uyển rồi đáp. Trần Uyển lộ vẻ xấu hổ, ngập ngừng nói, ta, ta không biết bơi. Cái này, ta trước xuống nước tìm đường, người ở đây chờ một lát. Dứt lời, hắn gỡ trường kiếm bên hông xuống, tháo tấm da vượn trắng trên người ra, lấy từ, trong ngực áo rách dưới da một tấm da thú đen xì bên trên nổi đầy u cục, phủ nó lên trên người. Hắn đi đến bờ sông, thôi động pháp lực, thi triển phi mau thuật ngay sau đó tấm da thú màu đen kia tựa như vật sống đắp trên người hắn rất nhanh bao trùm khắp cả người hoàn thành biến thân chỉ thấy cả người hắn đều bị da thú màu đen bao phủ trên lưng mọc đầy những u cục căng phồng trông có vẻ cực kỳ rắn chắc giữa các ngón tay sinh màng ngón chân cũng tương tự vậy đồng thời con mắt vừa kéo cao vừa lồi ra không ít bộ dáng kia trông giống y như một con cóc hình người trần uyển bị bộ dáng do hắn đột nhiên biến hóa da này làm cho giật nảy mình Nhịn không được lui về phía sau một bước, kéo giãn khoảng cách với hắn thêm một chút. Viên Minh vận động cơ thể một chút, xong đột nhiên há miệng khẽ hút, chỉ cảm thấy trong lồng ngực lờ mờ có một luồng khí lưu tuôn trào, tức thì cả ổ bụng tựa hồ trở nên lớn hơn rất nhiều. Tiếp đấy, hắn đột nhiên đạp mạnh hai chân lên mặt đất, tung người nhảy lên rồi lao thẳng vào nước sông. Một cảm giác lạnh buốt thấu xương đánh tới khiến Viên Minh, ở dưới nước cũng không nhịn được dùng mình một cái, xong lập tức đạp mạnh hai chân Dùng thế bơi ếch trầm người xuống, thuận theo dòng nước lạn tới phía trước. Mặt sông bắn tóe một đoàn bọt nước rồi rất nhanh khôi phục lại yên tĩnh, trong lúc đó bóng dáng Viên Minh đã biến mất không thấy đâu nữa. Trần Uyển đứng bên bờ, lặng yên chờ đợi. Nhưng qua khoảng thời gian rất lâu, dưới nước vẫn không thấy có động tĩnh gì, Viên Minh trước sau không có quay lại. Đúng lúc này, từ lòng đất trong động quật bỗng nhiên truyền đến một hồi những tiếng vang ầm ầm, như sấm rền khiến tim Trần Uyển bất giác đập thình thịch. Hòa cầu thuật tắt đi, nàng liền lập tức vung ra thêm lần nữa, chiếu sáng không gian xung quanh. Lúc này, bên chân nàng bỗng nhiên thấy mát lạnh, cúi đầu nhìn xuống liền phát hiện mực nước sông ngầm không ngờ lại một lần nữa dâng lên, tốc độ có vẻ còn nhanh hơn trước. Trần Uyển vội vàng lui lại, trong lòng không khỏi có chút lo lắng xen lẫn sốt ruột. Nhưng nàng càng lo lắng, tiếng ầm ầm trong động càng vang lên nhanh hơn, sông ngầm cũng theo đó biến thành chảy xiết. Nhìn dòng sông sóng nước cuồn cuộn, tốc độ chảy rõ ràng nhanh hơn trước nhiều. Trần Uyển thầm biết không ổn, biết đó là dấu hiệu lũ quét cuốn tới, chỉ sợ mực nước chẳng mấy chốc sẽ cấp tốc dâng lên, nhấn chìm toàn bộ động quật. Nhưng viên mình trước sau vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau thời gian khoảng một chén trà, Trần Uyển bị mực nước dâng lên nhanh chóng, ép cho buộc phải lùi lại liên tục, ôm tấm da vượn trắng và thành trường kiếm bằng đồng trong ngực, dán sát cả người vào vách động. Nước sông lúc này đã phủ kín toàn bộ động quật, mực nước cũng đã dâng tới éo chân uyển. Nội tâm nàng từ lo lắng, giờ đã chuyển thành tuyệt vọng, không thể không toát lên suy nghĩ tự trách, ta làm sao lại ngốc như vậy, hắn sẽ không quay về. Tên kia dù sao cũng chỉ là một phi mau thú nô, dù không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, thực sự tìm được đường sống, cũng không có khả năng lại mạo hiểm quay lại cứu nàng, dù sao hai người không thân chẳng quen, chỉ là béo nước gặp nhau. Buồn cười nhất là khi thấy hắn để lại gia thú và trường kiếm trước lúc rời đi nàng còn cảm thấy an tâm một cách khó tả. Ngay khi Trần Uyển hối hận, bọt nước trượt bắn tóe trước người nàng, tiếp đó một bóng người đen xì thình lình xông ra, đồng thời thở hồng hộc một hồi. Nàng suýt chút nữa không nhịn được, lập tức muốn đánh một cú hỏa cầu thuật về người kia. Đợi khi thấy rõ kẻ đến chính là một chú góc hình người vô cùng xấu xí, nàng đột nhiên hơi kích động, đôi mắt ngân ngấn nước. Viên Minh vừa gấp gáp quay trở về, đối với sự biến hóa của nơi này cũng cảm thấy kinh ngạc mở miệng ồm ồm nói nhìn tình hình là lũ quét cuốn tới thiếu chút là tìm không được vị trí của người sao rồi tìm được lối ra chưa trần uyển vội vàng hỏi sông ngầm dưới lòng đất này dài hơn tưởng tượng của ta nhiều ta bơi hồi lâu mà vẫn chưa tìm được lối ra viên minh lắc đầu hồn hển nói sắc mặt trần uyển lập tức cứng đờ tâm như cho tàn có điều ở phía trước ta tìm được một khoang động không gian lớn hơn chỗ này không ít tạm thời sẽ không bị rình ngập chúng ta trước có thể qua bên đó nghỉ tạm sau khi lấy hơi rồi lại tiếp tục đi xuôi xuống hạ du tìm lối ra viên minh hít sâu một hơi đổi đề tài nói thêm chỉ đành thử một lần trần uyển nghe viên minh hổn hển đề xuất phương án nhất thời cũng không đưa ra được chủ ý gì khác liền đồng ý nhìn mực nước dần dâng tới ngực nàng không muốn ở đây thêm khắc nào nữa ngươi có thể nhịn thở tối đa được bao lâu viên minh hỏi ta chưa từng tu luyện thủy pháp tối đa chỉ có thể duy trì được nửa khắc đồng hồ trần uyển suy nghĩ một chút đáp Giờ phút này, nàng đang vô cùng hối hận, không nên vì bản thân là đệ tử Hỏa Luyện Đường mà kỳ thị thủy pháp, cũng may đệ tử Hỏa Luyện Đường vì muốn rèn luyện khí phôi thời gian dài, nên cũng có yêu cầu với khí tức, nên khí tức của nàng không tính là yếu. Nửa khắc đồng hồ, cũng coi như vừa đủ, chút nữa ngươi nằm trên lưng ta, ta mang ngươi lặn đi." Viên Minh cân nhắc một chút rồi nói. Trần Uyển nghe thế, liếc mắt nhìn u cục nổi khắp sau lưng Viên Minh, lộ vẻ do dự. "Lấy tốc độ của ngươi, nếu không có ta cõng theo, thì nửa khắc đồng hồ tuyệt đối không thể lặn qua được bên kia. Viên Minh nhìn nàng, lạnh nhạt nói. Trần Uyển hít sâu một hơi, khẽ gật đầu. Nàng, một tay ôm ra thú và trường kiếm, một tay nén cảm giác khó chịu, quàng lên vai Viên Minh. Hít sâu một hơi. Viên Minh dặn. Trần Uyển lập tức làm theo. Chớp mắt tiếp theo, Viên Minh đột nhiên trầm người xuống, cõng Trần Uyển chìm vào trong nước. Tiếp đó, hắn hướng hai chân qua hai bên, đạp mạnh một cái rồi kẹp lại cùng một chỗ, thả người thuận theo dòng nước vọt tới trước nhoáng cái đã lặn ra xa được bảy tám trượng khi tới rìa động quật nước sông bị thắt cổ chai tràn vào trong một địa động viên minh không ngưng lại chút nào cõng trần uyển chui vào đó ra sức bơi ép xuôi về phía hạ du không gian bên trong địa động tối om om trần uyển nhắm nghiền hai mắt bên tai chỉ có tiếng nước chảy nặng nề tim nàng không khỏi đập thình thịch cánh tay vô thức bám chặt vào vai viên minh hơn mấy phần thân thể cũng bất giác dán chặt vào lưng viên minh viên minh cảm nhận được sự căng thẳng của trần uyển ở sau lưng chỉ có thể dùng cả tay lẫn chân nhanh chóng bơi về phía hạ du sau thời gian uống cạn một chén trà trần uyển dần dần thích ứng với cảm giác lạnh lẽo dưới nước nhịn không được mở hai mắt ra nhưng dưới làn nước tối đen như mực nàng không thấy được bất cứ thứ gì chỉ có thể lờ mờ cảm nhận được vách đá bao quanh trên dưới trái phải khiến người ta sinh ra cảm giác sợ hãi khi bị giam cầm trong không gian đóng kín nhìn chốc lát nàng liền lần nữa nhắm hai mắt lại như vậy trái lại còn dễ chịu hơn một chút nhưng đúng lúc này nàng bỗng cảm giác có thứ gì đó chạm vào gót chân có điều nàng cơ bản chưa từng cử động lung tung cũng không làm ra động tác dẫm đạp gì như thế căn bản không có khả năng đụng phải thứ gì ngoài nước ra nói như vậy cũng chỉ có thể là có thứ gì đó đuổi theo rồi đụng phải nàng trong sông ngầm dưới đất này có cá trần uyển nghi hoặc thầm nghĩ còn không đợi nàng kịp định thần cảm giác đụng chạm kia lại lần nữa đánh tới đồng thời cường độ mạnh hơn trước rất nhiều. Phát giác có điều bất thường, Trần Uyển lập tức mở hai mắt ra, quay đầu nhìn lại phía sau. Một lần quay đầu nhìn này lại dọa nàng giật nảy mình, thiếu chút nữa không nhịn được la lên, bàn tay bám lấy viên minh cũng dùng sức bấu chặt một cái. Chỉ thấy trong nước sông tăm tối phía sau lưng, thình thình xuất hiện một bóng đen to lớn, trông sao cũng không giống cá. Trần Uyển kìm nén nỗi sợ hãi, cánh tay nắm ra thú và trường kiếm bằng đồng ra sức vỗ lên lưng viên minh viên minh lập tức ý thức được đã xảy ra chuyện xoay cổ quay đầu lại định xem có vấn đề gì xảy ra kết quả lại lập tức nghe một hồi tiếng khóc oa oa từ sau lưng truyền tới thanh âm có vẻ non nớt kia theo dòng nước truyền vào tay hắn vô cùng rõ ràng nếu không phải người hắn được phủ ra cốc giờ phút này nhất định sẽ bị dọa cho lông tóc dựng đứng lưng nổi ra gà đúng lúc này trần uyển đem tấm da vượn và trường kiếm bằng đồng ép dưới người vận chuyển pháp lực trong người nhấc tay vung về phía sau lưng lòng bàn tay nàng tỏa ánh sáng đỏ mờ mờ chiếu sáng một khoảng nước sông nhỏ sau lưng trong ánh sáng u ám nàng thấy một mặt màu trắng thật lớn như bị người ta đè bẹp nó có miệng lớn chiếm đến một phần ba diện tích khuôn mặt hai con ngươi màu đen như hai hạt đậu chiếm diện tích cực nhỏ mọc ở hai bên má nàng sợ tới mức hét lên một tiếng a à, một ngụm nước sặc vào cổ họng khiến khí tức nguyên bản trong nháy mắt liền bị gián đoạn gương mặt trắng toát kia hình như cũng bị kinh hãi tiếng khóc oa oa trở nên càng gấp hơn đồng thời trên gương mặt đột nhiên nổi lên những vệt vằn màu đỏ đen tiếp đó nó mở cái miệng rộng như chậu máu ra cắn về phía hai người viên minh viên minh vừa quay đầu lại cũng nhìn rõ diện mạo thứ kia trong lòng thầm kêu kỳ dông chúa hắn lập tức đạp mạnh hai chân ra sức bơi về phía trước tốc độ theo đó đột nhiên tăng lên kéo giãn khoảng cách với thứ quỷ kia thế nhưng ngay tiếp đó tiếng oa oa sau lưng thình lình vang lên lớn hơn hẳn hung thú nghi là kỳ rông chúa kia lại không muốn buông tha bọn hắn trái lại còn dồn sức đuổi theo. Trần Uyển trong cơn kinh hãi, tâm thần rối loạn, bấu chặt năm ngón tay vào lưng Viên Minh, móng tay còn cắm sâu vào trong da lưng hắn, miệng cũng bị sắc mấy ngụm nước sông lạnh buốt. Đúng lúc này, mắt cá chân nàng đột nhiên chuyển lên cảm giác bỏng rát, khi quay đầu nhìn lại mới phát hiện trong cái miệng con quái vật rất giống hình người kia, không ngờ lại có thể phun ra dịch nhầy màu đỏ thẫm như dung nham. Chất nhầy dính vào chỗ mắt cá chân nàng kia, lập tức ăn mòn y phục của nàng thủng một lỗ lớn ngay cả da chân nàng cũng bị dính bỏng. Có điều, chính cảm giác đau đớn dữ dội này lại kích phát đấu trí của Trần Uyển, làm cho nàng tỉnh ngộ lại từ trong kinh hoàng, đưa tay sờ vào trong áo, lôi ra một quả xích hỏa lôi. Nhưng khi đang định ném nó ra, nàng lại nghĩ tới một màn xảy ra khi bị con hỏa mãng truy đuổi khi trước, nếu ném xích hỏa lôi ở đây, chưa nói tới chuyện có thể nổ chết hung thú kia hay không, chỉ e sóng nước xung kích thôi cũng có thể đánh ngất hai người bọn họ. Nếu động quật lại lần nữa sụp đổ, vậy khỏi phải nghĩ chuyện bọn họ có toàn thây hay không cứ thế chôn chung ở đây luôn đi trần uyển thầm buồn bực không thôi nhưng ở dưới nước này hòa pháp tinh tu của nàng bị hạn chế rất nhiều đến ngay cả hòa cầu thuật cũng không thể thi triển ngay lúc nàng đang do dự chợt thấy viên minh dưới thân hơi giảm tốc độ một chút đồng thời đặt một tay trên vách đá hắn đây là muốn làm gì chớp mắt sau đó trên vách đá hai bên trái phải sau lưng bọn họ đột nhiên đồng thời tỏa ánh sáng màu xanh Tiếp đó hai cây gai gỗ bén nhọn dài chừng hai thước đột ngột từ đó đâm ra. Một thứ thuật. Trần Uyển kinh ngạc, không ngờ tên phi mau thú nô này còn biết cả thuật pháp. Kỳ dông chúa truy kích theo bị gai gỗ đâm chúng, vạch lên trên người nó một vết rách kéo dài, máu tươi theo đó chảy ra ngoài. Nó bị đau, bộc phát hung tính, há miệng thình lình phun ra một đám chất nhầy màu đỏ thẫm. Đám dịch nhầy mở rộng, trùm về phía người Trần Uyển. Nếu bị dịch nhầy chạm vào, chỉ e nửa tấm lưng nàng sẽ bị ăn mòn hỏng mất giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, bàn tay đang bám chặt lên vai viên minh của nàng đột nhiên bị túm chắc, ngay tiếp đó lại bị kéo phát một cái về trước, tức thì nàng theo bờ vai hắn văng ra ngoài. Đám dịch nhầy màu đỏ thẫm kia lập tức rơi lên trên lưng viên minh, kéo theo một chàng những tiếng xèo xèo. Viên minh cố nén cảm giác đau rát kịch liệt, xông lên trước, bơi tới chỗ cạnh người trần uyển. Một tay rút thanh trường kiếm bằng đồng trong tay nàng ra, tay kia đẩy bờ mông cong, căng tròn của nàng lên, đưa nàng ra xa. Ngay tiếp đó, Viên Minh đột nhiên quay lại, quán chú pháp lực vào trong tay cầm thanh ngư, kiếm rồi vung kiếm chém về phía con kỳ rông chúa đang đuổi tới. Phành! Chỉ thấy thanh ngư kiếm bừng lên ánh sáng xanh, dùng lực lượng cường đại trực tiếp rẽ đôi dòng nước, bổ lên mặt con kỳ rông chúa ở phía đối diện. Kỳ rông chúa chu lên thảm thiết, đồng thời mặt nó bị chém rách một đường chảy máu, tức thì trong mồm nó lại thấy dâng lên một đám dịch độc, bắn nhanh về phía viên minh. Viên minh quay người thoát đi, đồng thời từ trong những u cục màu đen trên lưng cũng phun ra một đám dịch độc, từng đốm dịch độc sau khi tan vào trong nước liền nối thành một mảng dũng mãnh lao ngược về phía kỳ dông chúa hai loại dịch độc trộn lẫn vào nhau thoáng ăn mòn lẫn nhau đồng thời giảm thế truy kích của dịch độc từ con kỳ dông viên minh tranh thủ thời cơ ra sức bơi về phía trước vừa đuổi kịp trần uyển liền đưa một tay ôm nàng vào lòng ra sức đạp nhanh mạnh hai chân kéo nàng điên cuồng bơi tới trước sau lưng kỳ dông chúa lao vào khu vực chứa hỗn hợp dịch độc tức thì nước sông nơi đó liền sôi trào lên Độc tố hình thành sau khi hai loại độc dịch pha trộn vào nhau, không ngờ cả nó cũng không cách nào chống lại được. Kỳ rông chúa lập tức rú thảm liên hồi, không còn sức để truy đuổi hai người nữa. Trải qua lần này, không nói thể lực hai người Viên Minh bị tiêu hao không ít, khí tức cũng bị xáo trộn, việc lúc này có thể kiên trì tới chỗ khoang động kia bỗng chốc không thể đoán định được nữa. Viên Minh hiện tại không dành để nghĩ nhiều, chỉ có thể ra sức bơi lặn, tranh thủ trước khi Trần Uyển hết dưỡng khí, kịp tới được chỗ lấy hơi tiếp theo. Trần Uyển cũng huy động cánh tay quạt nước, hỗ trợ nhanh chóng tiến lên. Nàng lần này mạo hiểm tham gia thí luyện chính là để có thể tiến thêm một bước, trở thành đệ tử nội môn nên tất nhiên không muốn cứ thế chết ở nơi này. Thời gian từng chút, từng chút trôi đi, chút dưỡng khí còn lại trong phổi nàng cũng sắp cạn hết, cảm giác tức ngực ban đầu bắt đầu trở thành đau đớn như sắp nổ tung. Đã tới giới hạn của bản thân, nàng không chịu nổi nữa. Ngay vào lúc thân thể bắt đầu có giật mất kiểm soát, nàng lại phát hiện Viên Minh đang đưa nàng nhanh chóng nổi lên nhoáng cái đã xông ra khỏi mặt nước phù trần uyển vừa nổi lên khỏi mặt nước tức thì phun hết chọc khí trong ngực ra sau đó liền cảm thấy một cơn đau như kim châm trong phổi khiến nàng không thể không nhẹ nhàng thở ra nhưng ngay sau đó nàng liền gấp gáp mà tham lam há miệng hít sâu một hơi đợi sau khi đã khôi phục lại một chút nàng mới đưa mắt quan sát bốn phía xung quanh lại thấy mình vẫn ở trong động quật như cũ nhìn chỗ cách đỉnh đầu không xa chỉ thấy một mảng mái vòm tối đen như mực Khoang động mà ngươi nói còn cách bao xa nữa?" Trần Uyển hít sâu một hơi, hỏi. Viên Minh ánh mắt ngưng trọng, đáp, "Chúng ta đã đến rồi." "Đã đến rồi?" Nghe lời này, Trần Uyển như bị sét đánh, nước sông ngầm dưới lòng đất dâng lên quá dữ dội, bên này chắc chắn cũng sẽ bị nhấn chìm hết. Viên Minh thở dài đáp, trong bóng tối, ánh mắt của hắn rơi lên trên người Trần Uyển, thấy quần áo dán sát vào thân thể tuyệt mỹ của nàng, những sợi tóc ướt nhẹp nước sông dính trên gò má như tuyết trắng trông có phần chật vật nhưng không làm giảm đi sự xinh đẹp trái lại còn khiến người ta sinh lòng thương cảm có điều giờ phút này viên minh lại không để ý tới chuyện thương cảm gì trong lòng hắn nghĩ chính là chuyện liên quan tới sống chết của bản thân có nên vứt bỏ nàng lại hay không dù sao nếu chỉ có mình hắn dĩ nhiên có thể di chuyển nhanh hơn nhiều hơi thở cũng có thể duy trì lâu hơn có lẽ có thể gắng gượng được tới lúc tìm được lối ra sông ngầm đúng lúc này trần uyển đột nhiên giơ bàn tay lên cao một quả cầu lửa thình lình sáng lên trong lòng bàn tay nàng, lao thẳng đến vòng động. Viên Minh vừa định hỏi, chợt thấy quả cầu lửa kia càng lúc càng lên cao, một đường chui vào bên trong mái vòm. Chớp mắt tiếp theo, ánh mắt hắn lóe lên, trên mặt không khỏi lộ vẻ vừa sợ hãi xen lẫn vui mừng. Bên trong mái còn có một hang thẳng đứng. Trần Uyển kêu lên, giọng điệu tràn ngập sự kinh hỉ. Lúc này, quả cầu lửa sau khi bay lên cao được bảy, tám trượng lại như đụng phải thứ gì đó, bốc cháy dữ dội một hồi rồi nhanh chóng tắt vụt đi sẽ không phải là đường cụt chứ hai người viên minh thấy thế nội tâm cùng trùng xuống ta đi lên xem một chút viên minh nói dứt lời hai cái chân cóc của hắn thình lình ra sức kẹp chặt lại tức thì một dòng nước từ giữa hai chân bị ép ra phản lực lập tức đẩy thân thể hắn lao ra khỏi nước vò tới mái vòm phía trên lúc vừa xông vào cái hang dựng đứng hai tay viên minh khẽ chống qua hai bên trái phải cơ thể theo đó vững vàng kẹt lại trên vách hang sau đó hắn dùng cả tay lẫn chân bám đạp leo lên, rất nhanh đã tới được phần cuối hang, nơi đó còn lưu lại hơi nóng của hỏa cầu thuật. Sao rồi? Trần Uyển ở dưới sốt ruột vội hỏi. Trong bóng tối trầm mặc hồi lâu, mới có tiếng viên minh hơi ồm ồm truyền tới, có một hang treo nối liền vào, không biến thông tới nơi nào. Trước kéo ta lên đã, nước dâng lên nhanh quá, thế nước cũng càng lúc càng nhanh. Trần Uyển vội vàng nói. Lúc này mực nước xung quanh đã dâng cao thêm rất nhiều, khoảng cách từ nàng tới mái vòm chỉ còn chưa tới ba thước. Chờ giây lát, một cánh tay từ hang dựng đứng phía trên thỏ ra, kéo nàng vào trong hang. Viên minh cẩn thận bò ở phía trước, tới cuối hang, hắn ngoặt vào trong một hang dốc khác rồi tiếp tục tiến lên. Trần Uyển thì im lặng theo sau hắn, trong lòng cảm khái muôn phần. Nàng thế nào cũng không thể nghĩ tới, mình lại cùng một phi mau, thú nô chưa quen biết được bao lâu trải qua một hành trình như thế này. Cũng không biết phủ phục bò bao lâu trong cái hang chật trội, tăm tối này, viên minh ở đằng trước bỗng dừng lại. Làm sao thế? Trần Uyển trong lòng căng thẳng, vội hỏi nàng sợ đáp án mà mình nhận được là một ngõ cụt phía trước hình như có âm thanh viên minh nhỏ giọng đáp có âm thanh thế không phải là sắp thoát ra ngoài sao trần uyển trong lòng lập tức vui mừng nhưng rất nhanh nàng phát hiện thân thể viên minh ở phía trước hơi căng cứng lập tức ý thức được có điểm bất thường không phải là lại đụng chúng thứ gì nguy hiểm chứ sao sao rồi trần uyển cũng không hỏi nhỏ giọng lại hỏi cảm giác âm thanh kia không giống như con người phát ra có chút bất thường, ta đi tới trước nhìn một chút, ngươi đừng vội theo tới. Viên Minh nói, đoạn tháo lớp da cóc ra, lần nữa khoác tấm da vượn trắng lên. Hắn không thi triển phi mau thuật, chỉ nằm dạp người xuống, rồi tiếp tục bò tới phía trước. Qua một hồi lâu, trong khoảng tối trước mắt xuất hiện một điểm sáng mờ rốt cuộc đã tới cửa hang. Viên Minh bò tới chỗ cửa hang nhưng không vội đi ra ngoài. Hắn sau khi cẩn thận xem xét một hồi, phát hiện cửa hang này rõ ràng nằm trên vách một của một động quật khác, phía trước vừa vặn có một cây thạch nhũ rủ xuống che kín cửa hang khiến vị trí hiện tại của hắn trở nên vô cùng kín đáo viên mình lặng lẽ ló đầu ra ngoài vòng qua thạch nhũ treo ngược phía trước nhìn về phía xa vừa nhìn tới cặp mắt của hắn lập tức trợn trừng chỉ thấy trong một góc của động quật một tia sáng từ lỗ thủng phía trên chiếu xuống soi tỏ một khoảng không gian bên trong trên khu vực kia lúc này đang có một đám quái vật giống người mà không phải người đứng đó đám này toàn thân mọc đầy lông trắng hai tay khô gầy mọc ra móng vuốt sắc nhọn màu đen. Nhân tiêu. Hai chữ này gần như chỉ trong nháy mắt liền hiện lên trong đầu hắn. Hắn im lặng đếm kỹ, phát hiện số lượng phía dưới có tới 17 con. Chỉ là, chuyện khiến hắn không hiểu chính là, những nhân tiêu kia lúc này lại đang cùng tụ lại một chỗ, mỗi con đứng thả xuôi tay, khẽ lắc lư thân mình, tựa như một đám mãng hắn uống say, trông bộ dáng vô cùng quái dị. Hắn biết rất ít về thứ này nên tất nhiên không dám hành động bừa bãi, chỉ đành lui lại, gọi Trần Uyển tới. Hai người chen trúc ở chỗ cửa hang, đưa mắt nhìn xung quanh. Thời điểm thấy cảnh này, trên mặt Trần Uyển cũng lộ rõ vẻ chấn kinh, sau đó là hoang mang không hiểu. Không thể nào, chuyện này không thể nào. Nàng nhỏ giọng thì thầm. Cái gì không thể nào? Viên Minh lập tức hỏi. Nhìn từ vẻ ngoài, đám gia hỏa này nhất định là nhân tiêu không sai, có điều, có điều nhân tiêu đều không có linh trí, không có cảm giác đau, là quái vật chỉ biết giết chóc cắn nuốt dù là với đồng loại cũng không ngoại lệ bọn chúng cơ bản không có khả năng lại bình an vô sự tụ tập cùng một chỗ như vậy trần uyển thế nào cũng nghĩ không ra bọn chúng cùng tụ tập ở đây chúng ta làm sao để ra ngoài viên minh lại chỉ lo lắng vấn đề này đúng lúc này thần sắc trần uyển lại lần nữa biến đổi giống như nhìn thấy chuyện gì đó đáng sợ miệng cũng bất giác hơi há ra làm sao thế viên minh cau mày hỏi có thể khiến đám nhân tiêu kia tụ tập lại mà không xảy ra chém giết nguyên nhân chỉ có một trần uyển run run nói viên minh nghe thế ánh mắt ngưng lại đồng thời cũng đã suy đoán ra được đáp án bọn chúng bị thứ gì đó khống chế là vương bên trong đám nhân tiêu quần tu sinh ra vương chỉ có nhân tiêu vương mới có thể khống chế những quái vật này trần uyển đáp nhân tiêu vương viên minh trầm ngâm tự nói không được không được ta phải trở về tông môn báo cáo trần uyển lộ rõ vẻ lo lắng nói dứt lời nàng lập tức muốn lao ra khỏi cửa hang viên minh vội vàng đè nàng lại nhỏ giọng trách mắng, ngươi muốn tìm chết ta không ngăn, nhưng đừng liên lụy tới ta. Tình hình bây giờ mà lao ra, muốn làm cho đám quái vật kia. Ngươi không hiểu, nếu như bên trong đám nhân tiêu sinh ra vương, vậy lần thí luyện này cũng sẽ xảy ra chuyện, xử lý không tốt sẽ chết rất nhiều người. Trần Uyển mặt mũi tái nhợt, cự cãi, ngươi nói rõ chút đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Viên Minh bắt lấy bờ vai nàng, trách mắng, vị đệ tử ký danh Bích La động trước mắt này hiển nhiên là rất ít đối mặt với nguy hiểm loại hành vi bối rối lúc này hiển nhiên cho thấy sự thiếu kinh nghiệm của nàng không khỏi khiến viên minh sinh lòng coi thường lần thí luyện này vốn là một lần khảo hạch nhập môn của đệ tử ký danh bọn ta nội dung chính là điều tra và săn giết nhân tiêu đệ tử biểu hiện tốt nói không chừng sẽ được trưởng lão các đường chọn là đệ tử nội môn trần uyển bị viên minh chộp vai một cái mới định thần lại giải thích ngươi nói nếu có nhân tiêu vương thì sẽ xảy ra chuyện là xảy ra chuyện gì viên minh truy hỏi nhân tiêu vương trong người sinh ra hồn châu, từ đó có thể khống chế nhân tiêu tụ tập hành động, thực lực nó vượt xa nhân tiêu bình thường. Tất cả đệ tử ký danh tham gia thí luyện, tu vi cao nhất cũng chỉ là luyện khí tầng 6, 7, nếu như đụng phải nhân tiêu vương kéo theo một số lượng lớn nhân tiêu, phục kích sẽ chết chắc. Trần Uyển giải thích với giọng điệu gấp gáp, mơ hồ còn có chút run sợ khó đè nén. Viên Minh nghe thế cũng nhướng mày. Trách không được Trần Uyển lại kinh hoàng như vậy, nếu xử lý không tốt, thì đám đệ tử ký danh tham gia lần thí luyện này sẽ vì sự xuất hiện của nhân tiêu vương mà xảy ra thương vong quy mô lớn. Nếu như chỉ là từng nhân tiêu xuất hiện lẻ tẻ, thì tông môn cơ bản sẽ không để ý, chỉ cần nó không hoạt động vượt phạm vi thì tông môn cũng sẽ mặc kệ. Nếu có nhiều nhân tiêu hoạt động ngoài phạm vi, tông môn sẽ kịp thời can thiệp, tổ chức hoạt động như thí luyện này. Nhưng nếu nhân tiêu vương xuất hiện, mức độ nguy hại sẽ gia tăng gấp bội, vượt quá mức độ rủi ro vốn có của thí luyện. Nếu để mọi người biết quá muộn, hậu quá khó mà lường được, cách xử lý tốt nhất là để tông môn phái trưởng lão đến xử lý. Trần Uyển tiếp tục nói với tốc độ cực nhanh. Viên Minh đang muốn tiếp lời, đột nhiên nghe được một hồi những tiếng phần phật kỳ dị. Hắn vội vàng đưa tay ấn nhẹ, ra dấu bảo Trần Uyển im lặng, đồng thời lặng lẽ đưa mắt nhìn qua chỗ đám nhân tiêu kia, tức thì thấy một nhân tiêu lông trắng, vóc người cao lớn từ lỗ trời phía trên hang động nhảy xuống. Chỉ thấy hình thể nó không khác mấy so với những nhân tiêu khác, có điều lông tóc trên mặt nó ngắn, thưa hơn, còn có thể lờ mờ thấy được hình dạng ngũ quan, không lại giống người bình thường tới bảy phần. Điểm khác chính là, trên hai bên thái dương của nó cùng có một cục xương trắng nhô ra, dài chưa tới nửa tấc, trông tựa như hai cái sừng nhú lên vậy. Bộ dáng nó tuy xấu xí nhưng thân thể thẳng tắp, toát ra khí chất oai hùng bá đạo khó tả. Hơn nữa, trên tay nó còn mang theo một nam thanh niên mặc đoàn bào màu đỏ. Phần ngực áo của thanh niên kia theo họa tiết ngọn lửa, thoạt nhìn có vẻ cũng là người đi ra từ hỏa luyện đường giống như Trần Uyển. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vu sư Trần Uyển vừa thấy nam thanh niên bị nhân tiêu vương sách theo liền trợn tròn đôi mắt ngọc, chưa kịp kêu ra tiếng đã bị viên minh đưa một tay chặn lại. Thanh âm ngưng bặt, may mắn là nhân tiêu vương không phát hiện ra. Sau khi nó vững vàng đáp xuống đất, những nhân tiêu khác lại đồng loạt cúi đầu một cách cứng nhắc, biểu lộ vẻ thần phục. Còn vị vu sư huynh của hỏa luyện đường kia thì bị nhân tiêu vương dùng túm cổ, treo lơ lửng trước người nó. Vu sư huynh mặt mày co rúm lộ vẻ thống khổ, nhắm chặt hai mắt, Trông rõ ràng là không hôn mê nhưng ngay cả dũng khí mở mắt ra cũng không có, hơn nữa bắp thịt cả người căng cứng, thân thể không ngừng run rẩy, hiển nhiên là khiếp hãi tới cực điểm. Trần Uyển không chớp mắt nhìn chằm chằm vào vị đệ tử đồng môn kia, đầu óc rối như tơ vò, nhưng rốt cuộc cũng không có dũng khí mạo hiểm đi cứu người. Lúc này, chợt thấy Nhân Tiêu Vương đưa một một ngón tay điểm lên mi tâm vị sư huynh bất hạnh kia. Phập một tiếng, xương sọ y giống như làm từ đậu hũ, dễ dàng bị ngón tay đâm thủng, để lại một lỗ máu một tiếng rú thê lương thảm thiết vang lên thanh âm vang vọng động quật nhân tiêu vương nhìn y với ánh mắt nghiêm túc tiếp đó tóm vị sư huynh đang thống khổ dãy ruộng kia đưa tới bên miệng chỉ thấy nó há miệng để lộ hai hàm răng sắc nhọn kề sát vào mi tâm vu sư huynh vừa cắn vừa mút vào lỗ máu chỉ chớp mắt sau đó một quầng sáng mờ màu đỏ máu từ trong lỗ máu trên mi tâm y bay ra rồi bị nhân tiêu vương hút vào trong miệng tiếng kêu thảm thiết của vu sư huynh theo đó ngưng bặt thân hình khô quát từ từ trượt khỏi tay nhân tiêu vương rơi xuống đất. Ngay tiếp đó, nhân tiêu vương giang hai tay ra, hơi ngửa đầu lên, bộ dạng như vừa hưởng thụ một bữa thịt thịnh soạn, đắm chìm trong việc cảm thụ sự mỹ diệu. Cùng lúc đó, trên người nó thình lình tỏa hào quang màu lục, trong đó còn thấy lốm đa lốm đốm những điểm sáng nhỏ bay ra. Những nhân tiêu còn lại đắm mình trong ánh hào quang này, song cũng nhao nhao ngửa đầu lên, giống như đạt được một thăng hoa nào đó. Viên minh bị một màn trước mắt làm cho chấn kinh, sững sỡ mất một lúc lâu, còn Trần Uyển ở bên cạnh cũng trở nên trầm mặc dị thường, mặt ngọc tái nhợt. Những nhân tiêu khác không nói, nếu rơi vào tay nhân tiêu vương này, bọn hắn tuyệt đối không có cơ hội sống sót, chỉ có thể bị biến thành huyết thực của đối phương, kết cục tuyệt không có gì tốt hơn vị vu sư huynh kia. Ẩm ừ, đúng lúc này, một trận sóng khí bất ngờ từ lỗ hổng phía trên động quật thổi xuống, trong khí tức nóng rực còn kéo theo một mảng lớn bụi đất lẫn lá cây. Cả động quật dưới lòng đất theo đó chấn động dữ dội, tựa như có người công tới. Nhân Tiêu Vương ngửa đầu nhìn trời rồi đột nhiên phát ra tiếng gầm giận dữ, tung người nhảy lên, từ lỗ hổng vọt thẳng ra ngoài. Những nhân tiêu khác cũng lập tức bắt đầu hành động, trông như bầy ong đi theo ong chúa, từng con dùng tứ chi bám lấy vách động leo lên rồi nhao nhao xông ra ngoài. Có thể ra ngoài. Viên Minh thấy cảnh này, nội tâm lập tức vui mừng. Hắn quay đầu nhìn Trần Uyển, ra hiệu bảo nàng chuẩn bị sẵn sàng, chờ tới khi toàn bộ nhân tiêu đều rời đi, sẽ lập tức dẫn nàng thoát khỏi chỗ này. Có điều chờ mất một lúc lâu đám nhân tiêu lục tục nối đuôi nhau leo ra khỏi động quật, cuối cùng lại vẫn còn một con đờ đẫn đứng yên, ở một góc kín đáo không đi theo đám kia ra ngoài. Gia hỏa làm sao vậy, sao lại không động đậy? Viên minh thầm lo lắng. Trần Uyển cũng thấy căng thẳng, nếu chờ những nhân tiêu khác trở lại động quật, bọn họ sẽ không còn cơ hội thoát đi nữa. Nàng vỗ vỗ bả vai viên minh, đợi khi viên minh quay đầu lại, liền đưa tay làm động tác cắt cổ, ý rằng chỉ có mau chóng tiêu diệt con nhân tiêu này, bọn họ mới có thể bình yên rời đi. Viên Minh do dư một chút, sau cùng cũng gật đầu. Hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, khi đang định từ cửa hang đi xuống, chợt thấy nhân tiêu kia động đậy. Chỉ thấy nó lắc lư đầu qua hai bên, tựa như đang quan sát tình hình xung quanh. Sau khi thấy hai bên không có ai, liền lập tức chuyển mình đi về phía bên trái, thoát khỏi tầm mắt của hai người viên minh. Viên minh thấy cảnh này xong, không khỏi hơi sừng sốt. Còn nhân tiêu có điểm là lạ, sao trông như có linh trí. Vậy, hắn nhìn Trần Uyển rồi nhỏ giọng hỏi trần uyển nghe vậy lại thò đầu ra liếc mắt nhìn phát hiện nhân tiêu đúng là đã biến mất cái này không thể được đâu vương sinh từ đám nhân tiêu cũng chỉ có thể có một tuyệt đối không có chuyện đồng thời xuất hiện hai vương nếu có thì bọn chúng cũng sẽ nổ ra tranh đấu sống chết tuyệt đối không thể chung sống hòa bình trần uyển nhất thời cũng có chút mờ mịt kệ đi chúng ta trước chạy đi rồi tính viên minh nói nói xong hắn lập tức nhòi người ra ngoài hai tay vịn vách động rồi nhanh chóng bò xuống dưới Trần Uyển cũng lập tức bò ra theo. Khi bọn họ đi tới chỗ nằm ngay dưới lỗ hổng mà đám nhân tiêu vừa từ đó thoát ra, mới phát hiện ở khoảng mù phía bên trái, không ngờ còn có một cái cửa hang kín đáo thông qua một hướng khác. Trần Uyển nhìn cửa hang bí mật kia, mắt lộ vẻ tò mò. Đừng nhiều chuyện, bây giờ trốn ra ngoài mới là chính sự. Viên Minh thấy thế, vội lên tiếng nhắc nhở. Trần Uyển nhỏ giọng ừ một tiếng, thu ánh mắt lại. Ta trước đi lên xem tình hình một chút. Viên Minh dặn dò một câu xong bắt đầu dùng cả tay lẫn chân leo lên phía cửa động có điều hắn vừa mới leo lên được một nửa ngoài động bỗng chuyển đến một một đợt những tiếng gào thét ngay tiếp đó một cái bóng từ chỗ cửa động rơi xuống xẹt qua sát người viên minh rớt bịch xuống đất viên minh vội vàng né tránh ép sát người vào vách động đưa mắt nhìn xuống dưới lập tức phát hiện cạnh chân trần uyển thình lình có thêm một bộ tàn thi chỉ còn nửa thân trên nửa thi thể này mang quần áo nhuốm máu khuôn mặt cũng bị máu dính lên có điều tự y phục mà đoán định thì có lẽ là đệ tử ngự thú đường viên minh nội tâm căng thẳng chợt nghe tiếng hô đánh giết ở trên đỉnh đầu càng lúc càng tới gần mặt không khỏi biến sắc hắn vội vàng xoay người nhảy xuống nói với trần uyển bên trên đang giao chiến không rõ tình hình thanh âm còn chưa tới ánh sáng từ cửa động phía trên đầu bỗng nhiên bị bóng tối che khuất viên minh và trần uyển không hẹn mà cùng nhìn lên kết quả thấy ngay bóng lưng của nhân tiêu vương đi bên này trần uyển nói xong liền quay người chạy qua cửa hang bí mật phía bên trái viên minh thấy thế cũng chỉ có thể mau chóng đuổi theo hai người một trước một sau chạy trong hang động được nửa khắp chỉ thấy thông đạo ngoằn ngoèo hơn nữa càng lúc càng trở nên chật hẹp cũng không lâu lắm bọn họ đã đi tới cuối đường sao lại là ngõ cụt rồi trần uyển nghi hoặc nói bọn họ một đường chạy tới chưa từng phát hiện lối rẽ cũng không đụng nhân tiêu kia quay lại tiếp tục chạy tới cuối đường cũng vẫn không thấy nhân tiêu cổ quái kia đâu viên minh nghe thế tiến lên tìm tói xem xét một hồi chợt phát hiện chỗ gần mặt đất có một khe nứt cao chưa tới nửa người độ rộng vừa đủ để cho một người đi qua có thể là từ chỗ này thoát đi viên minh nói nhân tiêu kia còn biết xoay người chui hang linh trí tuyệt không giống như trẻ sơ sinh nó làm thế nào mà có thể chung sống hòa bình với nhân tiêu vương kia nhỉ trần uyển ở bên cạnh kiểm tra một hồi vẻ nghi hoặc trong mắt càng lớn hơn trước đừng quan tâm nó chúng ta mau đi ra ngoài nói không chừng một lúc nữa đám nhân tiêu cũng sẽ chạy qua bên này viên minh hối thúc trần uyển nghe thế cũng không trần trừ nữa lập tức cúi người chui qua khe nứt viên minh theo sát phía sau cũng chui qua khe nứt ở phía sau khe nứt vẫn là một thông đạo quanh co chật hẹp hai người viên minh cẩn thận từng chút di chuyển trong đó đi một mạch gần một khắc đồng hồ cuối cùng đã tới được lối ra thông đạo chật trội lối ra thông đạo cũng là một khe nứt hẹp thông với một động quật có diện tích bằng khoảng hai gian phòng không gian trong động rất tối nhưng chưa tới mức đưa tay trước mặt không thấy được năm ngón. Trên vách động bốn phía được bao phủ một tầng lân quang mờ mờ từ bột đá, mang đến chút hào quang yếu ớt. Hai người viên minh đi vào trong động quật, lập tức thấy ở phía đối diện có một tấm bia đá cổ xưa cao khoảng 6 thước. Ở dưới tấm bia hình chữ nhật là một bệ đá hình mãnh hổ, đường nét chạm khắc không tính là tinh xảo lắm nhưng lại ẩn chứa một loại tinh khí thần khó tả bằng lời, nhìn xem có cảm giác rất áp bách. Viên minh tỉ mỉ quan sát một hồi, phát hiện bên trên một mặt tấm bia đá có điều khắc những đường phù văn phức tạp, mặt kia dùng văn tự Nam Cương chạm khắc hai chữ hổ thú. Đây là cái gì? Viên Minh cất tiếng hỏi. Trần Uyển cũng đang tỉ mỉ quan sát, thoáng suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, nói, ta cũng không rõ, nhìn kiểu dáng giống như một loại vật chấn áp nào đó, hoặc là cột mốc biên giới. Viên Minh nghe thế liền không hỏi thêm nữa, bắt đầu cẩn thận xem xét những chỗ khác trong động. Nhưng sau khi quan sát một vòng, hắn kinh ngạc phát hiện khắp xung quanh động quật này, Ngoài khe nứt mà bọn hắn vừa chui ra thì không còn kẽ hở nào khác. Lần này đúng là tới ngõ cụt rồi, không có khe nứt nào khác. Viên Minh cao mày nói. Thế thì kỳ quái, không tìm được nối. Ra không nói, làm sao ngay cả nhân tiêu kia cũng không thấy đâu nữa Trần Uyển cũng lộ vẻ khó hiểu. Không phải như vậy chứ, cẩn thận tìm thêm lần nữa nào. Viên Minh thở dài. Trần Uyển nghe vậy, khẽ đảo cổ tay một cái, phần phật liên tiếp đánh ra ba lần hỏa cầu thuật, soi cả động quật sáng như ban ngày hai người mượn ánh sáng lần nữa cẩn thận kiểm tra toàn bộ động quật kết quả vẫn không thu hoạch được gì có phải trên đường có chỗ rẽ mà chúng ta không phát hiện ra không trần uyển do dự nói thôi chúng ta theo đường cũ trở về cho dù không tìm được lối rẽ thì có lẽ đám nhân tiêu kia đã đi rồi chúng ta vẫn có thể ra ngoài viên minh quyết đoán nói được sau khi bàn bạc hai người liền lần nữa men theo thông đạo quanh co chật chột kia quay ngược trở về đợi tới khi hai người trở lại được động quật lúc trước còn chưa kịp ra ngoài đã nghe ngay thấy một hồi những tiếng nói chuyện từ trong động quật truyền tới bất kể thế nào sống phải thấy người chết phải thấy xác một giọng nam vang lên chắc chắn là chết rồi dưới tình hình đó thì tuyệt đối không có khả năng còn sống mà quay về tiếng nữ nhân đầy vẻ chắc chắn truyền tới tiếng này nghe có chút quen tai khiến viên minh không khỏi ngẩn người sẽ không xảy ra chuyện gì bất ngờ chứ lúc này một giọng nói có phần sợ sệt vang lên nghe được giọng nói này viên minh lập tức bừng tỉnh khi đang định ngăn Trần Uyển ở bên cạnh thì nàng đã xông ra ngoài. Là đồng môn bích la động phải không? Trần Uyển lo lắng kêu lên. Đừng! Tiếng đừng của viên minh vừa ra khỏi mồm, ba người còn lại trong động quật đã nghe tiếng chạy tới. Rõ ràng chính là khôn đồ, ương thiền và ba đạn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngay khi trông thấy Trần Uyển, đám ba người khôn đồ sững sờ, người ngây ra như tượng đứng nguyên tại chỗ. Trần Uyển cũng lộ rõ vẻ sững sờ pha chút bất ngờ không kịp chuẩn bị. Thấy phản ứng của Trần Uyển là kinh ngạc chứ không phải phẫn nộ, Khôn Đồ lập tức đổi sắc mặt, tỏ vẻ ngạc nhiên, vui mừng kêu lên, "Trần Uyển sư muội, chúng ta cuối cùng cũng tìm được người các ngươi đang tìm ta." Trần Uyển thấy gã tới gần, vô thức lùi về sau một bước, nghi ngờ hỏi. Lời nàng vừa dứt, Viên Minh cũng vọt ra theo, gấp giọng nói, "Cẩn thận chút, đừng tới gần. Thú nô ti tiện, dám ám hại bắt cóc đệ tử Bích La động ta." quả thực gan to bằng trời, ngươi có biết tội của mình không? Ngay lúc vừa thấy viên minh, trong mắt khôn đồ bắn ra sát cơ, lập tức lớn tiếng trách mắng. Thời điểm tiếng trách mắng vang lên, cả Trần Uyển, viên minh, thậm chí ba đạt, ương thiền đều xứng người. Tựa hồ không ai ngờ được khôn đồ sẽ nói ra những lời này. Ương thiền lập tức phản ứng kịp, bồi thêm, Trần Uyển sư muội, ngươi không sao chứ? Tiện nô kia có làm ngươi bị thương không? Nghe câu này xong, Trần Uyển nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ do dự, đừng tin lời ma quỷ của bọn chúng chớ quên ngươi làm sao mà chúng độc viên minh vội lên tiếng nhắc nhỏ trần uyển sư muội kẻ này cấu kết với một thú nô khác dùng độc rút từ trên người hung thú trước chúng ta mưu đồ bất chính may mắn ba đạt sư đệ phát hiện chúng ta mới không bị chúng độc hết khôn đồ lập tức kể lể ương thiền cùng lập tức lên tiếng bổ sung đúng vậy chúng ta đã diệt sát thú nô kia còn kẻ này nhân lúc ngươi hôn mê liền ôm ngươi bỏ chạy ta phái hỏa mãng đuổi theo để cứu viện kết quả À nói được nửa chừng, đánh mắt nhìn qua phía Ba Đạt, ra hiệu cho y cũng nói gì đó thêm. Trần Uyển sư tỷ, sau khi ngươi bị bắt đi, chúng ta không hề từ bỏ, một mực tìm kiếm ngươi, may là ngươi không có việc gì. Ba Đạt phản ứng chậm một nhịp, lập tức gật mạnh đầu nói, "Đợi ba kẻ này ta một lời, ngươi một câu xong." Trần Uyển cũng có chút hoang mang. Khi nàng tỉnh lại đã là lúc đang chạy trốn trong thông đạo, ngoài hỏa mãng đuổi theo sau thì nàng chẳng thấy gì khác, trước mắt lại nghe bọn chúng nói như vậy, nhất thời phân vân không biết nên tin ai. Trần Uyển sư muội, chớ để ra hỏa này lừa gạt, một tên phi mau thú nô ti tiện, lời từ miệng hắn có thể có được mấy câu là thật. Khôn đồ tiếp tục khuyên, sư tỷ, mau theo chúng ta rời đi, lần này số lượng nhân tiêu khá lớn, hơn nữa bên trong chúng còn sinh ra vương, nếu có tách ra hành động thì khó tránh tử thương thảm trọng, chúng ta nếu không phải vì tình ngươi, cả đám đã sớm chạy về tụ hợp với những người khác rồi. Ba đạt vội vàng nói, tên này dù phản ứng chậm nhất, nhưng lại là kẻ biết cách lừa gạt nhất. Bộ dáng đàng hoàng, vẻ mặt ân cần của y lại một lần nữa qua mặt được trần uyển lời bọn họ nói là thật sao trần uyển quay lại nhìn về phía viên minh rồi lạnh giọng hỏi có điều trong ánh mắt còn mang theo chút do dự viên minh thở dài trong lòng đã hiểu cái gì là tam nhân thành hổ nội tâm trần uyển đã sinh nghi trước mắt sẽ không còn tin tưởng hắn nữa còn phí lời với kẻ này làm gì nữa giết hắn khôn đồ giận dữ gầm lên dứt lời gã nhoáng người bước một bước dài về phía viên minh đoạn vung trưởng đập xuống đầu viên minh chỉ thấy bàn tay gã tựa như bơm hơi phình ra thêm một vòng, làn da phủ một tầng ánh sáng vàng, thoạt nhìn như một phiến đá, lúc hạ xuống còn mang theo một hồi tiếng gió gào thét. Rất hiển nhiên, gã thi triển ra chính là một kích giết người diệt khẩu, cũng là một kích mà gã tự thấy là 10 phần chắc chín. Viên Minh đã sớm phòng bị gã, ngay khi thấy đối phương xuất thủ, hắn đã lập tức thôi động phi mau thuật hóa thân vượn trắng, vung nắm đấm nện thẳng về phía bàn tay lớn màu vàng của gã. Quyền trưởng chạm nhau, kéo theo tiếng ầm vang rung động, một luồng áp lực cường ép tới. Viên Minh chỉ cảm thấy cánh tay chấn động, khớp xương kêu răng rắc, thân thể lập tức không tự chủ được lui về phía sau. Tên nô bộc ti tiện nha ngươi không ngờ lại có thể tiếp một liệt bi trưởng của ta, bảo sao dám ra tay với Trần Uyển sư muội. Khôn đổ thấy thế, không quen dội nước bẩn lên đầu Viên Minh thêm lần nữa. Viên Minh lui về sau mấy bước, ổn định thân hình, lúc này lực chấn động trên cánh tay mới dần dần rút đi, nhưng đốt ngón tay lại truyền ra cảm giác đau đớn, xương cốt tựa như muốn nứt ra lực lượng thật cường đại, tu vi kẻ này e là không dưới luyện khí tầng 5. Viên minh âm thầm đánh giá. Ngay vào lúc hắn ngưng thần đề phòng, sau lưng bỗng bừng lên một vầng hào quang màu đỏ, tỏa ánh sáng chớp động, đồng thời quét ngang tới chỗ viên minh. Hắn lắc người qua một bên, miễn cưỡng tránh thoát xong liền phát hiện thân ảnh ương thiền chẳng biết, từ khi đã thỉnh lình nhích tới gần, trong tay còn cầm một thanh thủy thủ màu đỏ quét tới phía hắn. Mắt thấy chém không trúng, ương thiền lập tức xoay cổ tay, đâm chéo thủy thủ trong tay thẳng tới ngực viên minh. Viên Minh tức tốc bắt chéo hai tay, đưa lên đón đỡ, cổ tay to lớn đè vào cánh tay Ương Thiền, đoạn dùng sức hất ngược lên, chấn ả à lui ra ngoài. Ả à lào đảo lui lại, núi non trước ngực nhấp nhô, nhưng trên mặt lại lộ nét cười. Viên Minh lập tức phát giác có điều bất ổn, trở thấy đất dưới chân xuất hiện một quầng sáng màu vàng đất, tiếp đó là ba cây măng đá sắc nhọn cùng trồi lên, đâm thẳng về phía hắn. Rõ ràng là ba đạt ở cách đó không xa âm thầm ra tay. Y canh thời điểm ra tay quá chuẩn xác nên Viên Minh cơ bản không thể kịp phòng bị chân trái thình lình bị mang đá trồi lên đâm trùng, máu tươi bắn tung tóe, đồng thời người cũng mất thăng bằng ngã về phía sau. Khôn đồ sao có thể cơ hội trời cho như vậy? Hai mắt lóe lên vẻ hưng phấn, gã lao thẳng tới, toàn từ sau lưng viên minh tung ra một đòn sát thủ. Tay gã cầm một cây dùi nhọn hình xoắn ốc màu lam nhạt, đâm thẳng về chỗ ngay sau tim viên minh. Cẩn thận! Bản thân Trần Uyển cũng không ý thức được vì sao mình lại đột nhiên lên tiếng nhắc nhở. Ngay thời điểm thấy viên minh sắp đụng phải mũi dùi mà bỏ mạng, cái bóng dưới chân hắn bỗng nhiên lướt qua một bên, trông y như muốn thoát khỏi nhục thể của hắn vậy. Ngay tiếp đó, một màn khiến người ta kinh ngạc xuất hiện. Chỉ thấy ngay khi cái bóng lướt đi, thân thể viên minh vậy mà cũng quỷ dị lướt ngang theo, vừa vặn tránh khỏi mũi rùi đâm lén, chỉ có cánh tay bị rùi nhọn sượt qua kéo theo một chuỗi hoa máu. Thân pháp biến hóa bất ngờ của hắn khiến mấy người ở đây đều có phần kinh ngạc. Vô ảnh bộ, khôn đồ kinh ngạc nói. Làm sao có thể? Một tên phi mau thú nô lại có thể học được vô ảnh bộ. Ương Thiền cũng hết sức ngạc nhiên. Tới giờ còn chưa nhìn rõ sao. Bọn chúng là đang muốn giết người diệt khẩu. Viên Minh nhìn về phía Trần Uyển, có chút thương nàng bất hạnh, giận nàng chẳng tranh hô. Trần Uyển lộ vẻ phân vân, nghĩ tới việc Viên Minh chăm sóc nàng trên đường đi lúc trước, rốt cuộc cũng ngăn giữa song phương. Khôn đồ sư huynh, ta thấy trong chuyện này còn có gì đó quái lại, huống hồ hiện tại không phải lúc để xử trí việc này, tốt hơn là mau trở về tìm những sư huynh đệ khác tụ hợp, thương lượng chuyện làm sao đối phó với nhân tiêu vương đi. Trần Uyển dùng ngữ tốc cực nhanh nói. Khôn đồ nghe thế, sắc mặt hơi đổi, đưa mắt nhìn ương thiền và ba đạt, cả ba nhất thời cùng nhìn nhau trao đổi ý kiến. Viên Minh lập tức phát giác có điểm bất thường, Trần Uyển cũng nhận thấy bầu không khí có chút quỷ dị, tinh thần trở nên cảnh giác. Nếu Trần Uyển sư muội đã nói như vậy, chúng ta cũng sẽ không ép buộc, có điều thú nô này thực sự không đơn giản, sư mọi người không được chủ quan để bị hắn lừa. Khôn đồ thu thế tấn công lại, lên tiếng nhắc nhở. Sư huynh không cần quá lo, ta tự có chủ trương. Trần Uyển thần sắc thoáng buông lỏng, khẽ gật đầu đáp. Đúng lúc này, Ương Thiền ở bên cạnh bỗng động thân hình. Viên Minh đang định lên tiếng nhắc Trần Uyển cẩn thận, chợt nghe một hồi tiếng ồn ào từ lối ra phía trên hang động truyền tới, ngay sau đó là liên tiếp mấy bóng người nối đuôi nhau nhảy xuống. Hắn quan sát thấy có 5 người nhảy xuống, trên người bọn họ không ngờ đều mặc phục sức của đệ tử Bích La động, chỉ có điều ai nấy mặt mũi héo hon, thần sắc tràn ngập vẻ mệt mỏi. Thấy, nguyên một đám người rớt xuống như sủi cảo, mấy người khôn đồ cũng kinh sợ, còn Ương Thiền lúc này tuy đã âm thầm đến được sau lưng Trần Uyển, cũng không thể không giấu thanh thủy thủ màu đỏ máu trong tay ra sau lưng. Mau chuẩn bị đi, sắp tới rồi. Còn không đợi đám khôn đồ hỏi, đã nghe có người hô lên. Lời vừa dứt, từng con nhân tiêu thình lình như thả sủi cảo, nối tiếp nhau nhảy xuống, số lượng có tới 12 con, nhiều hơn 2 so với số lượng tu sĩ Bích La động có mặt ở đây thoáng cái động vốn đã không rộng rãi gì mấy bỗng trở nên chật trội không cần ai hô câu bắt đầu nhân tiêu và các đệ tử bích la động lại lập tức lao vào chiến đấu với nhau nhất thời các loại thuật pháp bay tứ tung quang ảnh chất động tiếng nổ vang tiếng va chạm liên tiếp vang lên cả động quật rơi vào hỗn loạn viên minh thấy nhân tiêu vương không cùng trở về trong lòng vui mừng nhân lúc hỗn loạn di chuyển về phía cửa động còn lo lắng cái gì không nhanh chút đi lúc đi ngang qua người trần uyển hắn không nhịn được lên tiếng nhắc nhở nhưng mà nàng sau khi dùng ánh mắt phức tạp nhìn hắn xong vẫn không có động trái lại còn chạy về chỗ tập trung mấy đệ tử bích la động viên minh thấy thế chưa nói tới thất vọng nhưng vẫn có chút mất mát tùy ngươi vậy hắn thầm nói một câu xong lập tức quay người đi tới vách động tung mình nhảy lên rồi dùng cả chân lẫn tay leo lên vách đá nhắm phía lối ra động quật mà đi nhưng ngay vào lúc hắn sắp tới được cửa hang vươn tay ra mỏ mẫm toan leo thẳng lên cánh tay hắn bỗng nhiên tê dạo giống như là mất hết sức lực không thể bám nổi vào vách đá, cứ thế trượt tay rớt xuống dưới. Thân thể viên minh rơi xuống, vừa vặn nện lên người một nhân tiêu. Cơ thể nhân tiêu này không ngờ lại cứng như sắt thép, khiến hắn có cảm giác như đâm phải một cái đe sắt, ngã vật qua một bên. Khôn đồ chứng kiến cảnh này, vội vàng vọt tới phía viên minh, tới tận lúc này, gã vẫn không quên ý định giết chết viên minh. Chỉ là không đợi gã kịp tới gần, đã bị một con nhân tiêu khác cản đường. Viên minh vội vàng triệt hồi phi mau thuật, hạ thấp người lò dò di chuyển qua một góc vắng, Lúc này, hắn thấy ba đặt người co rúm lại thành một đống, trốn trong một xó, đưa đôi mắt nhỏ đảo qua đảo lại, bộ dạng vừa cảnh giác vừa khiếp đảm, y như một con chuột. Viên minh vừa đi được hai bước, cảm giác suy nhược, choáng váng kia lại lần nữa đánh tới. Hắn vội vàng quay đầu liếc nhìn bờ vai của mình, chỉ thấy chỗ bị mũi rùi của khôn đồ quét qua làm bị thương giờ máu thịt lộ ra, hơn nữa còn trở nên đen xì, hiển nhiên đã trúng độc. Viên minh trong lòng thầm mắng một tiếng, cắn răng lấy lại bình tĩnh, chạy tới thông đạo ở một phía khác hắn vừa khẽ động một con nhân tiêu đánh ngã một đệ tử bích la động xong liền đánh tới phía hắn viên minh trùng người xuống lập tức lần nữa thi triển vô ảnh bộ cái bóng dưới chân hắn nghiêng đi một cách quỷ dị thân thể hắn cũng theo đó mà nghiêng đi dùng một góc độ không thể tưởng tượng được cấp tốc tránh né đoạn nhanh chóng lướt qua khoảng hở giữa hai tên đang giao chiến hắn vừa mới thoát khỏi khu vực chiến đấu trước mắt bỗng nhiên tối sầm cả người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng cuối cùng có chút khó mà chống đỡ được tiếp độc tính thật mạnh Cảnh vật trước mắt Viên Minh nhanh chóng trở nên mông lung mờ ảo, không còn thấy rõ được nữa. Nhưng đúng vào lúc này, trong tầm mắt toàn những hình ảnh mờ mờ xếp chồng của hắn, bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh mảnh khảnh, uyển chuyển màu trắng bạc, rõ ràng là con mèo màu bạc đã từng xuất hiện mấy lần trước mặt hắn. Là nó? Sao nó lại ở chỗ này? Viên Minh nhìn thân hình nhỏ nhắn mềm mại của con mèo bạc, đầu óc rối bời. Trong thoáng chốc, Viên Minh thấy con mèo kia dừng lại ở chỗ cách hắn không xa, đồng thời quay đầu lại nhìn hắn ở bên trong khung cảnh mờ ảo này, viên minh lại có thể thấy rất rõ đôi con người khác màu của con mèo bạc, đầu óc đang hỗn loạn lại như đột nhiên chấn động, tỉnh táo hơn một chút. Chẳng biết vì sao mà hắn lại có cảm giác con mèo kia như đang chờ hắn. Viên minh vô thức lập tức cắt bước đuổi tới chỗ nó, chỉ là bước chân vẫn hơi lào đảo. Kết quả hắn vừa mới tới gần, mèo bạc liền chạy nhanh tới trước, vòng qua một một tảng đá màu đen nhô lên rồi lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Viên minh bước chân siêu vẹo đuổi theo, khi chạy tới chỗ sau tảng đá đen lại chỉ thấy trên vách đá có một cửa hang đen kịt to bằng thùng nước không thấy bóng dáng mèo bạc đâu hắn nhìn xung quanh một lượt nhưng vẫn thủy chung không thấy chút vết tích nào của nó lúc này âm thanh hỗn loạn từ phía sau truyền tới tựa như đang có người đánh nhau kéo qua hướng bên này viên minh loạn choạng lập tức lao thẳng vào cửa hang đen kịt kia sau khi nửa thân trên lọt vào thì ngã chúi xuống cả người lộn ngược sau khi thân ảnh hắn rơi vào trong đó bên trên cửa hang đen kịt đột nhiên xuất hiện một tầng ánh sáng màu vàng mờ mịt, bao phủ cửa hang lại. Đợi tới khi ánh sáng tan đi, cửa hang cũng hoàn toàn biến mất. Không biết qua bao lâu, Viên Minh dần dần tỉnh lại, có điều hắn vẫn cảm thấy đầu óc choáng váng. Bờ vai truyền tới cảm giác đau rát khiến hắn không nhịn được hé miệng, cổ họng khẽ phát ra vài tiếng ui Viên Minh theo bản năng xòe bàn tay ra sờ sờ thân thể, phát hiện lòng bàn tay có cảm giác nhớp nháp. Cùng lúc đó, một hỗn hợp mùi hôi thối pha tanh tưởi sộc vào khoang mũi hắn, khiến hắn không nhịn được nôn khan một trận hắn cố gắng mở to hai mắt định nhìn cho rõ hoàn cảnh xung quanh mình nhưng khắp bốn phía chỉ là một mảng tối đen như mực dù hắn cố gắng thế nào thì vẫn chẳng thấy được thứ gì theo thời gian trôi cảm giác mê mụi trong đầu hắn dần dần giảm đi mấy phần hắn mò mẫm toan đứng dậy nhưng khi bàn tay và đầu gối va chạm với đồ vật xung quanh lại cảm giác ra được xung quanh rất không bằng phẳng viên minh không loạn động nữa mà đưa tay lần sờ xung quanh người phát giác những thứ xung quanh mà tay hắn chạm vào đều là những đoạn chân cụt tay đứt, không rõ là người hay động vật. Trong số những thứ này, có cái đã mục nát thành xương trắng, có cái thì giữa nát thành bùn, còn có một ít như là mới chết chưa lâu, bên trên còn vết máu chưa khô. Bên trên mấy bộ thi thể trong số này, viên minh sở thấy da thú trên người, cũng sở thấy quần áo làm từ tơ lụa, suy đoán một chút liền biết, những thứ này chính là thi thể của phi mau thú nô và đệ tử Bích La Động. Nơi này hình như là một hố xác. Viên minh thầm suy đoán, đồng thời không nhịn được dùng mình. Không phải trong lòng hắn thấy sợ hài, mà vì nhiệt độ không khí xung quanh thực sự rất thấp, âm khí cực nặng, cộng thêm mùi hỗn tạp khó ngửi khiến người ta hít thở khó khăn. Viên Minh sờ sờ nhẹ bờ vai mình một chút, phát hiện vết thương vẫn sưng như trước nhưng cảm giác đau đớn đã giảm đi nhiều, đầu óc cũng không choáng vắng mơ màng như trước, thầm cảm thấy an tâm một chút. Hắn tự biết nơi đây không phải trốn an lành, khi đang muốn đứng dậy, chợt nghe một âm thanh, tựa như vang lên trong đầu hắn, ta, Khoảnh khắc khi vừa nghe thấy âm thanh này, viên minh cả người cứng đờ, lập tức nín thở ngưng thần, vỉnh tai lắng nghe. Ta là người, bất, bất động. Ta là người, bất động, là có ý gì? Thanh âm kia vang lên đứt quãng làm viên minh nghe được nhưng chẳng hiểu mô tê gì. Ngay tại thời điểm hắn theo bản năng muốn hỏi một câu là ai đang nói chuyện, âm thanh kia lại thình lình vang lên lần nữa trong đầu hắn. Khác là lần này nhịp nhàng, liền mạch hơn một chút. Ta là người, liền, bất động sẽ chết. Viên Minh nghe thế, trong lòng càng thêm kinh nghi bất định. Lý trí bảo hắn kìm nén xúc động muốn lên tiếng, cũng khiến hắn dừng động tác dậy dậy ngay lập tức. Viên Minh thoáng ngẩng đầu, nâng tầm mắt lên cao hơn đám thi cốt giữa nát một chút, lén lút nhìn về phía xa hơn một chút, nhưng vẫn chỉ thấy một khoảng tối om, chẳng nhìn ra được thứ gì. Có điều đúng vào lúc này, một quần sáng màu đỏ nhạt đột nhiên bừng lên, chiếu dọi phương viên mấy trượng xung quanh thành một vùng mờ mờ đỏ máu, nhìn y như một cái động quỷ. Viên Minh mượn nhờ quần sáng mờ kia, cẩn thận từng ly từng tí quan sát bốn phía xung quanh, muốn tìm xem là ai vừa nhắc nhở mình nhưng lại chẳng tìm thấy gì. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ là khi ánh mắt hắn tụ lại chỗ tỏa ra ánh sáng màu máu, trong lòng liền không nhịn được run lên. Nhân Tiêu Vương, hắn nhìn thấy ở sát vách đá phía bên kia, thình lình có một cái ao máu diện tích khoảng 6 thước vuông, huyết dịch bên trong bốc lên, tỏa ánh sáng đỏ, chiếu lên vách động phía sau cũng biến thành một mảng đỏ máu. Mà tại ao máu kia, còn nhân tiêu vương đầu mọc hai sừng đang ngồi ngay ngắn trong đó, hai mắt nhắm nghiền, đầu hơi ngửa lên, miệng há rộng. Ở khoảng không trên miệng nó ba tấc, một viên trâu to bằng quả vải thiều, toàn thân đen nhánh đang nằm lơ lửng. Phía trên viên trâu bao phủ một tầng những sợi sương mù đỏ thẫm hơi bốc lên, tựa như sương mù buổi sớm. Lúc này, từ bên trong ao máu bắt đầu từng bóng người mờ ảo bay ra, bị một lực hút vô hình kéo lấy, hút vào trong viên trâu màu đen kia. Viên minh cứng cổ, không dám thở mạnh, nhìn chằm chằm không chớp mắt về phía nhân Tiêu Vương kia, trái tim đập bình bịch liên hồi. Đợi một lúc lâu, ngay khi cổ hắn bắt đầu thấy đau nhức, con mắt nhân Tiêu Vương bỗng mở ra, trong mắt khí huyết ngưng kết, cơ bản không nhìn thấy con người đâu. Chỉ thấy nó há miệng hút vào, viên châu màu đen kia liền hạ xuống, rơi vào trong miệng nó. Viên Minh Ngưng thần nhìn kỹ, phát hiện viên châu kia vẫn chưa chìm vào trong bụng nhân Tiêu Vương, mà là treo ở giữa cổ họng nó, không lên không xuống, trông như hầu kết của nó vậy theo viên châu màu đen chui vào cổ họng, một tầng xương mù màu đen lập tức ngưng tụ trên mặt nó, tiếp đó nhanh chóng chảy vào cặp mắt rồi bị hấp thu sạch sẽ. Màu đỏ máu trong hai mắt nhân tiêu vương nhạt bớt đi, con ngươi đen nhánh lóe sáng, khí thế cả người đột nhiên tăng, vọt, giống như một bộ sắc sống chuyển hóa thành yêu tà. Chỉ thấy một tay nó duỗi ngón hóa thành chảo, chụp xuống khoảng không ngay trên ao máu dưới người. Bên trong ao máu dập dờn bỗng ùng ục bốc lên một mảng bọt khí, huyết dịch dâng lên như sôi trào tiếp đó một một thanh trường đao tạo hình thô kệch trông giống y như đéo đá mà thành được huyết dịch nâng lên đưa tới tay nhân tiêu vương nhân tiêu vương một tay nắm chặt trường đao thân hình lướt ra khỏi ao máu hướng thông đạo ở một bên động quật lập tức xông thẳng ra ngoài nhoáng cái đã không thấy đâu nữa nó vừa rời đi mặt ao máu dần dần khôi phục lại vẻ tĩnh lặng đồng thời bên trong lại bắt đầu có khoảng 10 cái bóng mở bay ra hơn nữa tất cả chúng đều di chuyển về phía hố xác mà viên minh đang dừng chân còn không đợi hắn kịp nhìn rõ ràng ánh sáng trong ao máu liền tắt phụt không gian xung quanh lần nữa rơi vào tăm tối viên minh vừa mới thả lỏng tinh thần được một chút lại đột nhiên căng thẳng thở gấp dãy dụa toan đứng dậy nhưng khi hắn muốn chống người lên mới phát hiện cánh tay mình chẳng biết từ khi nào đã trở nên tê dại cứng ngắc thậm chí bản thân còn không cảm giác được cánh tay tồn tại ngay tiếp đó hắn mới kinh hãi phát giác không chỉ có hai tay đến ngay cả hai chân hắn cũng đều hoàn toàn mất chi giác còn nửa thân trên dù còn chi giác nhưng cũng không cách nào động đậy được hỏng rồi độc tính phát tác nội tâm viên minh chìm xuống lúc giao thủ với đám khôn đồ khi trước hắn đã sơ ý bị dính độc bây giờ xem ra độc sắp triệt để phát tác viên minh trong lòng vô cùng lo lắng làm sao mà ngay cả động đậy cũng khó khăn muốn tự cứu cũng làm không được hắn giờ phút này dù không nhìn thấy mấy cái bóng tựa như vong hồn kia nhưng lại có thể cảm nhận được nhiệt độ không khí xung quanh lần nữa hạ xuống lông tơ không khỏi dựng ngược lên thứ đó tới rồi. Còn không đợi viên minh kịp làm ra phản ứng gì, hắn đã chợt cảm thấy sau gáy phát lạnh, tựa như có thứ gì đó kéo tới. Ngay sau đó, cảm giác lạnh lẽo kia lan ra khắp người, khiến toàn thân hắn không khỏi cứng đờ. Là âm linh hay là quỷ hồn? Viên minh thầm kinh nghi. Lúc này, cảm giác lạnh lẽo nơi cổ tăng lên, những vong hồn kia tựa như đang chui vào trong cơ thể hắn. Ngay khi viên minh cảm giác như rơi vào hầm băng, càng người càng lúc càng lạnh, cánh tay phải đột nhiên chuyển ra một luồng hơi ấm, trong nháy mắt đã tràn đến sau lưng. Luồng hơi ấm này chỉ thoáng đảo qua thôi, mà đã xua tan cảm giác lạnh lẽo do vong hồn phụ thể kia gây ra. Viên minh không nhìn thấy, nhưng có thể cảm giác được nhiệt độ xung quanh tăng lên một chút, khôi phục lại trạng thái ban đầu, có điều là hắn vẫn không cách nào động đậy. Cứ cho là vong hồn không tới quấy giày hắn nữa, nhưng nếu không cách nào thoát khốn, cứ bị vây ở chỗ này cũng không phải cách. Dù hắn không bị độc phát mà chết, đợi tới khi nhân tiêu vương quay lại, hắn khả năng cao vẫn phải chết. Viên Minh trong lòng suy nghĩ cẩn thận một lượt, liền ý thức được căn bản không có biện pháp nào. Phi mao thuật trong trường hợp này không dùng được, mà cưỡng ép vận chuyển cửu nguyên quyết, không nhưng không thể kháng độc tố, trái lại còn có thể vì vận công mà khiến độc tố tăng tốc sông lên não, đến lúc ấy còn chết nhanh hơn. Về phần lưu hương trên cánh tay, trước đó tuy có thể giúp hắn ngăn việc thần hồn bị tổn thương, nhưng nó chưa từng thể hiện năng lực giải độc, chẳng biết có tác dụng hay không. Nhưng bây giờ đã chẳng có cách nào khác, viên minh chỉ đành ôm suy nghĩ lấy ngựa chết làm ngựa sống bắt đầu thử nghiệm câu thông lư hương theo việc điều chuyển một tia pháp lực chảy tới chỗ lư hương trên cánh tay nơi đó bắt đầu tỏa ra một quầng sáng nhỏ rồi ấn ký lư hương nổi lên mắt thấy nó bắt đầu chuyển từ hư thành thật một chân lưu hiển hiện ra đúng lúc đó một hồi cảm giác tê dại mãnh liệt gấp bội đột nhiên đánh tới cắt ngang quá trình vận chuyển pháp lực của viên minh theo đó lư hương trên cánh tay cũng lần nữa biến mất không thấy gì nữa hy vọng cuối cùng cũng không còn viên minh trong lòng thầm mắng một tiếng nhưng trong đầu lại đột nhiên nảy ra một ý tưởng mới rồi nhờ các hạ lên tiếng nhắc nhở tại hạ vô cùng cảm kích không biết có thể giúp ta thêm lần nữa không viên minh cũng không biết chắc là có ai nghe thấy thật không nhưng vẫn mở miệng hô lời nói xong bốn phía lặng yên không có dù chỉ là nửa bóng người đáp lại nếu ngươi đã nhắc nhớ ta ngươi chắc chắc không muốn để ta cứ thế này chết đi hơn nữa xin giúp ta thoát khốn viên minh tiếp tục hô bốn bề xung quanh vẫn lặng yên chẳng có chút hồi đáp nào ộc ố phát ác không ộng gậy ược làm sao áp ế ốc ố độc tố từng bước lan ra khiến cổ họng viên minh cũng bắt đầu tê liệt âm thanh phát ra cũng bắt đầu méo đi nhà chữ không còn rõ ràng ngay vào lúc viên minh gần như mất hết hy vọng âm thanh kia rốt cuộc lại truyền đến vẫn giống lúc trước tựa như trực tiếp vang lên trong đầu hắn ra hỏa ngu xuẩn nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha